Hoàng An Nhiên vừa đi vừa mò mẫm. Không yếu thì ta giết chết. Có một âm thanh đột ngột vang lên. Hoàng An Nhiên bị âm thanh này dọa sợ. Cô ta nhanh chóng lùi lại phía sau. Rồi nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ. Có bản lĩnh thì ra đây. Cô lạnh lùng nói. Oanh, đột nhiên, cô ta thấy lưng mình ớn lạnh, như thể một luồng gió lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể mình. Cô ta đột ngột quay lại, nhưng một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ cô ta, nâng cô ta lên nhẹ tênh. Giờ khắc này, Hoàng An Nhiên không thể sử dụng kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ và khí kình của mình. Yết hầu sinh mạng của cô bị bóp chặt. Cô ta cảm nhận được sự hiện diện của cái chết. Hơi thở dồn dập, gương mặt xanh mét đỏ bừng. Ý thức của cô ta tan biến dần. Là cô sao? Đột nhiên một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Hoàng An Nhiên chỉ cảm thấy cổ mình đã được thả lỏng, cả người yếu ớt ngã xuống đất. Cô ta thở hổn hển từng hơi một, rồi ngước nhìn lên. Vừa thấy cô đã sốc nặng. Đây chẳng phải là chàng trai trẻ mà cô ta đang đau khổ tìm kiếm sao? Là ngài, ngài. Tôi không biết đó là ngài, thưa ngài, nếu không tôi sẽ không bao giờ dám xông vào. Hoàng An Nhiên vội vàng giải thích, cô ta đến đây vì môn phiệt Bắc An. Ô, thì ra là thế. Diệp Lâm Quân nói môn phiệt Bắc An muốn làm gì vậy? Hoàng An Nhiên lấy hết can đảm hỏi. Muốn giết tôi? Cái gì? Muốn giết ngài sao tiên sinh? Bọn họ điên rồi sao? Hoàng An Nhiên lộ ra vẻ mặt rất khó tin. Cô chạy đi nhanh lên. Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Diệp Lâm Quân tưởng rằng đó là người muốn giết anh, nếu không tự dưng nhìn kỹ hơn một chút. Thì e rằng Hoàng An Nhiên đã là một xác chết rồi. Hiểu rồi. Hoàng An Nhiên rời đi, vẻ mặt rất phấn khích. Bây giờ cô ta đã biết nơi Diệp Lâm Quân sống, mọi thứ có thể được từ từ thực hiện. Chuyến đi này thực sự không uổng công. Thứ nhất là biết được mục đích của môn phiệt Bắc An. Thứ hai là tìm thấy nơi ở của chàng trai trẻ. Hoàng An Nhiên vội vã chạy như điên về nhà, nói tất cả cho Hoàng đế Tây Đường. Cái gì, tìm được chàng trai trẻ rồi. Hoàng đế Tây Đường kích động hơn bất kỳ ai khác. Đúng, đúng vậy, đã xác định được địa chỉ của anh ta, thái độ của anh ta đối với cháu tốt hơn lần trước rất nhiều. Hoàng An Nhiên lộ vẻ ngại ngùng. Thật quá tốt rồi. Hoàng đế Tây Đường vô cùng kích động. Mấy người bà cụ, Ngô Thị Lan và Lý Tử Nhiệm đứng bên cạnh đều âm thầm khiếp sợ. Nhân vật lớn này xuất hiện sao? Giang Bắc tồn tại một người như thế này từ khi nào vậy? Họ đã ở Giang Bắc bao lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nghe đến cả. Ông nội, còn một chuyện nữa, người của môn phiệt Bắc An muốn giết chàng trai trẻ. Hoàng An Nhiên thì tầm nói. Ồ! Giữa bọn họ còn có ân oán gì sao? Tuy nói thật thì môn phiệt Bắc An này rất mạnh. Nhưng muốn giết chàng trai trẻ thì nhất định phải trả giá rất thảm khốc. Nhưng chàng trai trẻ cũng đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Cho dù anh ấy có mạnh đến đâu thì Bắc An gia tộc vẫn giết anh ta rất dễ dàng. Như vậy đi, giúp ông liên hệ với cao tầng của môn phiệt Bắc An, ông sẽ đè chuyện này xuống. Ông sẽ cho môn phiệt Bắc An chút mặt mũi, không truy cứu chuyện này nữa. Hoàng đế Tây Đường nói chắc chắn là được đấy. Hoàng An Nhiên trông có vẻ rất phấn khích. Vậy thì sau khi chuyện môn phiệt Bắc An ổn rồi, chuyện này coi như thành ý của môn phiệt Tây Đường chúng ta, ông sẽ tự mình đi gặp cậu để mời gia nhập môn phiệt Tây Đường. Đến lúc đó cậu ta sẽ không từ chối đúng không? Hoàng đế Tây Đường đã có kế hoạch hết rồi. Giải quyết gia tộc Bắc An thay cho Diệp Lâm Quân, và sau đó mời anh lần nữa. Như vậy thì Diệp Lâm Quân không có lý do gì để từ chối. Hoàng An Nhiên nói, ông nội, chúng ta giải quyết một vấn đề lớn như vậy cho anh ta thì anh ta cảm ơn còn không kịp ấy, sao có thể từ chối được. Được rồi, ông sẽ lập tức giải quyết việc này, ngày mai gặp cậu Tết. Ngay lập tức, Hoàng đế Tây Đường đã liên lạc với cao tầng của môn phiệt Bắc An. Ông ta tự mình ra mặt, để bảo vệ Diệp Lâm Quân. Môn phiệt Bắc An không thể làm gì được. Dù gì đây cũng là người đứng đầu môn phiệt Tây Đường đó. Môn phiệt Bắc An không còn cách nào khác, đành phải cho Hoàng đế Tây Đường một ít mặt mũi. Dù sao thì tổn thất của môn phiệt Bắc An không quá lớn, chỉ là chết mất mấy người phó thần minh. Không quan trọng, còn chẳng bằng sĩ diện. Hoàng đế Tây Đường lộ ra vẻ mặt đắc ý, đôi khi có những vấn đề thiên hạ không thể tưởng tượng hoặc không thể giải quyết, thì chỉ cần một câu nói của ta thôi.
Đây chính xác là như thế, căn bản là không có cách nào để giải quyết vấn đề của một người bị môn phiệt Bắc An truy giết. Nhưng ông ta chỉ cần nói một câu. Chủ yếu là do ông ta nghĩ rằng Diệp Lâm Quân cũng vậy. Mặc dù cậu ta rất mạnh mẽ, có thể được coi như là người kế thừa của Ngũ Long của Lạc Việt. Nhưng trước khi cậu ta trở nên vĩ đại, môn phiệt Bắc An hoàn toàn có thể xóa sổ cậu ta. Thực ra giữa cậu ta và người thường không gì khác biệt, nhưng môn phiệt Bắc An sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng dù sao cũng khó tránh khỏi cái chết. Vậy nên ông giải quyết vấn đề này cho Diệp Lâm Quân, để cho Diệp Lâm Quân nợ ông ta một ân tình. Ông muốn cho Diệp Lâm Quân hiểu được sức mạnh và giá trị của môn phiệt Tây Đường. Ngày hôm sau, Hoàng đế Tây Đường chuẩn bị đến gặp Diệp Lâm Quân. Bà cụ và những người khác muốn đi theo, nhưng đều bị Hoàng đế Tây Đường ngăn lại. Các cô cậu đi chỉ thêm phiền. Hơn nữa, chàng trai trẻ sẽ trở thành người của môn phiệt sớm thôi Tây Đường. Lúc đó các cô cậu hãy đến chào hỏi. Ngay sau đó, Hoàng An Nhiên đưa Hoàng đế Tây Đường đến biệt thự. Chàng trai trẻ, Hoàng, mạnh hùng của môn phiệt Tây Đường và cháu gái xin được gặp. Hoàng đế Tây Đường hô lên. Diệp Lâm Quân nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh mở cửa. Ông có chuyện gì vậy? Diệp Lâm Quân cau mày. Nhóm người này đúng là âm hồn không chịu tiêu tan, cứ phải bám theo quấy rầy anh. Chàng trai trẻ, Hoàng mạnh hùng đến đây chúc mừng ngài. Hả? Chúc mừng cái gì? Có chuyện gì vui à? Diệp Lâm Quân hoang mang. Chàng trai trẻ, tối Ion qua tôi biết được chuyện ngài có ân oán gì đó với môn phiệt Bắc An, cho nên tôi đích thân ra mặt giải quyết chuyện này. Chàng trai trẻ, cho dù lúc trước ân oán của ngài với bọn chúng lớn như thế nào đi chăng nữa, nhưng từ nay về sau, môn phiệt Tây Đường sẽ không bao giờ truy cứu. Ngài không cần phải lo cho mạng mình nữa. Hoàng đế Tây Đường đắc ý nói. Cuối cùng thì Diệp Lâm Quân cũng hiểu. Tại sao những người của môn phiệt Bắc An đang phục kích xung quanh lại biến mất? Hóa ra là ông ta làm. Nhưng Diệp Lâm Quân ta đây mà lại cần ông làm vậy sao? Anh không thèm quan tâm đến môn phiệt Bắc An. Nếu anh muốn truy cứu thật thì anh âm thầm xử gọn lũ Lâu La đó rồi. Ôm! Diệp Lâm Quân lạnh lùng đáp lại. Ừ hai! Thái độ của anh khiến Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên đều sửng sốt. Theo lý thuyết thì ông đã giải quyết phiền toái lớn đến vậy cho cậu ta, lẽ ra cậu ta phải vô cùng biết ơn chứ. Vậy thái độ này là sao? Cậu ta không kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng chỉ cần một mình cậu ta là có thể đối phó với toàn bộ môn phiệt Bắc An chứ? Tự tin quá, đó. Hoàng đế Tây Đường hỏi, chàng trai trẻ, chắc không phải là ngài không biết môn phiệt Bắc An muốn xử lý ngài đâu nhỉ? Đương nhiên là biết, bọn họ muốn giết ta không phải ngày một ngày hai. Vậy thì tốt quá, chàng trai trẻ, lần này tôi giúp ngài giải quyết cục diện mà ngài cũng bó tay bất lực, tôi không cần ngài cảm tạ hay bất cứ yêu cầu gì khác đâu, chỉ mong ngài sẽ gia nhập môn phiệt Tây Đường. Điều kiện của tôi vẫn như trước, ngài tham gia, tương lai sẽ trở thành môn chủ đứng đầu. Hoàng đế Tây Đường nói rõ mục đích. Hoàng An Nhiên rất hứng thú nhìn Diệp Lâm Quân. Anh ta không thể từ chối được. Tại sao tôi phải cảm ơn ông? Tôi cầu xin ông giúp tôi giải quyết hà. Hơn nữa, tôi không thèm để cái môn phiệt Bắc An đó vào mắt đâu. Lời Diệp Lâm Quân nói là sự thật. Đừng nói chính anh, cho dù là Bắc Thiên Vương ở đó thì môn phiệt Bắc An cũng không dám hành động mù quáng. Nếu không phải vậy thì sao họ phải mai phục lâu như vậy mà không hành động cơ chứ? Diệp Lâm Quân nói một câu đã khiến đám người của Hoàng đế Tây Đường hoàn toàn sững sờ. Ngông cuồng, quá ngông cuồng rồi. Chúng tôi công nhận anh rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức có thể đối đầu với toàn bộ môn phiệt Bắc An đâu. Anh chỉ là có khả năng tiềm tàng để trở thành Ngũ Long Lạc Việt, còn lâu mới đạt tới trình độ của Ngũ Long Lạc Việt. Môn phiệt Bắc An muốn giết anh vẫn rất dễ dàng. Tất cả thiên tài chỉ là có khả năng tiềm tàng mà thôi, trước khi hoàn toàn trưởng thành cũng có thể sẽ chết trẻ. Lúc này Diệp Lâm Quân chính là loại trường hợp này. Chàng trai trẻ hình như cậu không hiểu rõ vị trí của mình thì phải. Cậu rất mạnh, nhưng cậu muốn trưởng thành còn cần thời gian, chỉ có trưởng thành thì cậu mới có thể đứng trong hàng ngũ những người không sợ môn phiệt Bắc An được. Chỉ cần cậu gia nhập môn phiệt Tây Đường, tôi có thể dùng toàn bộ tài nguyên của môn phiệt Tây Đường để bồi dưỡng cậu, che chở cậu cho đến tận khi cậu trưởng thành. Hoàng đế Tây Đường đã bày tỏ thành ý của ông ta. Chỉ là ông ta không ý thức được một vấn đề, Diệp Lâm Quân mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta.
Nếu ông muốn tôi gia nhập môn phiệt Tây Đường cũng được. Tôi chỉ có một điều kiện. Diệp Lâm Quân cười. Điều kiện gì, cậu cứ nói đi, Hoàng đế Tây Đường lập tức nói. Môn phiệt Tây Đường phải nghe lệnh của tôi muốn làm lão đại, Diệp Lâm Quân nói. À, Diệp Lâm Quân vừa nói ra câu này, mọi người ở đây đều sững sờ. Chẳng ai nghĩ tới tham vọng của Diệp Lâm Quân sẽ lớn tới mức đó, đám muốn toàn bộ môn phiệt Tây Đường. Hoàng An Nhiên sững sờ. Hoàng đế Tây Đường cũng sững sờ. Anh đừng khinh người quá đáng. Những người khác đã không nhịn được nữa, nhìn Diệp Lâm Quân giận dữ hét. Anh thật sự cho rằng không ai trong chúng tôi có thể kiềm chế được anh à? Cao thủ của môn phiệt Tây Đường nhiều như mây. Người kiềm chế được anh cũng không ít đâu. Anh chỉ là có tố chất để trở thành người nối nghiệp của Ngũ Long Lạc Việt mà thôi, còn không đạt tới trình độ của Ngũ Long Lạc Việt đâu. Diệp Lâm Quân cười, tôi chỉ có một yêu cầu này mà thôi, làm được thì tôi gia nhập, không làm được thì các người rời đi đi. Hoàng đế Tây Đường tức giận đến thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống. Đến cuối cùng, ông ta vẫn chọn rời đi. Sao ông ta có thể nhường ra vị trí chủ nhân của môn phiệt Tây Đường cơ chứ? Diệp Lâm Quân tuy có chút thực lực nhưng cũng quá ngông cuồng rồi. Sau khi rời đi, tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Diệp Lâm Quân thực sự là được voi đòi tiên. Ai cũng dám coi thường à. Bây giờ lại dám tham lam đòi cả vị trí chủ nhân của môn phiệt Tây Đường nữa ư. Hoàng An Nhiên nhìn Hoàng đế Tây Đường hỏi, ông nội, làm sao bây giờ? Cứ buông tha cho anh ta như vậy ư. Cháu tin là những thế lực khác đều sẽ biết đến anh ta ngay thôi. Đến lúc đó muốn cướp người sợ là sẽ có nhiều khó khăn lắm. Hoàng đế Tây Đường vuốt râu mép, suy nghĩ nói, cháu có biện pháp gì à? Cháu cảm thấy vấn đề lớn nhất của chàng trai trẻ đó chính là quá kiêu ngạo, dưới cái nhìn của anh ta, bốn môn phiệt lớn nhất cũng không phải đối thủ của anh ta. Chúng ta chỉ cần chứng minh bên trong môn phiệt Tây Đường có người mạnh hơn anh ta, có thể khống chế được anh ta thì khi đó anh ta sẽ tự biết rõ vị trí của chính mình, sau đó gia nhập môn phiệt Tây Đường. Hai mắt của Hoàng đế Tây Đường đột nhiên sáng ngời, được. Biện pháp này được đấy. Chỉ cần cậu ta biết bên trong môn phiệt Tây Đường có người mạnh hơn mình thì cậu ta sẽ gia nhập. Như vậy đi, truyền mệnh lệnh của ta, phái Hoàng Hải Bắc tới Giang Bắc ngay lập tức. Rõ. Hoàng Hải Bắc là ai cơ chứ? Đó là người được xưng là cao thủ mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường, cũng là người có trình độ gần với Ngũ Long Lạc Việt nhất của môn phiệt Tây Đường. Nếu ông ta ra tay thì Diệp Lâm Quân chắc chắn sẽ thất bại. Hoàng đế Tây Đường muốn đánh phục Diệp Lâm Quân chỉ trong một lần, để anh tâm phục khẩu phục gia nhập môn phiệt Tây Đường. Vậy nên ông ta đã phái người mạnh nhất trong môn phiệt tới. Hoàng Hải Bắc có danh hiệu là người mạnh nhất trong môn phiệt Tây Đường. Một mình ông ta đã học hết toàn bộ các kỹ thuật chiến đấu cổ xưa của Tây Đường, là tông sư mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường trong vòng mấy trăm năm qua. Nếu như dựa theo tuổi tác mà nói, ông ta có thể là tông sư mạnh nhất Tây Đường trong cả ngàn năm qua. Tóm lại chỉ có một chữ, mạnh, chỉ thể mà thôi. Chỉ một mình Hoàng Hải Bắc cũng đã có đủ thực lực để tiêu diệt cả một đất nước. So với một người có thể chặn lại một đội quân 100.000 người thì ông ta còn mạnh hơn. Đây chính là tông sư mạnh nhất, có lẽ lực lượng của cả nước đều không làm gì được ông ta. Hoàng Hải Bắc sinh ra trong những năm tháng chiến tranh kia. Đã từng một mình giết chóc đến mức cả một quốc gia không còn lực lượng để chống đỡ. Dù cho quá khứ này trôi qua đã lâu nhưng tất cả mọi người bên trong môn phiệt Tây Đường đều vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Đây cũng chính là sức mạnh khiến môn phiệt Tây Đường xem thường tất cả những người khác. Bởi vì họ có thực lực, nếu không phải vậy thì họ đã không ký thỏa thuận với vệ binh Viêm Long, chắc chắn là vì họ đã khiến vệ binh Viêm Long cảm thấy bị đe dọa. Hoàng đế Tây Đường cười. Quả nhiên vũ lực mới là biện pháp tốt nhất để giải quyết mọi việc. Hoàng An Nhiên gật đầu, đúng vậy, xóm biết thế này thì chúng ta cần gì phải lãng phí nhiều sức lực như vậy cơ chứ. Môn phiệt Tây Đường thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của họ, chuyện Diệp Lâm Quân gia nhập môn phiệt Tây Đường đã là chắc như định đóng cột rồi. Chỉ cần Hoàng Hải Bắc vừa đến, chắc chắn Diệp Lâm Quân sẽ tâm phục khẩu phục gia nhập môn phiệt Tây Đường. Sau khi trở lại nhà họ Lý, đám người bà cụ lập tức đến đón. Anh có gặp được chàng trai trẻ đó không? Hoàng đế Tây Đường gật đầu, ừ, gặp được, không lâu sau cậu ta sẽ gia nhập môn phiệt Tây Đường. Ông Hùng, vùng Giang Bắc nho nhỏ này thật sự có tồn tại người như vậy ư? Trên gương mặt của những người như Lý Hồng Hải, Lý Hồng Phúc đều là vẻ không thể tin nổi,
những người khác như mấy người Lý Tử Nhiệm cũng rất tò mò, vì họ luôn ở tại Giang Bắc nhưng chưa từng nghe thấy có người nào như thế. Quả thực không thể tưởng tượng được người nào có thể khiến môn phía Tây Đường phải đuổi theo như vậy. Có, ngày hôm nay tôi gặp được, cậu ta sống ở Giang Bắc. Ôi, mọi người nhao nhao hít ngược một hơi. Họ chưa từng nghe nói ở Giang Bắc có một vị tai to mặt lớn như vậy. Đám người Lý Hồng Hải còn muốn hỏi dò Hoàng đế Tây Đường xem người này, cụ thể là sống ở nơi nào. Người đó là ba, đột nhiên lúc này bé Quân hô. Chỉ thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bé Quân. Bé Quân, sao ba cháu lại là vị tai to mặt lớn đó được? Ba cháu cũng không phải là chiến thần Côn Luân. Hoàng An Nhiên hỏi. Hừ, bây giờ ba cháu còn lợi hại hơn chiến thần Côn Luân. Ba là Nhất Phũ Kiên Vương. Bé Quân đắc ý nói. Lý Tử Nhiệm vội vàng đi lên ôm bé Quân, không cho cô bé nói tiếp nữa. Ngô Thị Lan lập tức giải thích, ông Hùng, trẻ con nói lung tung, ông đừng để ý. Cái này phải trách Diệp Lâm Quân, vì mặt mũi mà dám nói mình là Nhất Phũ Kiên Vương gì đói. Đúng đúng đúng, ông Hùng đừng để ý. Mọi người chỉ sợ Hoàng đế Tây Đường tức giận. Hoàng đế Tây Đường cười lạnh, đương nhiên là tôi không thèm để ý. Tôi có biết về Nhất Phũ Kiên Vương. Nói thế này nhé, bốn môn phiệt lớn nhất cũng không đào tạo ra được người như vậy. Diệp Lâm Quân, làm sao có khả năng là cậu ta được? Lúc này mọi người mới thở ra một hơi. Lý Tử Nhiệm còn dặn dò, bé Quân, sau này con không được nói lung tung nữa. Hừ, bé Quân bĩu môi. Môn phiệt Tây Đường hành động rất nhanh, ngày hôm sau đã có rất nhiều cao thủ cùng nhau đến Giang Bắc, trong đó có cả cao thủ Hoàng Hải Bắc. Để tôi xem lần này cậu có phục hay không? Hoàng đế Tây Đường cười to nói. Hoàng Hải Bắc xuống núi là chuyện mà tất cả mọi người không nghĩ tới. Ba môn phiệt lớn khác và vệ binh Viêm Long lại càng không nghĩ tới chuyện này. Đây là muốn làm gì? Vừa bắt đầu đã trực tiếp dùng át chủ bài rồi hả? Cao thủ mạnh nhất đều mời ra rồi. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn trở trời hay sao? Dù sao Hoàng Hải Bắc quá mạnh. Không khoa trương mà nói, nếu Hoàng Hải Bắc muốn thì ít nhất phải có đến mười mấy quốc gia mời ông ta đến làm quốc sư. Loại người có thể một mình chống lại cả một quốc gia thế này, khi xuất hiện sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Gần như toàn bộ ánh mắt ở Lạc Việt đều tụ tập đến Giang Bắc. Hoàng đế Tây Đường tất nhiên nhiên cũng biết lực ảnh hưởng của việc này. Lại kéo dài nữa, sợ là những người khác cũng đều biết đến sự tồn tại của chàng trai trẻ đó. Phải mau chóng giải quyết. Vì thế khi Hoàng Hải Bắc vừa đến Giang Bắc, Hoàng đế Tây Đường mang theo ông ta hùng hổ đi đến biệt thự của Diệp Lâm Quân. Mà trước đó không lâu, Diệp Lâm Quân đã có được thông tin về Hoàng Hải Bắc, dù sao vệ binh Viêm Long đã chú ý đến việc này, họ đã đích thân nhắc nhở anh rồi. Hoàng Hải Bắc, cao thủ mạnh nhất môn phiệt Tây Đường. Đã từng là kẻ mạnh trong những năm tháng chiến tranh trăm năm trước. Có danh xưng một người chống lại một quốc gia. Trong hồ sơ những người nguy hiểm ở Lạc Việt, chỉ số nguy hiểm của ông ta là cấp SSSSSI thực lực có thể tiêu diệt một đất nước cỡ nhỏ. Một khi ông ta xuống núi, vệ binh Viêm Long nhất định phải theo dõi chặt chẽ mọi thời gian, nếu ông ta xuất hiện khuynh hướng gây hại, lập tức sử dụng tất cả sức mạnh giết chết hoặc bắt giữ. Tây Thiên Vương đọc tư liệu cho Diệp Lâm Quân nghe. Chỉ số nguy hiểm đều đã đạt cấp SSSSS rồi. Theo tôi được biết, trăm năm qua, chỉ số nguy hiểm cao nhất từng xuất hiện trên toàn bộ thế giới cũng chỉ có cấp SSSS mà thôi. Diệp Lâm Quân xoa cằm cười nói. Người đạt cấp 4S này chính là anh. Cho dù có người khác mạnh hơn cũng chỉ là cấp SSS. Trăm năm qua, toàn bộ thế giới lần đầu tiên xuất hiện cấp 5S. Không trách Lạc Việt sẽ chấn động như vậy. Tin tức người này xuất hiện vừa lộ ra đã khắp nơi sôi trào. Bốn môn phiệt lớn nhất đúng là cực kỳ đáng sợ, hay là ba môn phiệt kia còn có người lợi hại hơn không chừng. Diệp Lâm Quân lẩm bẩm. Một lát sau, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương đồng thời ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra từng tia sáng lạnh lẽo. Ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng nhìn về một hướng. Họ nhận thấy được có người đến rồi. Một giây sau, giọng nói của Hoàng đế Tây Đường vang lên, chàng trai trẻ tôi lại tới nữa rồi. Lần này, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy sự mạnh mẽ của môn phiệt Tây Đường, cho cậu tâm phục khẩu phục gia nhập vào chúng tôi. Diệp Lâm Quân không nói gì mà chỉ lắc đầu một cái, thật là bám dai như đỉa. Bên ngoài biệt thự, mấy chục người của môn phiệt Tây Đường đồng loạt đứng thẳng,
những người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng lại rất sợ người đứng phía sau cùng. Người này mặc trường bào màu xanh, dáng dấp nho nhã hiền hòa, da dẻ trắng nõn mịn màng, có lẽ không đến 40 tuổi. Nhưng ai có thể biết được ông ta đã quá 100 tuổi từ lâu, thậm chí có người còn nghe được lời đồn rằng ông ta đã gần 200 tuổi, nhưng trên mặt lại chẳng có một chút dấu vết thời gian nào lưu lại cả. Đây chính là tông sư mạnh nhất. Người luyện võ sức khỏe dồi dào, không chỉ làm chậm lão hóa mà thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể kéo dài tuổi thọ. Huống chỉ đây còn là người thuộc hàng mạnh nhất, sống lâu như vậy cũng không có gì kỳ lạ cả, cũng giống như chân nhân Trương Tam Phong trong truyền thuyết vậy. Ông ta chính là Hoàng Hải Bắc. Ông ta đi từng bước một đến phía trước. Sư Điệt trưởng môn, là cậu ta à? Nghe xưng hô của Hoàng Hải Bắc đối với Hoàng đế Tây Đường, Diệp Lâm Quân càng ngày càng tin tưởng những lời đồn đại kia rồi. Chắc chắn lão già này đã gần 200 tuổi rồi. Hoàng đế Tây Đường lập tức gật đầu, đúng vậy. Chính là cậu ta. Chàng trai trẻ, ngông cuồng sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Diệp Lâm Quân nhìn Hoàng Hải Bắc. Hoàng Hải Bắc cũng đang nhìn Diệp Lâm Quân. Hoàng đế Tây Đường thấy thế, nhìn Diệp Lâm Quân nói, này chàng trai, cậu từng nói mình có thực lực có thể nhẹ nhàng chiến thắng 4 môn phiệt lớn nhất. Ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy 4 môn phiệt lớn nhất mạnh đến mức nào. Trận chiến này sẽ cho cậu biết môn phiệt Tây Đường là không thể chiến thắng. Càng sẽ cho cậu biết chênh lệch giữa hai bên là ở đâu. Cậu sẽ phải tâm phục khẩu phục gia nhập môn phiệt Tây Đường. Sư thúc giao cho người. Hoàng đế Tây Đường nói. Được. Hoàng Hải Bắc đánh giá Diệp Lâm Quân từ trên xuống dưới, thiên tài mấy trăm năm không gặp, quả thật có tư cách trở thành người nối nghiệp Ngũ Long Lạc Viễn Ti người trẻ tuổi. Nếu cậu bái tôi làm thầy, tôi có thể khiến cậu thực sự trở thành người có thể sánh ngang với Ngũ Long Lạc Việt. Nhận đồ đệ ư. Đám người của Hoàng đế Tây Đường cũng không nghĩ đến tình huống này. Có điều Hoàng đế Tây Đường đắc ý liếc Hoàng An Nhiên một cái như muốn nói, trẫm nói không sai đúng không? Cậu ta chính là hàng hot, ai cũng muốn cướp cậu ta đi cả. Hoàng An Nhiên và những người khác đều cực kỳ khiếp sợ, vì cả đời Hoàng Hải Bắc chưa nhận đồ đệ bao giờ. Trong môn phiệt Tây Đường có rất nhiều người đều xin Hoàng Hải Bắc nhận đồ đệ. Thậm chí Hoàng đế Tây Đường cũng muốn Hoàng Hải Bắc nhận con trai ông ta làm đồ đệ nhưng đều bị Hoàng Hải Bắc từ chối cả. Không nghĩ tới hôm nay, Hoàng Hải Bắc lại muốn nhận Diệp Lâm Quân làm đồ đệ. Nếu toàn bộ môn phiệt Tây Đường biết việc này thì khẳng định sẽ nổ tung mất, chỉ như thế này thôi cũng đủ để thấy được khả năng tiềm tàng của Diệp Lâm Quân rồi. Diệp Lâm Quân cười, ông không tư cách này. Làm càn, cậu đang nói cái gì thế hả? Có biết người đứng trước mặt cậu là ai không mà dám ăn nói ngông cuồng như thế? Tiền bối Hoàng Hải Bắc là cao thủ mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường. Tông sư mạnh nhất. Ông ấy nhận cậu làm đồ đệ là phúc tổ ba đời, mộ tổ bốc khói đấy. Không nói thì thôi, vừa nói thì đã khiến người ta kinh ngạc đến muốn chết. Diệp Lâm Quân vừa nói ra câu này, những người khác lập tức quát lớn. Hoàng Hải Bắc cũng hơi thay đổi sắc mặt. Phỏng chừng ông ta sống lâu như vậy cũng chưa gặp người trẻ tuổi nào ngông cuồng như vậy. Ông ta không có tư cách, vậy ai có tư cách? Những người khác trên thế gian này đều không có tư cách rồi. Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên đều sắp phát điên rồi. Cơ hội tốt như vậy mà Diệp Lâm Quân cứ thế lãng phí ư. Cậu ta điên rồi sao? Dám ngông cuồng trước mặt Hoàng Hải Bắc? Cậu ta dám khiêu khích ông ta như vậy à? Thực sự là không, sợ chết sao? Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự muốn đánh ư. Vậy thì không nhiều lời nữa, nhanh lên, tôi còn bận lắm. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Tất cả mọi người tức giận nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân. Người trẻ tuổi ngông cuồng là phải trả giá lớn đấy. Hoàng Hải Bắc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra người trẻ tuổi này chưa trải qua khó khăn gì rồi. Người trẻ tuổi chú ý. Vừa dứt lời. Hoàng Hải Bắc liền hành động. Ông ta bước ra một bước nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục mét, xuất hiện ở phía sau Diệp Lâm Quân. Lúc này, tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Thật sự là không thể tin được. Sao Hoàng Hải Bắc làm được như thế? Thân pháp của ông ta đã sắp đạt tới trình độ có thể lừa dối con mắt, lừa dối não bộ rồi. Không chỉ những người khác mà ngay cả Bắc Thiên Vương cũng sững sờ. Tốc độ của ông ta quá nhanh. Diệp Lâm Quân giống như đã ngây cả người ra, không có chút phản ứng nào mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ầm ầm ầm, Hoàng Hải Bắc đứng phía sau Diệp Lâm Quân ra tay chỉ trong nháy mắt,
nắm đấm đánh ra ảo ảnh, sắp nhìn không rõ. Chỉ trong một hơi thở mà ông ta đã nện mấy trăm đấm lên người Diệp Lâm Quân. Tần suất đánh ra nắm đấm dày đặc đến mức phát ra âm thanh như tiếng mưa rào. Dưới loại tần suất này, sợ là cả người sẽ bị đánh thành thịt nát. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, trên mặt mọi người của môn phiệt Tây Đường đã lộ ra nụ cười. Trong mắt họ, chắc chắn Diệp Lâm Quân sẽ thất bại. Những nắm đấm tiết tấu cực nhanh này nhìn có vẻ nhẹ nhàng chậm chạp nhưng thực ra mỗi một đấm đều nặng đến cả trăm tấn. Chỉ một đấm đã có thể phá núi, đập vỡ vụn những kiến trúc khổng lồ, chứ đừng nói là chỉ trong nháy mắt này, ông ta đã đấm ra hơn 1.000 cú lên người Diệp Lâm Quân. Càng là cao thủ thì lại càng có thể sử dụng các chiêu thức giản dị tự nhiên để giết người. Ví dụ như chỉ một cú đấm bình thường lại có uy lực gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thân. Đây chính là tông sư mạnh nhất, người mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường. Tất cả mọi người đều nhìn đến mức liên tục kinh ngạc thán phục. Quá kinh khủng, cho dù có cao thủ mạnh hơn nữa, ở trước mặt ông ta cũng chỉ như cừu con đợi làm thịt mà thôi. Hoàng Hải Bắc tự tin, dùng một bộ chiêu thức liên tiếp này thì Diệp Lâm Quân sẽ bị đánh cho ngoan ngoãn, có lẽ sẽ quỳ xuống cầu xin mình nhân cậu ta làm đồ đệ cũng không chừng. Đủ chưa, đến lượt tôi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Nghe được giọng nói này, tất cả mọi người đều sững sờ. Bao gồm cả Hoàng Hải Bắc. Một giây sau, con người của ông ta mở rộng, mắt như sắp bay ra ngoài đến nơi. Bởi vì Diệp Lâm Quân xoay người. Anh dùng một loại tốc độ không thể nào tưởng tượng được xoay người. Tốc độ còn nhanh hơn cả ông tai âm trong nháy mắt xoay người, Diệp Lâm Quân thuận thế đấm ra một cú. Chỉ một đấm, quỷ thần đều phải run rẩy. Cú đấm này nhanh tới mức không ai có thể bắt giữ được, nện thẳng vào mặt Hoàng Hải Bắc. Hoàng Hải Bắc giống như bị một đoàn tàu cao tốc đụng vào, cả người bay ngang đi ra ngoài. Răng rác, ông ta đâm vào vách tường, lún vào bên trong. Cùng vách tường hợp làm một. Trên bức tường xuất hiện những vết nút li ti như mạng nhện. Hoàng Hải Bắc bị đấm một cú đính luôn vào tường ư. Không thể tin được, quá không thể tin được. Thậm chí đây còn là Hoàng Hải Bắc đã dùng hết toàn bộ sức mạnh chuyển lực lượng của cú đánh này đi rồi. Nếu không chắc chắn cú đấm này sẽ khiến ông ta phải chết. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Trong mắt Hoàng Hải Bắc tràn ngập chấn động không thể hòa tan được. Người trẻ tuổi này mạnh đến mức làm người ta giận sôi. Ông ta tung hoành ngang dọc nhiều năm như vậy, ngoại trừ Ngũ Long Lạc Việt và những cao thủ mà ba môn phiệt lớn khác ẩn giấu không lộ mặt ra thì chưa bao giờ gặp phải người nào ngang tài ngang sức cả, huống chỉ là một người trẻ tuổi thế này. Những người khác thì đều sắp điên rồi. Cái gì? Cao thủ mạnh nhất của môn phiệt Tây Đường bị một cú đấm đánh bay. Sao có thể có chuyện đó được? Chỉ có Bắc Thiên Vương lộ ra một nụ cười có ý vị sâu xa. Diệp Lâm Quân lắc đầu, nhìn Hoàng Hải Bắc cười lạnh nói, chỉ có thế thôi à? Tất cả mọi người đều rất phẫn nộ với sự ngông cuồng của Diệp Lâm Quân. Nhưng anh có đủ tài năng để ngông cuồng. Anh bị cả ngàn cú đấm của Hoàng Hải Bắc tấn công mà vẫn còn có thể bình yên vô sự. Chỉ riêng điều này cũng đã đủ đáng sợ rồi. Những cú đấm kia của Hoàng Hải Bắc hoàn toàn có thể san phẳng toàn bộ khu biệt thự. Nhưng Diệp Lâm Quân không những không hề bị thương mà còn có thể đánh lại một cú, làm Hoàng Hải Bắc bị thương. Anh có thể chịu đựng được vô số cú đấm của Hoàng Hải Bắc nhưng có lẽ Hoàng Hải Bắc lại không chịu nổi một cú đấm của anh. Có điều chỉ một câu nói ngắn ngủi này lại chọc giận Hoàng Hải Bắc. Ông ta đã hoàn toàn tức giận rồi. Trong mắt Hoàng Hải Bắc bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra một sự u ám đáng sợ, bức tường phía sau cùng lúc nổ tung. Người trẻ tuổi thú vị lắm, nhưng tôi sẽ cho cậu rõ cái gì mới là sức mạnh thực sự. Hoàng Hải Bắc đã hoàn toàn nổi giận. Hoàng Hải Bắc giận dữ, trời đất đều thay đổi. Xung quanh gió mạnh nổi lên từng trận, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Hoàng Hải Bắc đi tới từng bước một, cả người bị một luồng không khí bao bọc. Sự hung ác bức người tràn đầy trời đất lao đến. Trong lồng ngực của tất cả mọi người như bị một khối đá lớn đè lên. Người trẻ tuổi, cậu rất may mắn. Cậu sắp được nhìn thấy kỹ thuật chiến đấu mạnh mẽ nhất của môn phiệt Tây Đường rồi đấy. Hoàng Hải Bắc ạnh lùng nói. Hoàng Hải Bắc đã gần trăm năm chưa từng dùng qua kỹ thuật chiến đấu mạnh mẽ nhất của môn phiệt Tây Đường, bởi vì không có người nào có thể khiến ông ta dùng đến thứ này cả Diệp Lâm Quân là người đầu tiên. Hoàng Hải Bắc chậm rãi giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay có vài luồng khí xoáy đang xoay tròn.
Trình độ này đã tương đương với việc gián tiếp nắm giữ sức mạnh của thiên nhiên trong tay rồi, ví dụ những thứ như gió, lửa, sấm sét, ông ta đã có thể khống chế các luồng không khí cho mình sử dụng rồi. Đáng sợ hơn chính là những luồng không khí này dần dần hóa thành từng cái ám khí nhỏ bé. Chỉ trong một cái nháy mắt, bên trong không gian nhỏ hẹp, đâu đâu cũng có ám khí do không khí hóa thành, chúng nhỏ li ta li ti, che kín bầu trời, vây kín Diệp Lâm Quân từ tất cả các góc độ, tất cả các phương hướng. Môn phía tây đường bao gồm cả đường môn. Thứ đường môn mạnh nhất chính là ám khí và máy móc. Cao thủ đạt đến trình độ như Hoàng Hải Bắc đã kết hợp ám khí và võ công vào nhau từ lâu rồi. Loại ám khí từ không khí hóa thành này có thể so sánh với ám khí làm từ kim loại, thậm chí còn mạnh hơn đạn rất nhiều. Không khoa trương mà nói, Hoàng Hải Bắc chỉ dùng một chiêu này cũng có thể giết 100.000 người trên chiến trường, nếu không phải vậy cũng sẽ không có câu nói một mình Hoàng Hải Bắc có thể chống đỡ cả một quốc gia. Từ điểm này là có thể nhìn ra chiêu này mạnh như thế nào rồi. Đây chính kỹ thuật chiến đấu mạnh nhất, thua đi, Hoàng Hải Bắc hét lớn. Vù vù vù, trong nháy mắt, ám khí tràn đầy trời đất đều bắn về phía Diệp Lâm Quân như mưa rông gió bão. Chỉ tính toán qua loa cũng đã có tới mấy chục nghìn phát ám khí cùng bắn về phía Diệp Lâm Quân một lúc, thực sự quá đáng sợ. Âm âm âm, khu vực trước biệt thự hoàn toàn bị san phẳng. Mỗi phát ám khí bắn xuống đều sẽ nổ ra một cái hố to. Trong nháy mắt, nên đất trước biệt thự hoàn toàn sụp xuống. Nếu không phải Hoàng Hải Bắc còn có băn khoăn thì toàn bộ nơi này sẽ bị hủy diệt. Vô số ám khí bắn về phía Diệp Lâm Quân, chỉ thấy hai cánh tay anh che ở trước người đỡ từng phát ám khí, đi từng bước một về phái Hoàng Hải Bắc. Thân thể anh đã khổ luyện đến trình độ đao kiếm cũng không thể gây ra vết thương được, đương nhiên là có một tầng không khí bao bọc quanh anh nên những ám khí này không thể nào làm anh bị thương được. Hoàng Hải Bắc dùng kỹ thuật chiến đấu thì Diệp Lâm Quân cũng dùng. Đây là kỹ thuật chiến đấu trong công pháp mà ông lão ở trong ngục giam chấm kia giao cho anh, sức phòng ngự quả thực khiến người ta kinh ngạc. Hả? Này! Hoàng Hải Bắc sợ ngây người. Diệp Lâm Quân điên rồi à? Cú để mặc cho vô số ám khí bắn vào trên người như vậy ư? Mấu chốt nhất chính là những ám khí này đều vô dụng với anh ư? Làm sao có thể? Chỉ trong khoảnh khắc mà ông ta sửng sốt, Diệp Lâm Quân đã xuất hiện trước người ông ta. Ầm một cú đấm đánh Hoàng Hải Bắc bay ra ngoài. Cú đấm này khiến Hoàng Hải Bắc nôn ra máu tươi, cả người trượt ra ngoài đến mười mấy mét. Bịch, Hoàng Hải Bắc ngã quỵ xuống đất. Ông ta không thể chịu đựng được cú đấm này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Diệp Lâm Quân. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ sư điệt, tình báo của con sai lầm rồi. Cậu ta không phải người nối nghiệp của Ngũ Long Lạc Việt mà là người có thể đứng ngang hàng với Ngũ Long Lạc Việt đấy. Hoàng Hải Bắc nhìn Hoàng đế Tây Đường quát. Cái gì? Mắt Hoàng đế Tây Đường tối sầm lại, ngất đi. Diệp Lâm Quân cười nhìn Hoàng Hải Bắc, một đấm không đủ để đánh ông, vậy hai đấm là đủ rồi. Có điều ông cũng tương đối khá đấy. Theo tôi làm việc chứ? Hả? Hoàng Hải Bắc ngẩn người, không biết Diệp Lâm Quân có ý gì. Diệp Lâm Quân nghĩ đến cái gì đó, cười nói, như vậy đi, sau này môn phiệt Tây Đường sẽ do tôi điều khiển. Mọi người có ý kiến gì không? Thấy ánh mắt của Diệp Lâm Quân nhìn sang, đám người Hoàng An Nhiên im lặng, đến Hoàng đế Tây Đường vừa tỉnh lại cũng im lặng. Cho dù Hoàng Hải Bắc không đồng ý cũng không có cách nào phản đối cả. Quan trọng là họ không đánh lại Diệp Lâm Quân mà. Sở dĩ Hoàng Hải Bắc chọn đi theo Diệp Lâm Quân, đầu tiên là vì ông ta khuất phục trước sức mạnh của anh. Thứ hai nữa, ông ta muốn xem liệu Diệp Lâm Quân có thể đi được bao xa. Một cao thủ cường đại như vậy, sao Diệp Lâm Quân lại có thể bỏ qua được cơ chứ? Có ông ta ở đây, thì chỉ cần dùng một nửa lực lượng cũng có thể hoàn thành được gấp rưỡi số lượng công việc tôi. Mọi người không cần phải chán nản. Những việc mà mọi người làm chính là đang cống hiến cho Lạc Việt. Lạc Việt sẽ ghi nhớ công lao của mọi người. Chỉ khi có niềm tin, mọi người mới nhận thấy được cuộc sống này có ý nghĩa nhường nào. Diệp Lâm Quân nhìn xuống đám người ở bên dưới, nói. Hoàng đế Tây Đường do dự nhìn sang Diệp Lâm Quân, hỏi, thưa chủ nhân, tiếp theo tôi phải làm những việc gì? Diệp Lâm Quân cười cười, ông không cần phải làm cái gì hết, bình thường cậu như nào thì bây giờ cứ như thế đó. Diệp Lâm Quân còn mong ông ta sẽ bảo vệ cho Lý Tử Nhiệm nữa kìa. Lê Nguyên và bé Quân đi cùng với bọn họ sẽ rất an toàn. Tôi đã rõ. Hoàng đế Tây Đường gật gật đầu lúc này, hóa
Hoàng An Nhiên huých cánh tay vào người Hoàng đế Tây Đường. Hoàng đế Tây Đường lập tức hỏi, không biết Nhất Vũ Kiên Vương ngài đây đã có ý chung nhân hay chưa? Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mấy người này đúng là không biết thân biết phận mà. Có tội. Đến cả con cũng có rồi. Diệp Lâm Quân nói. Hả, cái gì cơ, có cả con rồi á? Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên đều sợ đến ngây ngẩn cả người. Ban đầu vốn còn hy vọng Hoàng An Nhiên có thể lên làm vương phi. Ai ngờ đâu kết quả lại như thế này. Vậy, vương gia, chúng tôi xin phép rời đi trước. Hoàng đế Tây Đường dẫn theo một số lượng lớn binh lính rời khỏi. Còn Hoàng Hải Bắc thì ở lại với Diệp Lâm Quân. Tại nhà cũ của họ Lý, mấy người bà cụ đều ngạc nhiên trợn tròn mắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lúc trước, khi đoàn người của Hoàng đế Tây Đường rời đi, trên gương mặt họ đều biểu lộ sự hưng phấn và vui mừng. Thậm chí, Hoàng đế Tây Đường còn hét lớn, bảo rằng Diệp Lâm Quân nhất định sẽ gia nhập vào môn phiệt Tây Đường. Trước khi đi vốn vô cùng vui vẻ, sao đến lúc trở về, người nào người nấy đều buôn bã ưu sầu như vậy chứ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Anh cả, đã mời cả tiên bối Hoàng Hải Bắc đến rồi, không lẽ Diệp Lâm Quân không đồng ý gia nhập môn phiệt Tây Đường của chúng ta hay sao? Bà cụ tò mò hỏi. Hoàng đế Tây Đường thở dài một tiếng, nói, ai ra, gia nhập thì đúng là cậu ta có gia nhập thật, thế nhưng mà. Thế nhưng mà làm sao? Bà cụ tiếp tục hỏi. Hoàng đế Tây Đường phẩy phẩy tay, không sao, đây là một chuyện bí mật. Cậu ta không những gia nhập, mà còn trở thành chủ nhân của môn phiệt Tây Đường. Hoàng An Nhiên cũng rất phiền não, không chỉ vì chuyện mà mọi người đều đang buồn bực. Điều khiến cô ta chán nản đó là vì Diệp Lâm Quân trông thế mà đã có vợ có con luôn rồi. Cô Hoàng, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế? Mấy người Lý Hồng Thắng tò mò hỏi. Không liên quan đến mấy cậu, làm tốt việc chính của mình trước đi. Kỳ thật, trong thâm tâm, Hoàng An Nhiên vẫn luôn xem thường đám người này. Đã rõ, thưa cô Hoàng, nhắc tới việc chính của bọn họ, trước mắt, mục tiêu của họ chính là nhắm đến thần dược trong tay Diệp Lâm Quân. Mấy ngày nay, bọn họ đã lên kế hoạch, chuẩn bị ra tay với Chí Oánh, định lấy Chí Oánh để uy hiếp Diệp Lâm Quân, ép anh phải giao thần dược ra. Lúc này, bà cụ nhanh chóng tập hợp mọi người lại một chỗ. Tình huống hôm nay mọi người cũng đã trông thấy rồi đấy. Tâm trạng của anh cả không được tốt cho lắm, đoán chừng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu như lúc này mấy người lấy được thần dược từ trong tay Diệp Lâm Quân, sau đó đem đi biếu anh cả, thì sao anh ấy lại không vui vẻ cho được? Một khi anh ấy vui vẻ, chỉ cần một câu là đã có thể nâng các người lên tận mây xanh, ít nhất thì hai nhà Lý, Trịnh Trăm năm hưng thịnh cũng chẳng có vấn đề. Bà cụ lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, mắt mọi người sáng lên. Đây chính là một cơ hội cực kỳ tốt, tốt hơn bất kỳ cơ hội nào. Tâm trạng của Hoàng đế Tây Đường không tốt, nếu như nhìn thấy thần dược, kiểu gì cũng sẽ vô cùng vui vẻ cho mà xem. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không cần phải lo lắng cho tương lai của mình nữa rồi. Nhưng cho dù thế nào, bọn họ cũng không thể ngờ được rằng, môn phiệt Tây Đường mà họ vẫn luôn vắt óc nghĩ cách để nịnh bợ, giờ phút này đã là Diệp Lâm Quân. Người có thể nâng bọn họ lên tận mây xanh chính là Diệp Lâm Quân mà không phải ai khác. Kỳ hạn 3 tháng đã trở thành một chuyện cười. Môn phiệt Tây Đường đã từng hạ lệnh cấm, không cho phép Diệp Lâm Quân được gặp mặt vợ và con gái. Thế nhưng, bây giờ, Diệp Lâm Quân đã trở thành chủ nhân của môn phiệt Tây Đường rồi, làm sao mà anh lại có thể cấm chính bản thân mình cơ chứ? Ban đầu, Diệp Lâm Quân cũng không nghĩ tới điểm này. Không ngờ rằng sau khi anh lên làm chủ nhân của môn phiệt Tây Đường, mọi chuyện lại có thể được giải quyết dễ dàng như vậy. Bà cứ yên tâm, trước ngày mai kiểu gì thần dược cũng tới tay chúng ta. Ngô Thị Lan đảm bảo, cơ hội lần này vô cùng quan trọng, bọn họ nhất định phải nắm bắt được. Sau đó, đám người rời đi, bắt đầu hành động. Mặc dù Diệp Lâm Quân đã sắp xếp vệ sĩ ở bên người Chí Oánh, nhưng bọn Ngô Thị Lan lấy danh nghĩa của bé Quân, Chí Oánh không thể từ, lập tức từ Hải Phòng chạy đến Giang Bắc. Đến lúc này, Chí Oánh đã rơi vào bẫy của bọn họ. Những vệ sĩ bảo vệ bên cạnh Chí Oánh cũng không quá đề phòng, vì dù sao cũng đều là họ hàng thân thích của nhau cả. Nhưng làm sao mà bọn họ biết được, Chí Oánh đã bị chính những người họ hàng thân thích này khống chế. Mấy người muốn làm gì? Không phải là đưa tôi đi gặp bé Quân hay sao? Chí Oánh hoảng sợ nhìn đám người.
cô không cần phải sợ, chúng cháu sẽ không làm gì cô đâu, chỉ là bắt cô để đổi lấy thần dược từ Diệp Lâm Quân mà thôi. Trương Phúc Long mỉm cười nói. Chí Oánh lập tức nhận ra ý đồ của mấy người này. Dù sao thì việc Diệp Lâm Quân được ban thưởng bà cũng biết rõ. Các người không thấy việc mình đang làm là vô cùng hèn hạ hay sao? Chí Oánh nhìn đám người, tức giận hỏi. Làm sao mà hèn hạ cơ chứ? Chúng tôi chính là bậc cha chú của Diệp Lâm Quân, lẽ ra nó phải đưa thần dược cho chúng tôi mới phải. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân đúng là không xem cha chú ra gì. Có thần dược trong tay mà lại giấu đi. Đám người đáp trả một cách hùng hồn. Chí Oánh không phục, nói, đây là đồ Diệp Lâm Quân được ban thưởng, cho ai, tặng ai là việc riêng của thằng bé, và cũng là quyền lợi của nó. Người khác không thể quyết định thay thằng bé được. Vậy thì hôm nay, chúng tôi sẽ ra quyết định thay cho nó. Tôi muốn nhìn xem, Diệp Lâm Quân sẽ lựa chọn thần dược, hay là chọn mẹ của nó đây, mấy người Ngô Thị Lan đã quyết tâm tàn nhẫn, đương nhiên sẽ không có chuyện lùi bước. Đi, xuất phát thôi, đi tìm Diệp Lâm Quân. Đang lúc đám người dục dịch chuẩn bị lên đường, lại gặp phải Lý Tử Nhiệm. Mấy người đang làm trò gì thế? Lý Tử Nhiệm nhìn đám người, hỏi. Là ai đã đi mật báo? Ngô Thị Lan nghiêm mặt quát, làm sao mà Lý Tử Nhiệm lại có thể biết chuyện? Lê Nguyên, chuyện này không liên quan gì tới em. Mau nhường đường đi, đừng có làm chậm trễ bọn chị. Trịnh Quân Nga quát lớn. Không được, hôm nay có em ở đây, mọi người đừng hòng bắt nạt mẹ em. Lý Tử Nhiệm không chịu yếu thế. Mẹ cô, đây không phải là mẹ cô đâu, được chưa? Mau tránh đường đi, Trương Phúc Long nổi giận nói. Lý Tử Nhiệm vẫn kiên quyết, em không tránh đấy. Cô khăng khăng đứng chặn ở cửa. Đám người cũng không dám lớn tiếng ồn ào, nếu để cho bà cụ biết, vậy thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Lê Nguyên à, mục đích của bọn tôi cũng rất đơn giản thôi, chính là để Diệp Lâm Quân giao thần dược ra, sau đó chúng tôi sẽ biếu nó cho Hoàng đế Tây Đường. Chúng tôi cũng là suy nghĩ cho hai nhà Lý, Trịnh, bà cô cũng đã nói rồi, chỉ cần biếu thần dược, vậy thì hai nhà chúng ta không phải lo lắng gì về tương lai sau này nữa rồi. Mọi người lên tiếng. Lê Nguyên à, cháu hãy suy, nghĩ thật kỹ đi, nói thật thì thần dược này cũng chẳng có tác dụng gì nhiều với Diệp Lâm Quân, nhưng nó lại có thể đem ra để đổi lấy vận mệnh của cả hai gia tộc đấy. Như vậy không phải là sẽ có lãi hơn hay sao? Ngô Thị Lan từ tốn thuyết phục. Quả nhiên, Lý Tử Nhiệm do dự. Đúng đó, với lại, hiện tại Hoàng đế Tây Đường đang rất không vui, nhớ ông ta bực mình mà chút giận lên chúng ta thì phải làm sao đây? Thần dược lúc này là vô cùng quan trọng, Trịnh Quốc Thắng cũng phụ họa theo. Lý Tử Nhiệm trừng mắt nhìn mấy người, sau đó nói, được rồi, ông không phải nói nữa. Mọi người đừng có mà bắt nạt mẹ cháu, để cháu đi đón Diệp Lâm Quân về đây. Được, chúng tôi đồng ý với cô. Lê Nguyên, chúng tôi, cũng vì nghĩ cho tương lai của cô và Lê Quân nên hy vọng cô hãy thông cảm. Mọi người đều rất vui mừng. Lý Tử Nhiệm ra mặt thì chắc chắn sẽ làm được. Chuyện này xem ra chắc như đỉnh đóng cột rồi. Khuôn mặt Lý Tử Nhiệm tuyệt vọng nhìn mọi người, không ngờ chỉ vì lợi ích của dòng họ mà bọn họ lại làm ra những chuyện này. Thật sự quá đáng ghét mà. Nếu như có thể lựa chọn nơi mình sinh ra thì cô tuyệt đối sẽ không chọn hai nhà Lý Trịnh. Bây giờ nếu cô không chịu ra mặt giải quyết thì Diệp Lâm Quân và Chí Oánh sẽ có một trong hai phải chịu tổn thương. Cô không muốn nhìn thấy bên nào phải chịu sự tổn thương cả. Vì vậy cô tự mình giải quyết là tốt nhất. Ở biệt thự, Diệp Lâm Quân không ngờ Lý Tử Nhiệm sẽ đến. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên. Em tha thứ cho anh rồi sao Lê Nguyên? Diệp Lâm Quân lập tức hỏi. Lý Tử Nhiệm đanh mặt lại và lắc lắc đầu. Không, em vẫn chưa tha thứ cho anh. Thế em đến đây làm gì? Diệp Lâm Quân hỏi. Lý Tử Nhiệm nhìn Diệp Lâm Quân do dự hồi lâu rồi lấy hết dũng khí hỏi. Anh có thể đưa cho em phần thưởng anh đạt được không? Được. Điều khiến Lý Tử Nhiệm kinh ngạc chính là Diệp Lâm Quân đã đồng ý ngay. Hả, anh không cần hỏi lý do vì sao ư? Lý Tử Nhiệm cảm thấy hơi khó tin. Diệp Lâm Quân cười, bởi vì người đó là em. Chỉ cần em mở miệng thì anh không cần bất cứ lý do gì cả. Ừ, bề ngoài Lý Tử Nhiệm khá bình tĩnh nhưng thực chất đã bị anh làm cho cảm động. Một luồng hơi ấm áp dâng lên trong lòng. Bỗng chốc cô đã tha thứ cho Diệp Lâm Quân rồi. Thứ quý giá như thế có thể dùng nó để đổi một hòn đảo hay một thành phố nào đó,
nhưng anh lại không cần hỏi nhiều đã đem nó tặng cho mình rồi sao? Lẽ ra Lý Từ Nhiệm còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để giấu giếm chuyện này. Nào ngờ Diệp Lâm Quân vừa nghe nói Lý Từ Nhiệm muốn lấy thì lập tức đưa ngay cho cô. Tiểu Bắc, mang thuốc ra đây. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Bắc Thiên Vương nhanh chóng mang món đồ đến. Nó được đựng trong một cái hộp rất tinh xảo. Cái hộp này được thiết kế riêng và phải có mật mã mới mở ra được. Diệp Lâm Quân đưa cái hộp cho Lý Từ Nhiệm và nói cho cô nghe mật mã. Lý Từ Nhiệm đón lấy cái hộp với vẻ phức tạp, vừa đi được vài bước lại quay qua nói với Diệp Lâm Quân, em sẽ đợi 3 tháng sau anh đến đón em và Lê Quân. Diệp Lâm Quân nở nụ cười. Yên tâm đi, anh sẽ thường xuyên để mắt đến hai mẹ con em. Sau khi Lý Từ Nhiệm thành công mang thần dược về nhà họ Lý, cả hai nhà Lý Trịnh đều rất sôi nổi. Cơ hội để phất lên đã đến rồi. Họ đồng ý thả Chí Oánh ra, mọi người hào hứng đến tìm bà cụ. Dưới sự dẫn dắt của bà cụ, họ đã đến gặp Hoàng đế Tây Đường. Anh hai, họ có thứ tốt muốn dâng cho anh đấy. Bà cụ cười nói. Hoàng đế Tây Đường ngạc nhiên, thứ tốt gì vậy? Chắc ngài cũng từng nghe nói đến việc Lạc Việt gần đây có ban phát phần thưởng cho các công thần rồi chứ? Ngô Thị Lan cười hỏi. Ánh mắt Hoàng đế Tây Đường trở nên sáng rỡ lên, lẽ nào chính là thần dược có thể dùng để cứu mạng lúc nguy cấp sao? Trong môn phiệt Tây Đường có rất nhiều loại thuốc cổ nhưng vẫn rất ngưỡng mộ loại thần dược do vệ binh Viêm Long bảo chế ra lần này. Đúng vậy, chúng tôi vừa hay đạt được nên cố tình mang đến để dâng cho ngài đấy. Trịnh Quốc Thắng lập tức truyền cái hộp qua. Sau khi nhập mật khẩu thì chiếc hộp tự động mở ra. Bên trong chứa đựng một lọ thuốc màu xanh lam. Đây chính là loại thần dược trong truyền thuyết. Chỉ có những trọng thần ở Lạc Việc mới được ban thưởng thôi. Sau khi nhìn thấy lọ thuốc, Hoàng đế Tây Đường trở nên rất vui mừng. Ông ta rất thích thú cầm lấy lọ thuốc. Điều này có nghĩa là ông ta lại có thêm một mạng sống rồi. Sao có thể không thích, thú chứ? Món quà này ta rất thích, các người đã lập công rồi. Hoàng đế Tây Đường cười lớn nói. Nói đi nào, các người muốn có phần thưởng gì? Hoàng đế Tây Đường hỏi mọi người. Cả hai nhà Lý Trịnh đều rất vui vì món quà đã rất có ích. Bà cụ cũng rất vui mừng. Lý Văn Chấn và Ngô Thị Lan nhìn nhau rồi nói, Đường lão, chúng tôi không có gì yêu cầu. Chỉ mong nhà họ Lý và nhà họ Trịnh sau này có thể trở thành người của môn phiệt Tây Đường. Đời con cháu sau này của chúng tôi cũng sẽ trung thành với môn phiệt Tây Đường và tuân theo mệnh lệnh của ngài. Đây là nguyện vọng lớn nhất của cả hai nhà. Nếu như thành công thì hai nhà Lý Trịnh cuối cùng cũng phất lên rồi. Họ đã trở thành người của môn phiệt Tây Đường rồi. Hoàng đế Tây Đường trả lời nhanh gọn, được, chuyện nhỏ này ta đồng ý. Từ nay các người sẽ trở thành người của môn phiệt Tây Đường. Người đâu, mau thông báo tin tức này ra bên ngoài. Thật sao, cảm ơn Đường lão. Hai nhà Lý Trịnh nguyện vì môn phiệt Tây Đường vào sinh ra tử, không lời oán trách. Hai nhà Lý Trịnh quỳ rạp xuống đất và cảm tạ Hoàng đế Tây Đường. Mơ ước cả đời của mấy người lớn tuổi cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi. Đưa dòng họ của họ lên đỉnh cao nhất. Sự cố gắng không hề uổng công. Nhưng lúc này Hoàng An Nhiên lại tiến lên phía trước kéo tay Hoàng đế Tây Đường. Sao thế An Nhiên? Hoàng đế Tây Đường hỏi. Ông nội, chuyện này chớ vội quyết định xóm, hãy suy nghĩ thêm đi ạ. Hoàng An Nhiên khuyên nhủ. Hoàng đế Tây Đường tức giận nói, sao thế? Chuyện nhỏ thế ta cũng không thể tự quyết định sao? Hoàng An Nhiên gấp gáp nói, ông nội, ông quên mất tình hình hiện tại của môn phiệt Tây Đường tồi sao? Đúng. Hoàng đế Tây Đường như bừng tỉnh và run người một cái. Đúng rồi, người đưa ra quyết định ở môn phiệt Tây Đường bây giờ không phải là ông ta. Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng chắc chắn cũng phải nói cho anh ta biết. Hoàng đế Tây Đường vỗ đầu một cái và kinh ngạc nói, ta quên mất chuyện này. Khoan đã, khoan đưa tin tức này ra bên ngoài. Về việc các người muốn gia nhập môn phiệt Tây Đường cần phải bàn bạc lại đã. Hả? Hoàng đế Tây Đường đột nhiên thay đổi thái độ khiến mọi người hai nhà Lý Trịnh đều ngơ ngác. Bao gồm cả bà cụ cũng thế. Rõ ràng vừa nãy Hoàng đế Tây Đường còn đồng ý cơ mà. Sao đột nhiên lại thay đổi thái, độ vậy chứ? Nghe giọng điệu của Hoàng An Nhiên thì dường như bây giờ ông ta không thể làm chủ được. Chuyện gì thế này? Đến bà cụ cũng cảm thấy rất hiếu kỳ.
Chuyện này khó khăn với người khác nhưng đối với Hoàng đế Tây Đường mà nói chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Sao còn cần phải bàn bạc thêm nữa chứ? Bọn họ nào biết chủ nhân của môn phiệt Tây Đường bây giờ chính là Diệp Lâm Quân? Hoàng đế Tây Đường thật sự không thể tự quyết định được. Chuyện gì vậy anh hai? Bà cụ vội vã hỏi. Chuyện này nếu làm không xong thì ông ta sẽ bị mất mặt. Đến môn phiệt Tây Đường cũng sẽ bị mất mặt. Đừng hỏi nữa, không liên quan đến y mồ. Hoàng đế Tây Đường tức giận rời khỏi. Hoàng An Nhiên cũng đi theo phía sau. Để lại hai nhà Lý Trịnh nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này rốt cuộc là sao thế bà cụ? Có phải là chúng ta đã đắc tội với Đường lão rồi không? Ngô Thị Lan hỏi. Bà cụ giải thích, không có. Là thế này, trong môn phiệt Tây Đường có rất nhiều tổ chức và gia thế khác nhau nên có nhiều quy tắc rất gắt gao. Mọi người phải thông qua xét duyệt mới có thể gia nhập, chắc anh Hải đã đi thảo luận chuyện này rồi. Bà cụ tùy tiện đưa ra một lý do để ứng phó. Chứ thật ra đến bà ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông nội, chuyện này cháu cảm thấy cần phải bàn bạc với anh ta, nếu không để anh ta biết được trách tội thì phiền phức lắm. Hoàng An Nhiên nhắc nhở ông ta ở chỗ hẻo lánh. Được, thế thì chúng ta mau chóng đi tìm anh ta nào. Lọ thuốc ông ta đã quyết định giữ lấy nên nhất định phải đáp ứng yêu cầu của hai nhà Lý Trịnh. Nếu không thì mặt mũi ông ta phải để ở đâu đây? Hả, sao ông lại đến rồi? Diệp Lâm Quân nhìn thấy mấy người. Hôm nay náo nhiệt thật đấy. Từng người một cứ đến tìm mình. Vương gia, tôi có chuyện này muốn bàn bạc với ngài, là chuyện liên quan đến môn phiệt Tây Đường. Hoàng đế Tây Đường nói. Nói đi. Hoàng đế Tây Đường khẽ lau mồ hôi trên trán. Vương gia, tôi muốn cho nhà họ Lý ở Giang Bắc và nhà họ Trịnh ở tỉnh Kim Lăng gia nhập môn phiệt Tây Đường, không biết ý của ngài thế nào. Hoàng An Nhiên ở bên cạnh bổ sung thêm, Vương gia, thật ra đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng bây giờ ngài là chủ nhân của môn phiệt Tây Đường nên những chuyện có liên quan cần ngài ra quyết định. Hoàng An Nhiên nói thế là để bày tỏ sự kính trọng dành cho Diệp Lâm Quân. Hai nhà Lý Trịnh sao? Tại sao phải để họ gia nhập? Theo tôi biết thì tư cách của hai dòng họ này vẫn còn kém rất xa, ít nhất cũng phải thuộc quy mô thế gia đã chứ. Diệp Lâm Quân hỏi với giọng điệu đầy thú vị. Cái này, Hoàng đế Tây Đường hơi ngơ ngác. Chẳng lẽ phải mang chuyện lọ thuốc nói ra sao? Nói mau. Diệp Lâm Quân thấy gì đó kỳ lạ nên bất giác lạnh lùng quát lớn. Hoàng đế Tây Đường bị cử chỉ này làm cho giật mình. Vâng, vương gia, tôi nói. Hai nhà Lý Trịnh dâng cho tôi một lọ thuốc, chính là loại thuốc mà gần đây Lạc Việt đã ban cho các công thân, tôi đã lấy lô thuốc nên phải đồng ý cho họ gia nhập môn phiệt Tây Đường. Hoàng đế Tây Đường mang toàn bộ câu chuyện nói ra. Thì ra Lý Tử Nhiệm mang lọ thuốc dâng cho Hoàng đế Tây Đường sao? Thế mà họ cũng nghĩ ra được. Diệp Lâm Quân lập tức nổi giận, trong ánh mắt anh để lộ vẻ sắc lạnh. Khốn kiếp! Ông có công lao gì với Lạc Việt mà dám lấy lọ thuốc này hả? Diệp Lâm Quân đập bàn một cái. Hoàng đế Tây Đường sợ hãi đến mức quỳ xuống đất. Hoàng Hải Bắc đứng bên cạnh trông thấy bèn nói một cách bất lực, ông đó sao lại hồ đồ như thế hả? Tôi muốn hỏi ông có tư cách gì hả? Diệp Lâm Quân hét lớn. Hoàng An Nhiên lập tức giải thích, không phải đâu vương gia, là hai nhà Lý Trịnh dâng lên chứ chúng tôi không dám. Diệp Lâm Quân quát lên, còn không mau giao lọ thuốc ra đây. Hoàng đế Tây Đường sợ sệt vội vã mang cái hộp đến trước mặt Diệp Lâm Quân. Tiểu Bắc, mang xuống. Diệp Lâm Quân cười thích thú, quay một vòng thì lọ thuốc này chẳng phải cũng quay về tay mình sao. Nhớ lấy, sau này những thứ không thuộc về mình thì không được động đến. Diệp Lâm Quân buông lời cảnh cáo. Vâng, chúng tôi rời khỏi trước đây. Hoàng đế Tây Đường bọn họ vừa muốn rời đi. Khoan đất, vương gia, có chuyện gì thế? Mọi người đều quay qua. Lọ thuốc tôi đã nhận rồi nhưng hãy nói với hai nhà Lý Trịnh là ông đã nhận rồi, ngoài ra tôi cũng đồng ý với việc để họ gia nhập môn phiệt Tây Đường. Diệp Lâm Quân nói. Khuôn mặt Hoàng đế Tây Đường để lộ vẻ vui mừng, tôi hiểu rồi. Cho dù không lấy được lọ thuốc nhưng lại giữ được mặt mũi trước mặt hai nhà Lý Trịnh. Sau khi quay về nhà lớn nhà họ Lý, Hoàng đế Tây Đường đã tuyên bố việc hai nhà Lý Trịnh có thể gia nhập môn phiệt Tây Đường. Hai nhà Lý Trịnh vui mừng khôn xiết. Trước kia họ chỉ mượn danh tiếng của môn phiệt Tây Đường nhưng bây giờ đã chính thức trở thành thành viên của môn phiệt Tây Đường rồi.
từ nay về sau họ có thể hiên ngang đi lại ở Lạc Việt. Trực tiếp vượt mặt thế ra rồi. Giống như nhà họ Diệp ở Kinh Thành khi họ nhìn thấy cũng có thể trực tiếp giáng cho một bạt tai. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền ra bên ngoài. Gây chấn động cả cái Lạc Việt. Môn phiệt Tây Đường là thế lực ẩn hoạt động mạnh mẽ nhất. Bây giờ lại thu nạp thêm hai dòng họ nữa. Các doanh nhân nhà giàu ở Bắc Giang và các nơi lận cận đều đến chúc mừng hai nhà Lý Trịnh. Nói gì cũng phải cảm ơn Diệp Lâm Quân đấy. Đi thôi, chúng ta hãy đến cảm ơn Diệp Lâm Quân nào. Lý Hồng Thắng đưa ra lời đề nghị. Mọi người đi đến nơi ở của Diệp Lâm Quân. Đứng lại, các người đang làm gì vậy? Lúc đến trước cửa biệt thự thì có một người đứng ngăn lại. Người đó chính là Hoàng Hải Bắc. Bây giờ ông ta không có nhiệm vụ gì nên đảm nhiệm công việc gác cổng. Ái chà, Diệp Lâm Quân lại tìm một người trung niên làm gác cổng sao? Trông bộ dạng ốm yếu như thế liệu có gác nổi không đấy? Lý Hồng Thẳng bọn họ buông lời cười nhạo khi nhìn thấy Hoàng Hải Bắc. Trước kia bọn họ chưa từng nhìn thấy Hoàng Hải Bắc nên tất nhiên là không quen biết. Lão già, ông chính là bảo vệ mà Diệp Lâm Quân tuyên vào sao? Trương Phúc Long hỏi. Ha 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 ha. Mọi người cười lớn. Bởi vì nếu như Hoàng Hải Bắc thu đi khí thế thì chỉ là một người yếu đuối hiền hòa mà thôi. Thậm chí còn có chút yếu ớt nữa. Ông đây muốn đi vào đấy, ông có cản nổi chúng tôi không? Lý Hồng Thắng dương cung múa võ trước mặt Hoàng Hải Bắc. Nếu hắn biết người đàn ông trung niên yếu ớt trước mặt sắp 200 tuổi rồi, chắc sẽ kinh ngạc đến mức ngất đi. Điều đáng sợ hơn là người này có thể khiến hắn tan xương nát thịt chỉ bằng một cú đấm. Càng không ngờ đây chính là cao thủ số 1 của môn phiệt Tây Đường đẩy. Đến Hoàng đế Tây Đường cũng phải gọi ông ta một tiếng sư thúc. Đúng là tự tìm chỗ chết. Hoàng Hải Bắc tính nổi giận thì một giọng nói vang lên, để họ vào đây đi. Lúc này Hoàng Hải Bắc mới nén sát khí lại và để họ vào trong. Lời anh sao? Diệp Lâm Quân, tao phát hiện dù mày bị tàn tật nhưng khả năng nói dối lại càng ngày càng lợi hại đấy. Sao mày không nói môn phiệt Tây Đường của mày luôn đi? Trịnh Quân Nga quát Diệp Lâm Quân một tiếng. Diệp Lâm Quân cười nói, cô nói đúng rồi đấy, môn phiệt Tây Đường chính là của tôi. Hứi! Diệp Lâm Quân nói xong bèn nhận lại một tràng phỉ báng. Con mẹ mày thật không biết xấu hổ mà, mày to gan thật đấy, dám bảo môn phiệt Tây Đường là của mày sao? Lý Hồng Thắng bọn họ hét lớn. Bởi vì tôi chính là... Câm miệng, ở đây khi nào mới đến lượt một người làm như ông lên tiếng hả? Hoàng Hải Bắc vẫn còn muốn nói thêm câu sau nhưng đã bị Lý Hồng Thắng cắt ngang. Tôi! Hoàng Hải Bắc ngơ ngác. Địa vị của ông ta ở môn phiệt Tây Đường cao quý, đến Hoàng đế Tây Đường cũng không dám nghịch ý. Bây giờ lại mấy tên nhãi danh dạy dỗ sao? Tôi cái gì mà tôi? Cút qua một bên mau! Trương Phúc Long bọn họ quát lên với vẻ phiền phức. Tôi! Hoàng Hải Bắc tức muốn nổ tung luôn rồi. Vừa ra đời đã bị Diệp Lâm Quân chèn ép. Cái này ông ta tâm phục khẩu phục. Nhưng bị mấy tên nhãi này ức hiếp làm sao ông ta nhịn được đây? Diệp Lâm Quân, sau này mày còn dám mượn danh môn phiệt Tây Đường ra ngoài lừa đảo thì coi chừng tụi tao đánh chết mày. Hay đúng vậy, sau này còn nghe mày nói những lời này thì thấy lần nào đánh lần đó bọn họ hống hách rời khỏi. Lúc đi ngang qua người Hoàng Hải Bắc còn khiêu khích nói, lão già này sau này hãy nhớ kỹ thân phận của mình, đồ có thể tùy tiện ăn nhưng lời không được tùy tiện nói. Coi chừng ông đánh mày đấy. Lý Hồng Thắng giữ chặt nắm đấm ra oai trước mặt ông ta. Hoàng Hải Bắc thật sự tức giận đến mức muốn nổ tung rồi. Bị đám danh con này sỉ nhục. Đừng tức giận, sau này chúng ta sẽ có cơ hội trừng trị chúng. Diệp Lâm Quân cười nói. Sau khi đám người Lý Hồng Thắng rời khỏi thì Tây Thiên Vương đã đến. Vẫn chưa có tin tức gì sao? Thời gian lâu như vậy rồi, theo lý họ phải có hành động rồi chứ. Diệp Lâm Quân hỏi, có rồi, chúng tôi đã thu được một cuộc điện thoại của Hoàng tử Vincent và người thần bí ở Lạc Việt rồi. Dù chỉ có một đoạn nhỏ thôi nhưng cũng nghe thấy ngụ ý muốn ra tay của họ. Tây Thiên Vương nói, Diệp Lâm Quân cười nói, tôi biết ngay bọn họ sẽ có hành động mà đợi bao lâu nay rồi, cuối cùng họ cũng đã xuất hiện. Thì ra việc công khai giải thưởng lần này chính là chủ ý của Diệp Lâm Quân. Anh cố tình bảo vệ binh Viêm Long liệt kê danh sách ra. Cụ thể đến mức ai sẽ được ban phát lọ thuốc cũng được liệt kê rõ ràng, mục đích rất đơn giản,
chính là để dụ thế lực trong bóng tối xuất hiện, để xem họ có thể kiềm chế được cơn giận không. Kết quả họ vẫn không kiềm được. Hoàng tử Vincent đã bảo bọn chúng ra tay rồi. Theo nội dung cuộc hội thoại thì Hoàng tử Vincent của nước Chiến Ưng dường như đang trách móc họ việc hai lần trước đã ra tay thất bại. Còn yêu cầu họ phải lấy được lọ thuốc bằng mọi giá nữa. Tây Thiên Vương đưa nội dung cuộc hội thoại cho Diệp Lâm Quân nghe. Sau khi nghe xong, Diệp Lâm Quân cười nói, mọi người cảm thấy nếu phải cướp lọ thuốc thì họ sẽ lựa chọn cướp lấy từ tay ai đây? Những công thần như Lão Tần Tân Bắc Minh là không thể nào. Bọn họ hiểu rõ ngoại trừ việc có người bảo vệ thì nếu không như xảy ra chuyện sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đấy. Những trọng thần của các nước khác vốn dĩ là không thể động vào. Suy đi nghĩ lại thì chỉ có điện chủ ngài thôi. Tây Thiên Vương và Bắc Thiên Vương phân tích. Diệp Lâm Quân cười cười, đúng vậy, bây giờ họ có điều tra cũng chỉ cảm thấy tôi là một người bình thường thôi, là một con người vô dụng, chẳng qua nhớ vào chiến công ngày xưa mới đạt được phần thưởng thôi. Và lại giết tôi sẽ gây ảnh hưởng không lớn, hoặc là không hề bị ảnh hưởng nên họ chắc chắn sẽ lựa chọn tôi làm mục tiêu để ra tay. Bắc Thiên Vương sờ sờ mũi, có điều trước đó họ đã từng thua ở Bắc Giang rồi, e là họ sẽ sợ nhất Tự Tịnh Kiên Vương sẽ ở Bắc Giang đó. Diệp Lâm Quân nói, việc này quá đơn giản. Để nhất Tự Tịnh Kiên Vương xuất hiện ở nơi khác là được rồi chứ gì. Lần này e là không được rồi, chắc chắn họ sẽ điều tra kỹ càng rồi mới hành động. Ví dụ như sẽ thử thực lực của nhất Tự Tịnh Kiên Vương trước nên sẽ rất khó để tìm được một người thay thế ngài. Tây Thiên Vương nói ra sự lo lắng của mình. Lúc này Diệp Lâm Quân nhìn về phía Hoàng Hải Bắc. Không có sao, ở đây không phải có một người rồi sao? Diệp Lâm Quân cười nói. Tây Thiên Vương và Bắc Thiên Vương đều nở nụ cười. Chủ yếu là liên minh báo thủ biết nhất Tự Tịnh Kiên Vương rất lợi hại rất lợi hại. Nếu như nhất Tự Tịnh Kiên Vương đột ngột xuất hiện thì liên minh báo thù chắc chắn sẽ đi kiểm chứng thật giả. Kết quả kiểm chứng chính là thực lực. Nếu như thực lực không đủ thì chắc chắn là giả rồi. Nhưng nhất thời họ vẫn chưa tìm được người nào ngang tâm với thực lực của Diệp Lâm Quân cả. Nào ngờ lại có một Hoàng Hải Bắc ở đây. Mặc dù ông ta không bằng Diệp Lâm Quân nhưng thay thế thì tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Dù sao ông ta cũng là đệ nhất cao thủ của môn phiệt Tây Đường. Tôi sao? Đến bản thân Hoàng Hải Bắc cũng kinh ngạc không kém. Bảo mình mạo danh nhất Tự Tịnh Kiên Vương sao? Đúng vậy, không sai, chính là ông. Diệp Lâm Quân nói, thế này đi, tôi sẽ phong cho ông làm Trấn Thiên Điện Việt Thiên Vương, nghĩa là Lạc Việt Đại Vương, địa vị sẽ ngang bằng với Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Thiên Vương. Cũng xem như là ông ra sức vì Lạc Việt đó. Điều này khiến Hoàng Hải Bắc rất kích động. Ông ta cứ ngõ mình chỉ đi theo Diệp Lâm Quân làm chuyện lặt vặt thôi. Nhưng không ngờ còn có danh hiệu và địa vị cao như thế nữa. Tôi nguyện ví Lạc Việt dâng hiến tất cả. Hoàng Hải Bắc cảm thấy mình đang quay trở lại với những năm tháng hừng hực ý chí. Nhiệt huyết dâng cao. Nhiệm vụ đầu tiên chính là giả mạo tôi. Tôi sẽ đưa toàn bộ ba bảo vật của mặt nạ Viêm Long cho ông. Diệp Lâm Quân sắp xếp. Sau khi Hoàng Hải Bắc nhận được nhiệm vụ thì lập tức đi đến cảnh Bắc. Dưới danh nghĩa của nhất Tự Tịnh Kiên Vương, ông ta đã tập hợp đội quân Côn Luân, đội quân Tu La và đội quân Âu Lạc đến diễn tập. Không chỉ có thế, đến cận vệ thân cận bên cạnh Diệp Lâm Quân Phản Thăng Nam cũng đã bị điều đi. Như thế càng có lợi cho kế hoạch của Diệp Lâm Quân hơn nữa. Bên cạnh anh không còn ai sẽ càng dễ dàng dụ liên minh báo thù ra tay. Doanh trại nào đó ở cảnh Bắc. Hoàng Hải Bắc đeo mặt nạ Viêm Long, tay cầm Viêm Long kiếm, khí thế ngời ngời đứng trước ba đội quân. Theo lời căn dặn của Diệp Lâm Quân, anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Tiếp theo chính là diễn tập. Hoàng Hải Bắc lui vào doanh trại, trận bữa đạo, Phản Thắng Nam đều đi theo sau. Tâm trạng của họ cũng rất kích động. Lần đầu tiên họ được tiếp xúc gần với nhất Tự Tịnh Kiên Vương như thế. Phản Thắng Nam rất muốn nhìn rõ khuôn mặt thật của anh ta. Cẩu tặc, giao mạng đây. Chính lúc này một tiếng hét vang lên. Xung quanh đột nhiên xuất hiện 5 cao thủ cùng giết về phía nhất Tự Tịnh Kiên Vương. 5 người này đều đạt cấp tông sư hơn 100 năm. Bọn họ được liên minh báo thủ phái đến để thử thực lực của nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Sau một hồi giao chiến, cả 5 người đều bị thương. Cuối cùng cũng không ai trốn thoát khỏi tay Hoàng Hải Bắc. Toàn bộ đều bị bắt lại nhưng trong miệng họ đã ngậm sẵn thuốc độc nên đến tự sát chết cả.
dưới lớp mặt nạ vẫn là những khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn. Mọi người một lần nữa bị chấn động. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương quả nhiên là rất mạnh. Anh ta chính là người thật. Trong bóng tối có người đã bị kinh ngạc phải lập tức rời khỏi. Nơi nào đó ở Hải Phòng. Một đám người đeo mặt nạ tụ tập lại. Xác nhận rồi, người xuất hiện ở cảnh Bắc chính là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Ba vật phẩm là thật không nói rồi, và lại thực lực cũng rất phù hợp. Một người mang tin tức ở cảnh Bắc nói cho mọi người cùng biết. Tốt lắm, lần này Nhất Tự Tịnh Kiên Vương không có ở Giang Bắc sẽ là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Vừa đúng lúc lần diễn tập này, Phan Thắng Nam đã điều hết toàn bộ thân cận bên cạnh Diệp Lâm Quân đi rồi. Lần này Diệp Lâm Quân không ai yểm trợ cả, trừ khi anh ta biết mọc cánh mới thoát được thôi. Lần này nhất định phải thành công, Hoàng tử Vincent đã rất tức giận rồi. Một đám người nhanh chóng được điều đến Giang Bắc. Ở doanh trại cảnh Bắc, Phan Thắng Nam trò chuyện với Trần Hữu Đạo, anh có cảm thấy Nhất Tự Tịnh Kiên Vương lần này hình như có gì đó không đúng lắm không? Trần Hữu Đạo nói một cách kỳ lạ, cô có cảm giác này sao? Cho dù bên ngoài Nhất Tự Tịnh Kiên Vương không có gì lạ cả nhưng lại mang cho họ cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Tôi cũng không biết vấn đề nằm ở đâu nhưng cứ cảm thấy không đúng lắm. Hay là chúng ta đi rình trộm xem? Phan Thắng Nam hiểu kỳ muốn biết bộ mặt thật của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Trần Hữu Đạo cũng thể. Nhưng anh ta vẫn có chút do dự, nhưng khu vực riêng tư của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương chúng ta không thể tự tiện xông vào, nếu bị phát hiện thì sẽ bị trừng phạt đấy. Phan Thắng Nam trợn mắt nhìn anh ta, được, anh không đi thì tôi đi. Lần này sẽ không có cơ hội nữa đâu, thế tôi sẽ đi theo cô. Trần Hữu Đạo cũng không kìm nổi sự tò mò của mình. Hai người họ nhanh chóng lẻn vào bên trong khu vực riêng tư của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Khu vực riêng tư không hết có ai canh giữ. Vì vậy hai người họ dễ dàng tiếp cận nơi ở của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Hai người họ nhìn vào một khe hở. Lúc này Hoàng Hải Bắc cởi bỏ lớp mặt nạ và để lộ khuôn mặt thật của mình. Proto. Phan Thắng Nam hai người họ nhìn rõ bộ mặt thật của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Đó là một người trung niên tao nhã điềm đạm. Họ cứ tưởng là một người thanh niên nữa. Ai đó? Hoàng Hải Bắc phát hiện có người đến gần bèn quát lớn. Đùng, đùng. Hai luồng khí vô hình đồng thời được đánh ra. Khiến Phan Thắng Nam hai người bay lên. Hai người miệng chảy máu tươi nhưng đã lập tức chạy trốn. Hoàng Hải Bắc biết khuôn mặt thật của mình đã bại lộ nên lập tức gọi cho Diệp Lâm Quân. Đây là sơ suất của ông ta đã quá sơ ý rồi. Cứ tưởng ở khu vực riêng tư sẽ không sao. Nên mới tháo mặt nạ ra. Không sao, nhìn thấy thì nhìn thấy. Dù sao họ cũng chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt thật của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Diệp Lâm Quân cười nói. Sau khi hai người Phan Thắng Nam chạy trốn khỏi khu vực riêng tư đã đẩy máu tụ ra và lập tức uống cổ dược. Sau khi hồi phục, hai người họ nhìn nhau ngơ ngác. Không phải là thanh niên sao? Không phải tin đồn bảo Nhất Tự Tịnh Kiên Vương là một người thanh niên sao? Phan Thắng Nam kinh ngạc nói. Trần Hữu Đạo lắc đầu, thật không ngờ vị này có lẽ đến từ thế lực ẩn thế gì đó, dù sao Lạc Việt cũng là nơi ngọa hổ tàng long, chúng ta thậm chí còn không biết có bao nhiêu tổ chức bí mật nữa lại. Phan Thắng Nam vỗ vỗ ngực và thở phào một hơi, cũng xem như là thỏa lòng mong ước của tôi rồi vì đã biết được khuôn mặt thật của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Tôi càng phục anh ta rồi. Trần Hữu Đạo cười cười. Nếu là một thanh niên ngược lại anh ta sẽ cảm thấy khó chấp nhận. Đây là một người đàn ông trung niên khiến anh ta thoải mái hơn rất nhiều. Hai người đều cảm thấy rất hài lòng. Có lẽ họ chính là những người đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt thật của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Bên Diệp Lâm Quân luôn chờ đợi kẻ địch đến. Buổi tối nửa đêm, đôi tai Diệp Lâm Quân khẽ chuyển động, anh đã nghe thấy âm thanh rồi. Họ đã đến rồi. Soạt soạt soạt. Một âm thanh sột soạt vang lên. Trong biệt thự đột nhiên xuất hiện một đám cao thủ đeo mặt nạ. Họ đến phòng ngủ và vây quanh Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân, hãy giao lọ thuốc ra thì sẽ tha mạng cho NHTL. Một người lạnh lùng nói. Lọ thuốc gì? Các người đang nói thứ này sao? Diệp Lâm Quân cầm cái hộp lên và hỏi. Hả? Mọi người hơi ngạc nhiên, sau đó quát lớn. Đúng vậy, chính là cái này, mau, đưa cho ta thì tao sẽ tha mạng. Đưa cho anh sao, tôi đợi các người đã rất lâu rồi. Diệp Lâm Quân chủ động truyền cái hộp qua.
nhưng đám người lại trở nên ngơ ngác. Cái này hoàn toàn không giống với những gì bọn họ dự tính. Dễ dàng như thế sao? Diệp Lâm Quân chẳng những không cự tuyệt mà còn chủ động đưa thuốc cho bọn họ. Không đúng, lời nói vừa rồi của anh ta có nghĩa là gì? Anh ta đang đợi chúng ta sao? Chuyện này là... Đột nhiên, đồng tử mọi người như co rút lại, hai tròng mắt như sắp bay ra ngoài. Không lẽ là... Chợt nghĩ đến một khả năng rất là khủng khiếp. Này, cầm lấy, Diệp Lâm Quân vẫn nhét chiếc hộp vào tay một người. Người đó trợn tròn mắt kinh ngạc. Còn đưa cho bên ngoài sao? Tiếp sau đó, Diệp Lâm Quân thốt lên một câu, lấy đi rồi thì các người cũng không còn mạng để đi ra nữa. Cái gì? Chỉ một câu nói mà khiến cho tất cả cao thủ đều lạnh gáy, hồn vía lên mây. Bọn họ đang nghĩ chốc lát thôi Diệp Lâm Quân sẽ đứng dậy nói với mọi người. Anh căn bản không sao. Không sao, hù các người thôi. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Tôi đưa thuốc cho các người, chỉ cầu xin các người tha cho tôi một mạng. Diệp Lâm Quân nói một cách nghiêm túc. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là làm một phen hú vía. Ha ha ha, đây chính là chiến thần Côn Luân của Lạc Việt thời xưa đây sao? Tôi còn tưởng là người đàn ông kiên cường giàu lòng hy sinh đấy. Vậy mà, để giữ mạng, để kéo dài hơi tàn, vậy mà lại nhượng ra loại thuốc mà cả Lạc Việt khen thưởng cho cậu. Có tiếng mà không có miếng, Lạc Việt chỉ toàn là một đám như nhược, chẳng có thứ tốt lành gì. Diệp Lâm Quân đúng là tên phế vật, chiến thần Lạc Việt chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nghe tin Diệp Lâm Quân lấy thuốc để đổi lấy mạng sống của mình, mọi người đều cảm thấy thích thú, đều bắt đầu cười nhạo. Vốn dĩ là muốn giết cậu, nhưng lần này không giết cậu nữa. Đường đường là chiến thần Lạc Việt lại vì mạng sống mà chủ động dâng hiến loại thuốc có giá trị liên thành, thật là sảng khoái quá. Chuyện này truyền ra ngoài, không biết nguyên cái Lạc Việt này còn mặt mũi nữa không đây? Liên minh báo thù đứng về phía đối lập với Lạc Việt. Lạc Việt càng xuất hiện những chuyện như thế này, bọn họ càng cảm thấy vui mừng. Đặc biệt là Diệp Lâm Quân, thân ở vị trí cao, nhưng lại ngắc ngoài thế này, càng làm bọn họ thêm vui sướng. Diệp Lâm Quân, cậu định giữ mạng mà ngoan ngoãn giao ra thuốc đó sao? Một người trong số đó cười nhạo hỏi. Tôi sẵn sàng, chỉ cần các người tha mạng cho tôi sẵn sàng dâng lên thuốc. Diệp Lâm Quân gật đầu khuất nhục. Ha 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 ha. Đám người vừa cười nhạo, vừa mang thuốc rời đi mà không hề hay biết lúc này khóe miệng của Diệp Lâm Quân đã nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Bọn họ đã bị anh lừa. Đây là kế hoạch của Diệp Lâm Quân. Làm nhiều chuyện như vậy, chính là muốn đợi đám người này đến lấy thuốc đi. Trong khoảng thời gian này, anh tuyệt đối sẽ không ra tay. Không cần thiết phải giết những người này, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, còn khiến bản thân bị bại lộ. Liên minh báo thù sẽ lập tức biết được việc anh đang làm, như thế chỉ khiến anh được không bù mất. Cho nên chủ động đưa thuốc cho bọn họ, thuận theo đám người này, theo dõi bọn chúng, để điều tra ra kẻ nào đang thật sự đứng phía sau. Bọn họ không tài nào ngờ được lần này rời khỏi biệt thự, thì đã bị người ta theo dõi rồi. Lúc này, Bắc Thiên Vương bước vào, điện chủ, mọi thứ đều bình thường. Người của chúng ta đã đi theo bọn chúng. Lần này không đòi hỏi phải tóm hết bọn chúng triệt để, nhưng bắt vài tên đầu sỏ lớn có lẽ không thành vấn đề. Diệp Lâm Quân mỉm cười, được, theo chặt một chút. Đừng để mất dấu, chúng ta cứ đợi mà thu lưới. Không hổ ngài là điện chủ, không những có sức mạnh siêu tuyệt, mà mưu kế cũng thật đáng sợ, làm đối thủ của ngài đúng là bất hạnh. Bắc Thiên Vương mỉm cười. Đám người vừa rời khỏi đó tâm trạng rất tốt, chúng dương dương tự đắc mà tiến đến Hải Phòng. Khi người ta tự cao tự đại, sự cảnh giác của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Bọn họ không biết mình đã bị người ta theo dõi thì thôi, mà trên người còn bị gắn một cái máy theo dõi cỡ nhỏ nữa. Nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Lâm Quân. Hành động lần này, Diệp Lâm Quân đích thân ra tay. Lần theo dấu vết bọn họ đi thẳng đến Hải Phòng. Đám người này đến căn cứ bí mật của Hải Phòng. Tên đầu sỏ phụ trách nhiệm vụ lần này đeo một cái mặt nạ hình hắc hổ. Nhiệm vụ thành công chứ? Hắc hổ hỏi. Vâng, đại nhân hắc hổ, nhiệm vụ thành công rồi. Thuốc đây ạt, người đó đưa chiếc hộp tới. Diệp Lâm Quân đâu? Đã giết rồi chứ? Hắc hổ hỏi. Vẫn chưa giết Diệp Lâm Quân. Đại nhân hắc hổ, ngài nghe tôi nói. Nghe xong, nhìn mặt hắc hổ có vẻ phấn khích. Thật sao?
Đường đường là chiến thần Côn Luân chỉ vì một cái mạng chó mà cam tâm dâng thuốc ra. Ha ha ha. Đúng vậy, bởi vì cậu ta làm như thế, chúng tôi mới không giết cậu ta. Đại nhân Hắc Hổ, ngài không biết à? Diệp Lâm Quân không chỉ dâng thuốc lên, mà còn nói mật mã chiếc hộp cho tôi biết. Cậu ta thật sự sợ chết. Hắc Hổ mỉm cười, được, các người mau chóng đem chuyện này truyền ra ngoài. Tôi muốn để cho cả Lạc Việt này xem thử, chiến thần Côn Luân chí cao vô thượng lại vì một cái mạng quèn mà bán đứng tôn nghiêm. Vâng, tôi hiểu rồi, ngoài ra, chúng ta phải nhanh chóng mang thuốc đến tổng bội. Thủ lĩnh và hoàng tử Vincent vẫn còn đang đợi. Hắc Hổ ra lệnh. Ngay sau đó, đám người xuất phát, rời khỏi Hải Phòng. Lúc này, Diệp Lâm Quân đang ở bên cạnh bọn họ, có điều vẫn chưa động thủ. Vừa nghe đến tổng bộ, anh cảm thấy có thể tiếp tục moi móc thêm thông tin. Trời vừa sáng, thì đã có tin tức truyền ra ngoài. Chiến thân Lạc Việt vì tham sống, không tiếc dâng ra tế thuốc mà Lạc Việt ban tặng. Đem huân chương mà Lạc Việt ban tặng cho trọng thần của quốc gia để làm điều kiện đối lại mạng sống. Đây đúng là nỗi buồn của Lạc Việt, nỗi lo của dân chúng. Và cũng là, sự sỉ nhục đối với cả Lạc Việt này. Chiến thần không có tâm huyết, các chiến sĩ khác của Lạc Việt đâu. Sau khi tin tức vừa lan truyền ra, đã khơi dậy một cuộc bàn tán sôi nổi trên diện rộng. Lại một lần nữa đẩy Diệp Lâm Quân đến nơi đầu sóng ngọn gió. Hóa ra Diệp Lâm Quân là loại hèn nhát không biết xấu hổ như vậy. Đúng là phản đồ của Lạc Việt. Tôn nghiêm mới là quan trọng nhất, càng huống hồ cậu ta lại là chiến thần Lạc Việt. Thà rằng chết đứng, còn hơn phải sống quỳ. Vì cái mạng của hắn, mà hiến cho kẻ địch phần thưởng cao quý như vậy sao? Tôi thật sự quá khinh thường hắn rồi. Diệp Lâm Quân đầu hàng kẻ địch, đúng là đang sỉ nhục Lạc Việt mài. Bỗng chốc, những lời mắng chửi vang dội khắp nơi. Cũng không một ai nói giúp cho Diệp Lâm Quân. Chỉ toàn là những lời sỉ vả, chỉ trích anh. Anh đây là đang bán nước cầu vinh. Nếu loại thuốc này lưu hành ra nước ngoài, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Giây phút này, Diệp Lâm Quân đã trở thành nỗi nhục của Lạc Việt. Một số người còn hùa theo, biến Diệp Lâm Quân thành kẻ bán nước thời nay. Diệp Lâm Quân đã đạt đến bước đường vạn kiếp bất phục. Nếu như để người qua đường nhìn thấy, biết đâu chừng sẽ bị dìm chết trong đống nước bọt phỉ nhổ kia, còn khủng khiếp hơn chuột chạy qua đường. Thành công phá hủy hình ảnh chính trực của mình, lại còn khiến danh tiếng Lạc Việt bị hủy hoại. Hải ngoại bắt đầu tung hô rồi, người người đều bảo tốt. Có không ít quốc gia hoặc thế lực lên tiếng tuyên bố, sẵn sàng chấp nhận Diệp Lâm Quân, anh chính là bạn của bọn họ. Điều này tương đương với việc gắn cho Diệp Lâm Quân tội danh kẻ phản quốc cho đến chết. Có rửa, cũng không tài nào rửa sạch được. Sau khi Diệp Lâm Quân nghe được tin này, chỉ mỉm cười. Liên minh báo thù với nước chiến ưng quả nhiên là cùng một ruột. Chỉ thích cái thủ đoạn đê tiện hạ lưu này. Không ngờ là Diệp Lâm Quân bán chủ cầu vinh, cậu ta vậy mà lại còn có một loại thuốc khác. Cùng là người Lạc Việt với cậu ta, tôi cảm thấy bản thân thật nhục nhã. Đúng là gia môn bất hạnh, sinh ra một kẻ cặn bã như vậy. Hai nhà Lý, Trịnh nghe được tin này, không ngừng chế nhạo Diệp Lâm Quân. Mọi người đều tưởng anh vẫn còn tễ dược. Dù Trương Phúc Long có tệ đến đâu, cũng sẽ không làm kẻ phản quốc. Loại người như Diệp Lâm Quân nên đóng lên cột sỉ nhục cả đời. Có quan hệ với Diệp Lâm Quân đúng là mất mặt, tôi hận không thể nhảy lầu chết quách cho xong. Hai nhà Lý, Trịnh vốn là loại gió chiều nào theo chiều nấy. Xảy ra chuyện như thế này, bọn họ chỉ mong sao vùi dập được Diệp Lâm Quân. Cái gì mà Lê Quân từ nay về sau không nhận người ba này, Lý Tử Nhiệm không có người chồng như vậy, vân vân, mấy lời bình luận ấy đồn xa không ngứa ớt. Đa phần người thân đều là như vậy. Không muốn nhìn thấy bạn tốt, nhưng lại vui mừng khi nhìn thấy bạn gặp khó khăn, thậm chí còn muốn đả kích bới móc, chuyện của Diệp Lâm Quân chỉ là một bức ảnh ví dụ mà thôi. Nếu Diệp Lâm Quân ở đây, bọn họ có thể dùng nước bọt mà dìm chết anh thật đấy. Không phải, Hạo Quân không phải loại người như vậy. Trong đây nhất định là có vấn đề. Lý Tử Nhiệm đương nhiên không tin, vội vàng tranh biện. Ba yêu Lạc Việt nhất. Không thể nào làm chuyện này được, bé Quân cũng kịch liệt hét lên. Cao Văn Sinh giễu cợt nhìn Lý Tử Nhiệm, đến lúc này rồi, cô còn không tin sao? Cả thế giới đều biết chuyện này rồi, chỉ có cô là không tin thôi. Đúng đấy, nước ngoài cũng sẵn sàng tiếp nhận anh ta rồi. Không chừng anh ta cũng đã bỏ chạy từ lâu.
Bán nước cầu vinh, đổi lấy vinh hoa phú quý rồi. Mấy người nhìn Lý Tử Nhiệm cũng năm mồm 10 miệng nói thêm. Lý Tử Nhiệm lắc đầu, không thể nào. Hạo Quân nhất định còn ở Giang Bắc. Thế chúng ta có thể đi tìm anh ta đối chất một chút, thì cô sẽ tin bây giờ Diệp Lâm Quân có rời khỏi Giang Bắc hay không? Đúng, đi theo chúng tôi thì biết. Mấy người Lý Hồng Thắng và Trương Phúc Long chỉ là đang phỏng đoán, bọn họ cũng không tin Diệp Lâm Quân đã rời khỏi. Dù sao thì lúc này cũng đang có hứng thú, đâu để tụt hứng được. Được, thế tôi đi xem cùng các người, chứng minh sự trong sạch của Diệp Lâm Quân. Lý Tử Nhiệm đồng ý đi theo. Sau đó cô dẫn theo một đám người đi về phía biệt thự. Hoàng Hải Bắc vừa từ cảnh Bắc trở về, phụ trách trông coi biệt thự. Đây là... Lý Tử Nhiệm nhìn thấy ông ta cảm thấy hiếu kỳ Lê Nguyên, chỉ có thấy Diệp Lâm Quân giấu chị rất nhiều chuyện không? Đây là quản gia gác cửa, chỉ biết trông coi biệt thự, chứ không biết nhìn chị đâu nhỉ? Trịnh Quân Nga chế nhạo. Hoàng Hải Bắc nhìn mọi người, các người muốn làm gì? Ông già ở đây không bản quyền ó chuyện của ông. Hơn nữa cô ấy là vợ của Diệp Lâm Quân, cũng là chủ nhân của biệt thự này. Lý Hồng Thắng nhắc nhở. Vừa nghe nói là vợ của Diệp Lâm Quân, Hoàng Hải Bắc liền kinh ngạc rồi lập tức nhường đường. Lý Tử Nhiệm dẫn mọi người vào biệt thự. Chỉ là căn biệt thự trống rỗng, căn bản chẳng có một ai. Chỉ có một chiếc xe lăn đặt ở đó. Nhìn đi, tôi nói rồi mà, Diệp Lâm Quân có phải đã bỏ chạy rồi không? Ánh mắt Lý Hồng Thắng sáng lên, hắn vui mừng hô lớn. Diệp Lâm Quân chắc chắn là đã chạy ra nước ngoài rồi, cái tên, phản quốc này. Hận không thể cho hắn vài tát đánh chết hắn. Những người khác cũng mắng theo. Ai nấy cũng coi mình là sứ giả của công lý. Vào thời khắc quan trọng này, sự vắng mặt của Diệp Lâm Quân là một đòn giáng mạnh vào Lý Tử Nhiệm. Lúc nào không đi, lựa ngay lúc này mà rời khỏi. Nhìn đi, thằng nhóc đó chạy vội chưa kìa, ngay cả xe lăn cũng không thèm mang theo. Trương Phúc Long liếc nhìn chiếc xe lăn. Lý Tử Nhiệm không tin. Tìm kiếm lần nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Lâm Quân. Cô bước tới hỏi Hoàng Hải Bắc, chú biết Diệp Lâm Quân đang ở đâu không? Có lẽ cậu ấy đã rời khỏi Giang Bắc rồi, nhưng cụ thể đi đâu thì tôi không biết. Hoàng Hải Bắc thành thật trả lời. Hẳn là cậu ta chạy trốn rồi. Câu trả lời của Hoàng Hải Bắc như bằng chứng thép chứng minh việc Diệp Lâm Quân đã bỏ trốn. Hoàng Hải Bắc muốn giải thích, nhưng chuyện này phải giữ kín bí mật làm sao ông ta dám nói. Diệp Lâm Quân là kẻ phản quốc. Lê Nguyên, lần này bất luận thế nào cô cũng không tẩy sạch được tôi của anh ta. Mọi người đều tỏ vẻ thích thú. Diệp Lâm Quân càng bị coi thường, bọn họ càng cảm thấy hả dạ. Tôi. Một lời của Lý Tử Nhiệm bị nghẹn lại trong cổ họng không thốt ra được. Tạm thời cô không muốn có bất kỳ lời nhận xét nào. Hãy đợi thời gian chứng minh điều đó. Mặc dù hành động kỳ lạ này của Diệp Lâm Quân phù hợp với những gì bọn họ nói, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng anh. Anh chắc chắn không phải là loại người như vậy. Đừng nghĩ bây giờ Diệp Lâm Quân đang ngồi xe lăn, nhưng anh tuyệt đối thả chết đứng, chứ không chịu sống quỳ. Diệp Lâm Quân nên bị loại trừ khỏi Lạc Việt này. Đúng là sỉ nhục đất nước. Từ nay về sau tôi không còn bất kỳ quan hệ nào với Diệp Lâm Quân nữa. Lê Nguyên. Cô và bé Quân cũng nên đoạn tuyệt quan hệ với anh ta luôn đi. Nếu không các người cũng sẽ biến thành tội nhân đấy. Mọi người đều lần lượt tuyên bố cắt đứt quan hệ với Diệp Lâm Quân. Lý Tử Nhiệm chỉ đành ngửa mặt lên trời thở dài. Sau khi trở về nhà, bà cụ nhà bọn họ cũng đã biết chuyện này. Rất tốt, sau này nó cũng đừng hòng gặp được các người nữa. Có ta ở đây, nó đừng hòng. Bà cụ tức giận nói. Ngay cả Hoàng Mạnh Hùng cũng rất tức giận. Ông ta phí sức cả nửa ngày không có được thuốc, xém chút còn bị phế. Nào ngờ Diệp Lâm Quân lấy thuốc đi bán nước cầu vinh. Làm sao có thể nhịn được chứ? Sợ một khi Nhất Phú Kiên Vương biết được, sẽ tức giận đùng đùng. Không được, tôi phải nói cho, cậu ấy biết. Hoàng Mạnh Hùng càng nghĩ càng tức giận. Hoàng An Nhiên dừng lại nói, ông nội, ông cảm thấy Nhất Phú Kiên Vương sẽ biết chuyện này không? Ngài ấy nhất định sẽ có biện pháp. Không. Chúng ta báo cáo chuyện của chúng ta. Hoàng Mạnh Hùng muốn lợi dụng chuyện này để tỏ lòng trung thành của ông ta với Nhất Phú Kiên Vương. Hoàng Mạnh Hùng dẫn Hoàng An Nhiên đến biệt thự, chỉ nhìn thấy Hoàng Hải Bắc. Về đi, sau này đừng trổ tài khôn vặt nữa. Hoàng Hải Bắc nhìn ra suy nghĩ của Hoàng Mạnh Hùng, đuổi hai người họ đi.
chuyện Diệp Lâm Quân bán nước Cầu Vinh vẫn tiếp tục lan truyền. Tất nhiên không tránh khỏi việc bị các nước hải ngoại và thế lực khác châm dầu vào lửa. Sau khi chuyện này xảy ra, các nước hải ngoại đều đồng loạt bôi nhọ Diệp Lâm Quân. Nói với mọi người trên thế giới biết, Diệp Lâm Quân sớm đã tư thông với địch quốc. Chẳng hạn Điện Thái Hòa là do anh thủ hạ Lưu Tình, cố ý tha cho. Nhưng cũng không ít nước còn mở đường cho Diệp Lâm Quân. Thậm chí còn có một số nước thừa nhận, chỉ cần Diệp Lâm Quân đến, họ sẵn sàng ban cho anh tước vị, thậm chí còn cho anh gia nhập hoàng thất. Vinh hoa phú quý, cả đời không còn phải lo gì nữa. Kết quả, càng bôi càng đen. Mọi người trên thế giới càng cảm thấy Diệp Lâm Quân phản bội Lạc Việt. Diệp Lâm Quân bị người người sỉ vả. Lạc Việt cũng không vẻ vang. Nhưng tình trạng này, mấy tên gian tế lại thích xem nhất. Nếu không phải hai nhà Lý, Trịnh bây giờ đều thuộc dưới quyền của môn phiệt Tây Đường. Sợ chắc cũng sẽ bị liên lụy. Rất nhiều người đã đến Giang Bắc tìm kiếm Diệp Lâm Quân, mọi người đều muốn ở trước mặt lên án cái tên bán nước này. Lý Tử Nhiệm hiện đang rất đau khổ. Cô muốn Diệp Lâm Quân xuất hiện, nhưng lại không muốn anh xuất hiện. Nếu như anh xuất hiện, thì sẽ rất phiền phức. Một mình anh chắc chắn không thể ứng phó được. Nếu anh xuất hiện, chính là nói cho mọi người biết anh không có phản bội Lạc Việt. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành là chịu ảnh hưởng lớn nhất. Thậm chí Lạc Việt còn gây ra làn sóng dữ dội tẩy chay nhà họ Diệp. Diệp Lâm Quân bị người người phỉ nhổ, vạn dân oán trách giờ đây lại đang phí tâm phí sức cho Lạc Việt. Bọn họ đang trên đường theo dõi đám người kia đến Kinh Thành. Diệp Lâm Quân rất hào hứng. Nếu lần này có thể nhổ cỏ tận gốc liên minh báo thù, thì đúng là sảng khoái. Mọi người trong Hắc Hổ đều rất phấn khích. Không chỉ lấy được bình thuốc, mà còn tự tay hủy hoại Diệp Lâm Quân. Một cảm giác thành tựu chưa từng có. Nghe mấy lời nhận xét quá khích về Diệp Lâm Quân, trong lòng bọn họ như nở hoa. Ngay cả chính họ cũng không ngờ lại có hiệu quả bất ngờ như vậy. Chủ yếu trước đó Diệp Lâm Quân từng đứng quá cao, một khi sa ngã, đó cũng là điều tất nhiên. Nhìn xem kìa, cũng may không giết hắn, nếu không đâu có hiệu quả như thế này. Đúng, cái này còn sống không bằng chết, mấy người Hắc Hổ đang thảo luận. Diệp Lâm Quân tiếp tục âm thầm quan sát bọn họ. Thủ phạm là những người này. Những kẻ bại loại của Lạc Việt quả nhiên là cùng một ruột với đám người nước Chiến Ưng. Không lâu sau, Hắc Hổ dẫn theo mấy người đi đến một sơn trang ở Kinh Thành. Hệ thống canh giữ của nơi này cực kỳ nghiêm ngặt, dự tính ai đến gần xung quanh đó trong bán kính mấy cây số cũng có thể khiến bọn chúng phát hiện ra. Nhưng cái này không thể làm khó Diệp Lâm Quân được. Bọn họ đã dễ dàng đột nhập được vào trong sơn trang. Căn cứ thông tin tình báo và phân tích, Diệp Lâm Quân và Tây Thiên Vương đã đưa ra được một kết luận. Liên minh báo thù có hệ thống phân cấp nghiêm ngặt. Nó được chia theo màu sắc của mặt nạ. Mặt nạ cấp cao nhất là màu đen. Mặt nạ cấp độ thứ hai là vàng. Mặt nạ cấp độ thứ ba có màu bạc. Lần này, Hắc Hổ đích thân dẫn dắt cả đội, chứng tỏ liên minh báo thù rất coi trọng chuyện lần này. Sau khi đến sơn trang, mấy người Hắc Hổ sau một hồi trải qua hàng loạt thủ tục phức tạp mới đến được đại sảnh. Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương theo sát, âm thầm trốn ở nơi cao. Nhìn thoáng qua tình hình bên trong đại sảnh. Bên trong chỉ có một người, cũng đeo một chiếc mặt nạ màu đen, có hoa văn phượng hoàng. Xét về hình dáng, người đó là một phụ nữ. Cô ta chính là thủ lĩnh thứ hai trong liên minh báo thù, Hắc Phụng Hoàng Hắc Hổ, nhiệm vụ hoàn thành rồi chứ? Hắc Phụng Hoàng hỏi. Bẩm phó thủ lĩnh, nhiệm vụ đã hoàn thành, đây chính là tế dược. Thuận tiện, chúng tôi cũng đã khiến Diệp Lâm Quân rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Hắc Hổ hưng phấn báo cáo thành tích của mình. Hắc Phụng Hoàng quan sát lọ tế dược, cười khinh, tôi và thủ lĩnh đều biết cả rồi. Làm tốt lắm, sau khi thủ lĩnh về sẽ trọng thưởng cho cậu. Hắc Hổ kìm nén kích động, tò mò hỏi, thủ lĩnh không phải ở Kinh Thành sao? Thủ lĩnh đã đến đảo Đông Ca, tạm thời sẽ không trở về. Hắc Phụng Hoàng trả lời. Diệp Lâm Quân núp trong bóng tối thở dài, tưởng rằng có thể nhổ tận gốc liên minh báo thù. Không ngờ thủ lĩnh không có ở đây, chỉ có phó thủ lĩnh. Nhưng dám chắc là đám liên minh báo thù bại loại này có liên quan mật thiết với rất nhiều thế lực ở hải ngoại. Thủ lĩnh đến đảo Đông Ca, thế chứng tỏ bọn họ và đảo Đông Ca có liên hệ. Và cũng có liên hệ với nước Chiến Ưng. Sợ là cũng có liên hệ với những thế lực thù địch khác.
những năm nay đã làm ra không ít những chuyện gây hại cho Lạc Việt. Không biết vì sao, Diệp Lâm Quân đột nhiên nghĩ đến nụ cười của Đỗ Thiên Nhất trước khi chết. Xem ra Đỗ Thiên Nhất đã biết được không ít thứ. Sự trở lại của Điện Thái Hòa và chất kịch độc làm hại anh xem ra không tránh khỏi có liên quan đến bọn họ. Phó thủ lĩnh, cho nên là cô đưa tế dược cho Hoàng tử Vincent sao? Hắc Hổ hỏi. Đúng vậy, đã thương lượng xong với Hoàng tử Vincenti. Nói xong, Hắc Phượng tiếp tục nhìn bình thuốc không có vấn đề gì chứ? Tuyệt đối không có vấn đề, là Diệp Lâm Quân chủ động dâng lên. Chắc không phải là giải. Hắc Hổ đáp. Hắc Phụng Hoàng cười khẩy một tiếng, ha ha, Diệp Lâm Quân cũng vì muốn giữ mạng nên mới làm ra chuyện này, thật là nực cười. Đã không có gì, thì đi theo ta, chúng ta đi tiếp sứ giả do Hoàng tử Vincent phái đến. Sau đó Hắc Hổ đi theo Hắc Phụng Hoàng rời khỏi Sơn Trang. Đám người này làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Đặc biệt là đẳng cấp của Hắc Phụng Hoàng. Đường mà cô ta muốn đi, chắc chắn sẽ được kiểm tra trước. Phải đảm bảo không có nguy hiểm và theo dõi mới dám hành động. Nhưng Diệp Lâm Quân vẫn luôn theo sát trong bóng tối. Không lâu sau, bọn họ đi đến một khu cao. Cấp ở Kinh Thành. Hầu hết các doanh nhân hải ngoại đều sống ở đây, hiếm có người đến. Nơi mà các doanh nhân sinh sống sợ là không có mấy người đến, cho nên đối với liên minh báo thù mà nói có tính bảo mật rất cao. Mấy người Hắc Phụng Hoàng đi vào trong một căn biệt thự. Sau đó đợi sứ giả của Hoàng tử Vincent đến. Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương cũng lẻn vào biệt thự. Phó thủ lĩnh, lần này Lạc Việt bị tổn thất rất nặng. Không chỉ vấn đề mất đi tế dược, chỉ cần lấy được tế dược, người của Hoàng tử Vincent có thể phân tích thành phần, loại thuốc này sẽ không còn thuộc quyền độc hữu ở Lạc Việt nữa. Không chỉ như thế, còn vì Diệp Lâm Quân mà khiến danh tiếng Lạc Việt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thật là sảng khoái, Hắc Hổ bật cười. Hắc Phụng Hoàng đật đầu, đám tội nhân Lạc Việt đối với chúng ta mà nói, Lạc Việt càng thảm bại, chúng ta càng sảng khoái. Ánh mắt của bọn người Hắc Hổ toát ra từng tia hận thù lạnh lùng. Đúng, không xêu mỗi người trong liên minh báo thù chúng ta đều là tội nhân của Lạc Việt, đặc biệt là chúng ta, trên người mang đại tội tay trời. Là Lạc Việt hủy hoại chúng ta, khiến chúng ta trở thành tội nhân, mãi mãi không thể ngóc đầu dậy. Đáng lẽ sống một cuộc sống vinh hoa phú quý. Đều là Lạc Việt hại chúng ta thành ra như vậy. Chúng ta đã sớm thề rằng, cả đời này sẽ phản bội Lạc Việt đến cùng. Trừ phi chúng ta chết, nếu không Lạc Việt đừng mong có một ngày yên ắng. Mấy người Hắc Hổ giống như phát điên, cười tâu toét, phát ra những lời căm hận. Diệp Lâm Quân trong bóng tối cuối cùng cũng hiểu đám người liên minh báo thù là loại người gì. Theo những gì bọn họ nói, đám người đó đều là tội nhân của Lạc Việt, mỗi người đều mang trên mình tội ác tày trời. Suy đoán trước đây có lẽ họ đều là những nhân vật siêu cấp, vốn dĩ có một cuộc sống xa xỉ. Nhưng vì bị Lạc Việt định thành tội nhân, cho nên tất cả bọn họ đều bị cách chức hết. Những người này ngày đêm tích lũy thù hận, căm phẫn Lạc Việt càng lúc càng sâu đậm. Bọn họ tụ tập với nhau, tổ chức ra liên minh báo thù này. Mấy năm nay, vẫn luôn chống đối Lạc Việt. Không sai, chính là hận, hận đến ngút trời. Trong mắt bọn họ, Lạc Việt chính là kẻ thù không đội trời chung. Bọn họ chỉ cho rằng là Lạc Việt đã cướp đoạt hết mọi thứ của bọn họ, biến bọn họ thành tội nhân. Chỉ biết trách người khác, nhưng lại không nghĩ xem tại sao Lạc Việt lại phải làm như thế. Còn không phải do bọn họ đã phạm nhiều tội ác sao? Chẳng hạn như giết người buôn lậu, hoặc là phản quốc diệt tộc. Nhóm cặn bã này sẽ chỉ biết đổ lỗi cho người khác, mà không tự tìm nguyên nhân ở mình. Bọn họ cho rằng bản thân mình không sai. Thậm chí loại hận thù này, đủ để phản bội luôn cả vùng đất sinh ra họ, nuôi họ lớn lên. Càng tàn nhẫn hơn là bọn họ có thể nhẫn tâm giết hại cả đồng bào mình. Đúng là một đám cặn bã, bại loại. Diệp Lâm Quân siết chặt tay, sát khí khát máu lóe lên trong mắt. Anh muốn lập tức ra tay ngay, nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Lần này thu hoạch rất lớn. Ít ra cũng có thể biết được bọn họ là dạng người gì. Sau đó có thể huy động tất cả lực lượng đi điều tra đám người này. Cứ điều tra những tên phạm nhân có tội ác tày trời trong vòng 100 năm đổ lại thì chắc chắn có thể tra ra được lai lịch của bọn chúng. Cho dù khuôn mặt ao lớp mặt nạ của bọn chúng có thể đã bị hủy hoại, nhưng vẫn có khả năng đối chiếu được. Đúng, tiếp theo thủ lĩnh còn có kế sách đủ để làm kinh động cả thế giới.
Ta rất mong đợi. Đôi mắt của Hắc Phụng Hoàng đầy mong đợi và điên cuồng. Hắc Hổ và những người khác cũng tỏ vẻ thích thú. Có thật không? Mọi người đồng thanh hỏi. Đương nhiên, nếu không thủ lĩnh cũng sẽ không đích thân đi đến đảo Đông Gai đi đảo. Đông Ca cũng chính là vì sự việc lần này. Giọng Hắc Phụng Hoàng đầy kiêu hãnh, cho thấy cô ta rất tự tin trong chuyện này. Cụ thể đến trình độ nào rồi? Ánh mắt Hắc Hổ như phát sáng. Hắc Phụng Hoàng mỉm cười, nếu như chuyện này thành công, đủ để đánh cạn nguyên khí của Lạc Việt, hủy hoại lòng tin của dân chúng Lạc Việt. Xuyệt, mấy người Hắc Hổ hít một hơi. Bọn họ biết kế hoạch của thủ lĩnh tuyệt đối rất lớn, nhưng không ngờ lại làm tới mức kinh động như vậy. Nói đến đây cũng muốn cảm ơn tứ đại môn phiệt, là bọn họ xé bỏ thỏa thuận, khiến tất cả thế lực đang ẩn thế đều xuất hiện, chúng ta mới có cơ hội như thế. Khóe miệng Hắc Phụng Hoàng nhếch lên. Đúng, tình hình bây giờ đang có lợi cho chúng ta bây giờ. Hắc Hổ cũng cười lớn. Diệp Lâm Quân trong bóng tối siết chặt tay, ánh mắt toát ra một luồng khí lạnh. Những người này điên rồi. Lần này bọn họ sắp gây ra họa lớn. Nghe kế hoạch bọn họ, có lẽ sẽ là đã kích lớn đối với Lạc Việt. May thay, Diệp Lâm Quân đã thiết kế ra bàn cờ này. Bọn họ nhập cuộc rồi. Nếu không anh không thể biết được kế hoạch này của bọn họ, tuy không biết cụ thể là gì, nhưng ít ra cũng có thể chuẩn bị trước. Còn kế hoạch cụ thể thì sao? Hắc Hổ hỏi. Ừm, đó là bí mật, cậu muốn biết. Hắc Phụng Hoàng đột nhiên nhấn giọng, Hắc. Hổ bị dọa sợ không dám nói nữa. Chứng kiến những chuyện này, Diệp Lâm Quân đã tự tưởng tượng ra sự đáng sợ khủng khiếp của tổ chức này, chế độ quá là nghiêm ngặt. Nên biết Hắc Hổ cũng là người đeo mặt nạ đen, nhưng vẫn không được biết kế hoạch lớn này. Không lâu sau, sứ giả của Hoàng tử Vincent của nước Chiến Ưng cũng đến. Hoàng tử Vincent có nói, các người làm tốt lắm. Những gì ngài ấy đồng ý với các người sẽ thực hiện. 13 hải đảo sẽ mãi mãi thuộc về các người. Các người có thể hoàn toàn thoát ly khỏi Lạc Việt, xây dựng lên lãnh địa của chính mình. Sứ giả cười nói. Cảm ơn Hoàng tử Vincent, Hắc Phụng Hoàng và những người khác vô cùng cảm kích. Sau khi nhận được tê dược, sứ giả dò xét một hồi rồi nói, Hoàng tử Vincent biết các người tiếp theo đây sẽ có một kế hoạch rất lớn, có cần giúp đỡ gì, Hoàng tử sẽ dốc toàn lực ủng hộ cho các người. Thật sự rất cảm ơn Hoàng tử Vincent. Nếu như chuyện này thành công, đối với nước Chiến Ưng và Hoàng tử Vincent cũng rất có lợi. Hợp tác vui vẻ. Sau đó, sứ giả của Hoàng tử Vincent đã rời đi. Diệp Lâm Quân của người theo dõi hắn ta, đồng thời quay lại cảnh giao dịch và đối thoại của bọn họ để làm bằng chứng. Sau này anh muốn khai đao với đám người nước Chiến Ưng cũng có lý do. Bây giờ anh đang cử người đi theo sứ giả của Hoàng tử Vincent. Chính là muốn moi ra đám người của nước Chiến Ưng. Diệp Lâm Quân tin rằng nhóm người này chính là bọn năm xưa hại chết anh em của anh muốn động thủ ngay bây giờ, nhưng vẫn phải vì đại cục mà nhẫn nhịn. Đối với những người như Hắc Phụng Hoàng, Diệp Lâm Quân vẫn phái tinh duệ đi theo. Anh muốn kiểm soát hết toàn bộ liên minh báo thù trong tay mình. Thậm chí là muốn tra ra bọn chúng. Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương đã quay trở lại. Anh phải nhanh chóng chuẩn bị để ngăn chặn kế hoạch lớn này của liên minh báo thù. Lỡ như xảy ra chuyện lớn thì không hay. Bắc Thiên Vương lúc này đột nhiên đưa ra một câu hỏi, điện chủ, tế dược có phải đã bị người của Hoàng tử Vincent lấy đi rồi không? Đúng vậy. Thuốc đó là thật sao? Bắc Thiên Vương đột nhiên căng thẳng. Mặc dù Bắc Thiên Vương vô danh vô tính, không có người thân bạn bè, càng không tồn tại trong bất cứ tư liệu nào của Lạc Việt. Nhưng anh ta chính là người Lạc Việt, lúc nào cũng luôn quan tâm đến Lạc Việt. Dược tê bị người ta lấy đi, anh ta rất lo lắng. Làm như thế há chẳng phải là tiết lộ phương thuốc ra rồi không? Như thế đối với Lạc Việt vô cùng bất lợi. Thật không nỡ bỏ con sao bắt được sói. Với năng lực của bọn họ, thì đã tra ra dược tê là giả từ lâu rồi. Diệp Lâm Quân nói. Bắc Thiên Vương thở dài. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Đột nhiên Diệp Lâm Quân mỉm cười nói, tất nhiên là tôi sẽ không ngu ngốc đến mức đưa không cho bọn họ lọ thuốc thật. Việc nghiên cứu loại thuốc này đã trải qua thời gian rất lâu, hàng, ngàn cuộc thí nghiệm mới có thể thành công, để lại không ít tàn phẩm và sản phẩm lỗi. Thứ tôi cho bọn chúng chỉ là hàng lỗi gần đây. Trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản sẽ không phát hiện ra. Đợi bọn họ phân tích thành phần, rồi suy diễn ra loại thuốc thật, thì đã đến năm nào rồi.
Bắc Thiên Vương nghe xong liền hiểu ra. Hóa ra từ khi vệ binh Viêm Long đề cập đến loại thuốc này, thì đã từng bước nằm trong kế hoạch của Diệp Lâm Quân rồi. Cho nên anh căn bản không sợ đưa được tê cho Hoàng tử Vincent. Bác, lập tức báo cho Đông biết, bảo cậu ấy dẫn người đến đảo Đông Ca, xem thử bên đó có tình huống lạ thường nào không. Rồi bảo Tây dùng tất cả lực lượng có thể dùng được điều tra kỹ lưỡng. Nếu không được thì dùng thân phận nhất Phú Kiên Vương của tôi mở ra các quyền hạn. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Tình thế cấp bách, anh phải sử dụng mọi lực lượng sẵn có. Tiếp theo chúng ta về Giang Bắc, tôi cũng muốn động dụng môn phiệt Tây Đường. Diệp Lâm Quân nói. Đúng rồi, bảo Tây gửi toàn bộ danh sách nhân viên có vấn đề của môn phiệt Tây Đường cho tôi. Trước đó, Diệp Lâm Quân đã yêu cầu Hoàng Mạnh Hùng giao ra hết thông tin của tất cả thành viên trong môn phiệt Tây Đường. Anh đã cho người điều tra rồi. Phải có lai lịch rõ ràng thì mới dám động dụng. Còn những vấn đề khác, đều sẽ được điều tra kỹ lưỡng. Đặc biệt là cha bọn họ có phải có mối quan hệ với liên minh báo thù hay không. Giờ đây, những thành viên không gặp vấn đề gì đã được sàng lọc, anh ấy có thể sử dụng chúng. Lúc này, cuộc thảo phạt Diệp Lâm Quân ngày càng trở nên nghiêm trọng, sức nóng không hề có xu hướng giảm xuống. Liên minh kẻ báo thù và các thế lực hải ngoại vẫn còn đang châm dầu vào lửa. Ngay cả Giang Bắc toàn bộ đều bị liên lụy. Sau khi Diệp Lâm Quân trở về, ngay cả Hoàng Hải Bắc cũng vô cùng kinh ngạc. Điện chủ ngài về rồi. Chỉ có một ngày, không biết bao nhiêu người đến đây, xem chút thì quậy tung nơi này rồi. Hoàng Hải Bắc cũng rất chán nản. Thân là cao thủ số một của môn phiệt Tây Đường, tồn tại như một vị thần, kết quả 5 lần 7 lượt bị người bình thường ức hiếp. Nhưng ông ta lại không thể động thủ. Mau gọi Hoàng Mạnh Hùng tới đây. Diệp Lâm Quân không thèm quan tâm những lời bàn tán bên ngoài. Bây giờ chỉ muốn ngăn chặn liên minh báo. Thù nổi điên lên. Dẫu sao cũng không biết kế hoạch của bọn họ. Hoàng Mạnh Hùng được thông báo thụ sủng nhược kinh vội đến biệt thự. Vương gia, ngài cần chúng tôi giúp gì? Diệp Lâm Quân nói thẳng, tiếp theo đây nghe theo sự sắp xếp của tôi. Nhiệm vụ cụ thể của mỗi người là. Trong hành động lần này, Diệp Lâm Quân gần như sử dụng tất cả lực lượng còn lại của môn phiệt Tây Đường. Điều này khiến Hoàng Mạnh Hùng vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc là chuyện gì mà hơn 100.000 người của môn phiệt Tây Đường phải ra trận? Mau lấy danh nghĩa gia chủ để giao nhiệm vụ, càng nhanh càng tốt, Diệp Lâm Quân thúc giục. Hoàng Mạnh Hùng không dám chậm trễ, sau khi trở về nhà họ Lý thì phân chia nhiệm vụ cho từng người, thực hiện kế hoạch của Diệp Lâm Quân. Hoàng Mạnh Hùng đột nhiên có động thái lớn như vậy khiến hai nhà họ Lý, Trịnh cảm thấy rất khó hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngay cả bà cụ từng trải cũng mù mờ không hiểu rõ sự việc. Thưa bà, nghe nói lần này là đại hành động siêu cấp của môn phiệt Tây Đường. Ngô Thị Lan tò mò hỏi. Những người khác cũng nhìn bà cụ. Bà cụ hít sâu một hơi, đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy động tĩnh lớn như vậy. Trước giờ chưa từng có. Thưa bà, bây giờ chúng ta cũng là thành viên của môn phiệt Tây Đường chứ? Mọi người tiếp tục hỏi. Phải, sao thế? Thế hành động của môn phiệt Tây Đường chúng ta cũng phải tham gia nhỉ? Sao lại không có việc cho chúng ta? Ngô Thị Lan hỏi. Một câu nói khiến Đường An Nhiên tức giận. Các người muốn tham gia hành động này. Nhưng các người thì biết gì chứ? Có năng lực gì? Hai nhà các người có bao nhiêu cường giả cấp tông sư? Điều này. Trước sự chất vấn của Hoàng An Nhiên, mọi người hai nhà Lý, Trịnh đều vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Tuy bọn họ mang danh nghĩa là người môn phiệt Tây Đường, nhưng có sức mạnh của môn phiệt Tây Đường không? Tuyệt đối không. Sau này phiền các người hiểu rõ thân phận của mình. Hoàng An Nhiên bất mãn cảnh cáo. Cô chủ, chúng tôi biết rồi, chúng tôi chỉ ở tầng thấp nhất của môn phiệt Tây Đường. Chúng tôi đảm bảo không làm mất mặt môn phiệt Tây Đường là được. Đúng, đúng. Chúng tôi chỉ là một bầy chó mà thôi, biết rất rõ vị trí của mình. Ngô Thị Lan và những người khác đã phải nhún nhường và gần như quỳ trên mặt đất. Bọn họ giống như bầy chó không ngừng nịnh nọt Hoàng An Nhiên. Thậm chí còn thừa nhận bản thân là chó. Giống như Hoàng Mạnh Hùng bọn họ ngay cả tư cách nịnh bợ cũng không có. Thừa biết Hoàng Mạnh Hùng cũng là bò ra đất như thế mà đi nịnh bợ Dư Ân Hạo Quân. Ông ta phân công hết tất cả nhiệm vụ mà Diệp Lâm Quân đã sắp xếp. Ông ta bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Lão Thái Thái dẫn theo một đám người vội vàng nghênh tiếp. Vừa bưng trà rót nước, vừa quạt mát,
còn có cả đấm bóp chân. Lý Hồng Thắng thậm chí còn nằm trên mặt đất để đánh giày cho Hoàng Mạnh Hùng. Ông Đường, giày của ông bẩn rồi, để tôi lau chôn. Đối mặt với những thứ này, Hoàng Mạnh Hùng tỏ ra thờ ơ. Lão Thái Thái hỏi, anh cả rốt cuộc là có nhiệm vụ gì? Sao ngay cả tôi cũng giấu giếm? Hoàng Mạnh Hùng vừa muốn nói, nhưng lại nghĩ đến thứ gì đó, lập tức giật đầu, đúng, chuyện này cũng phải giữ bí mật với em. Nhưng em cứ yên tâm, sau khi làm xong chuyện này, địa vị của môn phiệt Tây Đường chúng ta ở Lạc Việt sẽ tăng thêm một cấp. Còn được cả Lạc Việt công nhận. Xu Hoàng Mạnh Hùng nói xong, bà cụ cũng rất cao hứng. Chuyện tốt, thật sự là chuyện tốt. Những thành viên khác trong hai nhà Lý, Trịnh nghe xong càng cảm thấy hứng thú, giống như nước triều dâng trào. Địa vị của môn phiệt Tây Đường càng cao, tương lai của bọn họ sẽ càng sáng lạn. Lý Hồng Thắng đánh giày, Trương Phúc Long, Trịnh Quân Nga và Cao Văn Sinh càng dùng sức hơn đấm chân đấm lưng cho ông ta hơn. Ông Hùng Anh Minh, chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của ông, môn phiệt Tây Đường nhất định sẽ vinh quang ngàn năm. Tôi cảm thấy tự hào vì là thành viên của môn phiệt Tây Đường. Ngô Thị Lan và Lý Văn Chấn cũng ân cần niềm nở. Lý Tử Nhiệm và cha mẹ của cô không hợp với những người này. Bọn họ, đặc biệt là Lý Tử Nhiệm, căn bản không làm được những hành động đó. Cũng may, bà nội vẫn yêu thương cô. Chính ngay lúc này, quản gia của nhà họ Lý hớt hãi chạy vào. Không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi nhìn thấy Diệp Lâm Quân trở về rồi. Quản gia hét lên, ơ ó điều khi nhìn thấy Hoàng Mạnh Hùng cũng ở đó, ông ta lập tức bị dọa sợ mà quỳ xuống đất. Quản gia được Lý Văn Chấn đưa vào lúc nào cũng lăm le biệt thự của Diệp Lâm Quân. Nhưng quản gia này quá lỗ mãng rồi. Kinh ngạc như vậy cũng là Hoàng Mạnh Hùng giật cả mình. Sắc mặt hai nhà Lý, Trịnh cũng cực kỳ khó coi. Khẩn trương như vậy trước mặt Hoàng Mạnh Hùng, đây chẳng phải khiến bọn họ khó coi sao? Mọi người đều bị dọa sợ đến mức run lấy bẩy. Sợ rằng Hoàng Mạnh Hùng sẽ trách phạt. Nhưng Hoàng Mạnh Hùng chỉ hỏi, đó chẳng phải kẻ bán nước Diệp Lâm Quân sao? Gần đây có rất nhiều tin xôn xao. Cả Hoàng Mạnh Hùng và Đường An Nhiên đều biết chuyện đó. Đúng, đúng, chính là cậu ta. Tên nhóc này đã lấy rất nhiều tê được, còn giấu một phần đưa cho người khác, bán đứng Lạc Việt. Tôi cảm thấy xấu hổ khi quen biết Diệp Lâm Quân. Loại cặn bã không nên sống trên đời này. Tất cả mọi người lần lượt chế nhạo Diệp Lâm Quân. Tâm trạng Lý Tử Nhiệm không tốt, cô siết chặt tay thành nắm đấm. Không đúng, không phải anh ta chạy ra nước ngoài rồi sao? Sao lại trở về? Cao Văn Sinh đưa ra câu hỏi. Đúng vậy, đã bỏ chạy rồi, sao lại còn quay lại? Mọi người mới phản ứng lại. Lý Hồng Thắng và Trương Phúc Long nhìn nhau nói, không cần biết lý do cậu ta quay lại là gì, chúng ta phải lập tức bắt cậu ta lại. Sau đó giao cho những người có liên quan, tên bán nước này tuyệt đối không được để chạy thoát. Đúng vậy, cho dù bắt được tên đó lại, như thể cũng có thể lập được công lao cho môn phiệt Tây Đường. Bắt được kẻ bán nước, chắc hắn cũng đã đem thuốc quý giao cho người ngoài rồi. Mọi người cùng nhau hô lên. Lý Tử Nhiệm đứng bên cạnh thậm chí không có cơ hội để cắt ngang. Một khi Diệp Lâm Quân bị bắt lại, sẽ rất nguy hiểm. Cho dù anh không phải là giặc bán nước, nhưng theo tình hình của đám người này, cũng kiên quyết biến anh thành giặc bán nước. Được hai nhà Lý, Trịnh nhắc nhỏ, ánh mắt Hoàng Mạnh Hùng đột nhiên sáng lên. Hoàng An Nhiên thậm chí từ bên cạnh nhắc nhỏ, ông ơi, biện pháp này không tệ. Diệp Lâm Quân là tên bán nước, người người đều muốn tiêu diệt. Không ít người đang tìm kiếm anh ta, nếu chúng ta bắt được anh ta, trực tiếp giao cho vương gia, công lao sẽ thuộc về chúng ta rồi. Bỗng chốc, Hoàng Mạnh Hùng cảm thấy trở nên hưng phấn. Mau, phái người đến bắt Diệp Lâm Quân, tôi nhất định phải dâng lên Nhất Phũ Kiên Vương. Hoàng Mạnh Hùng cao hứng nói. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hoàng Mạnh Hùng biết mình bị kích động quá mức, mà lỡ lời. Anh cả, lẽ nào anh cũng quen biết Nhất Phũ Kiên Vương sao? Bà cụ vội hỏi. Ông nội không chỉ quen biết, vừa rồi hành động của môn phiệt Tây Đường cũng là do Nhất Phũ Kiên Vương sắp xếp. Có thể nói, Nhất Phũ Kiên Vương chính là người đứng đằng sau Nhất Phũ Kiên Vương. Hoàng An Nhiên nói. Hoàng Mạnh Hùng cũng gật đầu, chính xác là như vậy. Hành động vừa rồi chính là do Nhất Phũ Kiên Vương. Có một điều đây là chuyện bí mật, bất kỳ ai cũng không được nói ra. Nếu không giết không đát. Mọi người đều gật đầu. Hai nhà Lý,
Trịnh càng lúc càng hưng phấn gia nhập vào môn phiệt Tây Đường, đúng là được bất ngờ hết lần này đến lần khác mà. Bây giờ có Nhất Phủ Kiên Vương chống lưng. Thế tương lai không biết là đạt đến cấp độ nào rồi. Đúng là quá tốt, chuyện vui đến liên tiếp, bà cụ cũng rất hào hứng. Ai, nếu Nhất Phủ Kiên Vương không phải có vợ con, ta cũng muốn gả An Nhiên cho ngài ấy. Nói đến vấn đề này, Hoàng Mạnh Hùng cảm thấy rất chán nản. À, nghe nói Nhất Phủ Kiên Vương chỉ mới hơn 20, còn chưa kết hôn mà. Mọi người lần lượt nói. Ngài ấy có rồi, các người không biết mà thôi. Chuyện này đừng nói nữa, mau đi bắt Diệp Lâm Quân cho tôi. Hoàng Mạnh Hùng cử 6 người hầu đi cùng Lý Hồng Thắng. Lý Tử Nhiệm càng thêm lo lắng. Nhưng chẳng có cách nào. Nếu như trực tiếp giao Diệp Lâm Quân cho Nhất Phủ Kiên Vương, đây chẳng phải là con đường chết hay sao? Tội bán nước quá nghiêm trọng. Rất có thể sẽ liên lụy đến mẹ Diệp Lâm Quân, cô và bé Quân. Bọn họ vì có Hoàng đế Tây Đường có lễ sẽ không có việc gì. Nhưng Diệp Lâm Quân nhất định sẽ gặp phiền phức. Con cũng không cần xen vào. Lý Hồng Thái giữ chặt lấy Lý Tử Nhiệm. Lý Hồng Thắng và Trương Phúc Long dẫn theo đám người hung hăng tiến vào biệt thự Hoàng Thành. Lúc đi vào, 6 tên người hầu của Hoàng đế Tây Đường đều nhao nhao sững sờ. Trùng hợp sao? Không phải Nhất Phủ Kiên Vương cũng ở chỗ này đấy chứ? Sau đó Lý Hồng Thăng và mấy người đi trước dân đường, đường này càng đi càng quen. Cái này không phải thông tới biệt thự của Nhất Phủ Kiên Vương à? Sau đó, sự thật khiến 6 tên người hầu muốn nổi điên. Quả nhiên là nơi này. Diệp Lâm Quân mau ra đây. Chúng tôi biết anh đã về, cái tên bán nước này. Ngoan ngoãn lăn ra đây ngay, đừng ép chúng tôi ra tay. Mấy người đám Lý Hồng Thắng hướng về biệt thự hô lớn. Lần này, 6 tên người hầu thật muốn khóc. Thật sự là Nhất Phủ Kiên Vương. Diệp Lâm Quân mà hai nhà Lý, Trịnh chán ghét chính là ngài ấy. Khi thấy bóng dáng của Hoàng Hải Bắc, bọn họ càng thêm khẳng định điểm này. Lão bất tử kia, mau cho Diệp Lâm Quân ra, đừng có giấu điểm. Đúng, nếu không tôi sẽ đánh ông. Lý Hồng Thẳng và Trương Phúc Long hô to gọi nhỏ với Hoàng Hải Bắc. Phụt, 6 tên người hầu đều muốn nôn ra máu. Đám người này điên rồi à, dám lón tiếng với vị này. Thật sự không biết, ngay cả Hoàng đế Tây Đường cũng không dám à. Muốn chết sao, bọn họ bị dọa đến run lấy bẩy, chỉ muốn lập tức quỳ trên đất. Nhất là nhìn thấy Hoàng Hải Bắc nhìn về phía nơi này, da đầu bọn họ đều tê tê, bộ dạng như sắp phải chết. Đang lúc đám người kia hô hào ầm, Diệp Lâm Quân đi từ bên trong ra. Ngồi trên xe lăn, để Bắc Thiên Vương đẩy. Diệp Lâm Quân, cái tên bán nước kia, mày còn dám ra à? Lý Hồng Thái lập tức quát. Diệp Lâm Quân cười lạnh nói, không phải anh bảo tôi ra à? Quân bán nước, mặt dày vô sỉ, mày có dám mở mồm ra nói chuyện? Còn có mặt mũi trở về? Đám người tức giận nói. Diệp Lâm Quân này là người sống không thẹn với lương tâm, một lòng vì lạc Việt, ở đâu mà bán nước hại dân. Diệp Lâm Quân rất thẳng thắn đáp lại. Ha ha, bây giờ toàn lạc Việt, toàn thế giới có ai là không biết mày chính là kẻ bán nước. Nói thật cho mày biết, lần này bọn tao tới chính là để bắt mày. Mày đừng hòng chạy. Đi chung với chúng tao chính là 6 vị cao thủ đến từ môn phiệt Tây Đường của Hoàng đế Tây Đường, mày còn chạy được chắc. Lý Hồng Thăng giới thiệu mấy người. Nhưng 6 vị kia nào dám chứ? Sớm biết tình hình thế này, đánh chết bọn họ cũng không dám tới. 6 tên người hầu vừa định quỳ xuống lại nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lâm Quân. 6 người lập tức dừng động tác. Diệp Lâm Quân, tao khuyên mày ngừng phản kháng, ngoan ngoãn cùng chúng tao về nhận phán xét đi. Nếu không sẽ phải để mày chịu nỗi đau da thịt rồi. Trương Phúc Long cười to nói. Được. Vậy tôi sẽ trở về với các người, để xem rốt cuộc là ai muốn phán xét tôi. Diệp Lâm Quân cười. Người đâu, bắt anh ta lại. Sau đó, đám người đẩy Diệp Lâm Quân lên xe, thẳng đến nhà tổ của nhà họ Lý. Bắc Thiên Vương và Hoàng Hải Bắc đều không có đi theo. Một đoạn đường đi, 6 tên người hầu đều một mực đổ mồ hôi lạnh. Dưới chân cũng ướt sũng mồ hôi. Các vị đại nhân sao vậy? Nóng vậy sao? Lý Hồng Thắng và những người khác tò mò hỏi. Không có việc gì. Mấy người hùa theo. Xe nhanh chóng đến nhà tổ nhà họ Lý. Đám người Lý Hồng Thắng đã không kịp chờ đợi nữa rồi. Từng người vội vàng muốn Hoàng đế Tây Đường trừng phạt Diệp Lâm Quân.
xóm nên đưa tới chỗ Nhất Phủ Kiên Vương mà xử tử đi nhanh một chút. Tàn phế đúng là phiền phức, nhóm người Lý Hồng Thăng đẩy xe lăn, đều đang phát tiết tâm trạng bực bội của mình. Việc này, 6 tên người hầu của Hoàng đế Tây Đường sắp ngất luôn rồi. Đây chính là Nhất Phủ Kiên Vương đấy, các người điên rồi sao? Mấy người đã không có cách nào tưởng tượng sau đó sẽ xảy ra điều gì. Đi vào trong sân, hai nhà Lý Trịnh đã tập trung đầy người. Hay lắm cái tên bán nước, lại còn dám trở về. Xem hôm nay tao có quất chết mày không? Hai nhà Lý Trịnh nhìn thấy Diệp Lâm Quân thì từng tên đều giống như bị điên. Dùng lời nói để lên làm vũ khí lên án Diệp Lâm Quân, thậm chí còn động thủ. Bàn tay Ngô Thị Lan quất tới, Lý Văn Chấn vùng gậy chống xuống. Làm gì đấy, 6 tên nô bộ thực sự không nhịn được, vội vàng cản họ lại. Các vị đại nhân, là chúng tôi thất lễ, chủ yếu là gặp được cái tên bán nước này, chúng tôi mới không nhịn được. Đúng vậy, tôi chỉ hận không thể giết chết cậu ta. Vì dân trừ hại, bảo vệ Lạc Việt, đám người trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân, tức giận vô cùng. Ba ơi, lúc này bé Quân chạy tới. Lê Quân nhớ ba lắm, ba ơi. Bé Quân leo lên ngồi vào trong lòng Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân ôm chặt bé Quân, cười nói, bé Quân nhịn một chút, ba sẽ nhanh chóng về với con và mẹ. Nằm mơ giữa ban ngày à, Diệp Lâm Quân, mày đã thể này còn muốn nhận vợ mày. Hôm nay, ông Hùng sẽ dẫn mày tới chỗ Nhất Phủ Kiên Vương. Để tao xem mày có mấy cái mạng, đám người Ngô Thị Lan gầm thét lên. Không, anh ấy không phải quân bán nước. Anh ấy tuyệt đối không thể nào phản bội Lạc Việt được. Giọng nói của Lý Tử Nhiệm vang lên. Cho dù cô không chọn tha thứ cho Diệp Lâm Quân, nhưng vẫn có lòng tin với anh như cũ. Hừ, nó chính là quân bán nước, ngay cả thuốc cũng đều nộp ra rồi. Lý Tử Nhiệm giải thích với đám người, nếu như anh ấy thực sự làm việc này, thì đã sớm chạy ra nước ngoài rồi, sao còn trở về chứ? Anh ấy cũng biết là khắp thế giới đều có người tìm mình. Trở về chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Còn không phải là do anh ấy trong sạch, vốn không làm những việc này. Việc này, đối với chất vấn của Lý Tử Nhiệm, đám người đều á khẩu không trả lời được. Cho dù thế nào, Diệp Lâm Quân vẫn chính là kẻ bán nước. Người người đều có thể diệt trừ. Đúng, loại khốn nạn này phải chết, phản đồ của Lạc Việt phải chết. Đám người Lý Hồng Thắng lớn tiếng hô. Được rồi Lê Nguyên. Việc này cháu không cần quản, anh trưởng sẽ xử lý. Bà cụ nhà lên tiếng. Sai người kéo Lý Tử Nhiệm và bé Quân sang một bên. Không cho tiếp xúc với Zurich Hạo Quân nữa. Lý Tử Nhiệm gấp đến độ sắp khóc nếu Hoàng đế Tây Đường tự mình đến xử lý, vậy Diệp Lâm Quân coi như xong. Bọn họ sẽ bắt Diệp Lâm Quân đến chỗ Nhất Phủ Kiên Vương để tranh công. Lê Nguyên đừng sợ Diệp Lâm Quân này cây ngay không sợ chết đứng, không có chuyện gì đâu. Diệp Lâm Quân an ủi nói. 6 tên người hầu cũng theo bản năng nói thêm, cô Nguyên xin yên tâm. Chủ nhân nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Toàn bộ hành trình đi đường bọn họ là người thấp thỏm nhất. Một lát nữa sợ là sẽ có mưa tơ gió lớn đột kích. Cảnh tượng đó thật đáng sợ, bọn họ đều không thể tưởng tượng ra. Nhốn nháo cái gì, Diệp Lâm Quân tới rồi sao? Nương theo âm thanh, Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên chen qua đám người. Đi tới giữa sân. Anh trưởng, đây chính là Diệp Lâm Quân. Bà cụ chỉ qua. Hoàng đế Tây Đường và những người còn lại đều nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn qua thì mấy người suýt chút bị dọa ngất. Diệp Lâm Quân cười, ừ, tôi chính là Diệp Lâm Quân. Lúc từng ánh mắt đối diện với ánh mắt của Diệp Lâm Quân. Pháo hoa như văng khắp nơi, bầu không khí đều như ngừng lại. Dáng vẻ cao cao tại thượng của Hoàng đế Tây Đường ban đầu hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vẻ ngượng nghịu chấn kinh. Con người co lại, trong mắt suýt rơi ra ngoài. Cơ thể thẳng tắp của ông ta như biến thành đống bùn nhão. Suýt thì ngã ngồi trên đất. Hoàng An Nhiên thì sắc mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Vẻ mặt của những người khác muốn khó coi cỡ nào thì chính là khó coi cỡ đó. Hả? Đám người hít vào một hơi lạnh, tình huống gì thế này? Sao vừa nhìn thấy Diệp Lâm Quân, tất cả đều có thái độ đó. Bà cụ rất hiếu kỳ. Chuyện này là sao? Lý Tử Nhiệm nghỉ hoặc. Ngô Thị Lan nghỉ hoặc. Lý Văn Chấn cũng nghỉ hoặc. Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Diệp Lâm Quân rất đáng sợ à.
giữa sân chỉ có 6 tên người hầu là vẻ mặt vẫn như thường. Ông Hùng, đây chính là tên bán nước Diệp Lâm Quân, chúng tôi bắt được cậu ta rồi, mong ông hãy ra phán quyết cho cậu ta đi. Nhóm người Lý Hồng Thắng xung xoe nịnh nọt. Nhưng phản ứng tiếp theo của Hoàng đế Tây Đường là bổ nhào tới trước mặt Diệp Lâm Quân, theo bản năng mở miệng. Nhưng đột nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng nuốt lại câu nói vào trong bụng. Thì ra cậu chính là chiến thần Côn Luân, quả nhiên trẻ tuổi tài cao. Hoàng đế Tây Đường lập tức đổi lý do thoái thác. Là ông muốn phán xét tôi à? Diệp Lâm Quân cười nhìn về phía Hoàng đế Tây Đường. Tôi, Hoàng đế Tây Đường suýt chút nữa thì bị dọa đến ngất đi. Những người khác, ví dụ như Hoàng An Nhiên đều suýt chút nữa quỳ xuống. Ông Hùng, cái tên này là quân bán nước, ngài nhất định phải xử lý cậu ta. Đúng. Loại phản đồ này tuyệt đối không thể sống. Nhóm người Lý Hồng Thắng tiếp tục thỉnh cầu. Thậm chí còn mang theo chút thúc giục. Bốp! Hoàng đế Tây Đường đột nhiên quay người vung tay hung hăng quất vào mặt Lý Hồng Thắng. Cảnh tượng này khiến cho người ở đây đều ngẩn cả người. Ông ta vậy mà lại đánh Lý Hồng Thắng. Cậu đang dạy tôi làm việc đấy à? Hoàng đế Tây Đường cả giận nói. Phịch phịch! Lần này... Gần như tất cả mọi người trong nhà Lý Trịnh đều quỳ rạp xuống đất. Ông Hùng, chúng tôi không dám, chúng tôi không dám. Tất cả mọi người đều sợ đến khóc. Lý Hồng Thắng thì bị dọa đến xanh mặt. Được, giao cậu ta cho tôi xử lý. Không có liên quan đến các người. Hoàng đế Tây Đường cả giận nói. Giỏi. Sau đó, Hoàng đế Tây Đường rời đi, Hoàng An Nhiên đẩy Diệp Lâm Quân đi theo. Đi vào nơi ở của Hoàng đế Tây Đường. Hoàng An Nhiên và Hoàng đế Tây Đường lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Lâm Quân. Vương gia, chúng tôi không biết là ngài. Thực sự là trùng hợp. Hoàng đế Tây Đường cũng sắp khóc rồi. Hôm nay phạm sai lầm lớn. Hoàn toàn không ngờ Diệp Lâm Quân và Nhất Vũ Kiên Vương sẽ là một người. Không sao, đây là một phần trong kế hoạch bí mật của tôi. Bây giờ các người cũng nằm trong kế hoạch bí mật. Phải lầm như thế nào, các người biết rồi đấy. Diệp Lâm Quân nói, chúng tôi hiểu rồi. Còn nữa, tôi sẽ sử dụng tất cả lực lượng của môn phiệt Tây Đường bảo vệ vợ con của ngài. Hoàng đế Tây Đường coi như thông minh, hiểu được lý do vì sao Diệp Lâm Quân để vợ con ở nhà họ Lý. Ừ, biết là được. Diệp Lâm Quân cười nói. Ở phía bên kia, tất cả mọi người đều đang háo hức chờ đợi. Mọi người nghĩ ông Hùng sẽ làm gì với Diệp Lâm Quân? Trương Phúc Long hỏi. Bây giờ Lý Hồng Thắng cũng không dám nói tiếp nữa. Tôi thấy, chắc chắn 50% là đánh cho Diệp Lâm Quân một trận, sau đó đưa đến chỗ Nhất Vũ Kiên Vương. Lý Ánh Nguyệt trả lời. Tôi cũng thấy vậy. Trịnh Quân Nga phụ họa, nhưng nửa câu sau không nói ra miệng. Bởi vì bọn họ gặp được cảnh tượng rất khó tin. Chỉ thấy Hoàng An Nhiên đẩy Diệp Lâm Quân đi ra. Dáng vẻ cung kính kia của Hoàng An Nhiên cứ như Diệp Lâm Quân, là một nhân vật cực kỳ lớn vậy. Cô Nhiên chẳng lẽ không xử lý Diệp Lâm Quân sao? Đám người hỏi. Đó là việc các người được quản hay sao? Diana trừng mắt nhìn đám người một chút rồi đấy Diệp Lâm Quân rời đi. Hai nhà Lý Trịnh cực kỳ nghi hoặc. Không xử lý Diệp Lâm Quân sao? Có điều bọn họ cũng không dám hỏi lại. DLQ ngược lại được thở phào một hơi. Nhưng cô cảm thấy rất kỳ quái, lờ mờ cảm thấy chỗ nào là lạ. Phản ứng của Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên đối với Diệp Lâm Quân quá lớn. Những người khác đều có cảm giác như vậy, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì lại không nói ra được. Bọn họ sao mà ngờ được, hai nhân vật siêu cấp mà Hoàng đế Tây Đường nhắc tới, thật ra chính là một mình Diệp Lâm Quân. Giao anh cho Nhất Vũ Kiên Vương chính là giao cho chính anh. Sau khi trở về biệt thự, Diệp Lâm Quân bắt đầu chủ tính toàn cục. Chỉ trong thời gian ngắn ngủ một ngày đêm. Diệp Lâm Quân vận dụng tất cả lực lượng và tài nguyên có thể dùng để đề phòng liên minh báo thù làm lớn chuyện. Có điều kết quả khiến anh thất vọng. Toàn bộ Lạc Việt đều rất bình thường, thậm chí liên minh báo thù cũng rất bình thường, không có dấu hiệu hành động. Cho dù môn phiệt Tây Đường điều ra mấy trăm nghìn người cũng không tra được bất cứ manh mối gì. Dường như đối phương không có vẻ gì là đang tiến hành một hành động lớn. DHP nhíu mày lại, tự lẩm bẩm. Hành động của bọn họ sẽ là gì chứ? Anh đã làm tốt phương pháp phòng thủ, gần như ngăn chặn bất cứ uy hiếp hoặc là hành động lên Lạc Việt. Nhưng không đoán được đối phương rốt cuộc muốn làm gì.
thủ lĩnh của liên minh bảo thủ ở đảo Đông Ca rốt cuộc bày kế gì. Mặc dù Đông Thiên Vương đi tới đảo Đông Ca, nhưng không tra được tung tích của kẻ đó. Biết rõ đối phương muốn thực hiện hành động lớn nhưng anh lại chẳng biết gã phát động vào lúc nào, ở chỗ nào hay cách thức gì. Đây là điều đáng sợ nhất, ngay lúc Diệp Lâm Quân nghĩ mãi không ra, Hoàng Hải Bắc nhìn không được cất lời, điện chủ, có lẽ không ở Lạc Việt đâu. Hả? Nghe vậy, đôi mắt Diệp Lâm Quân như sáng lên. Đúng vậy, ai nói hành động tạo thành đả kích cho Lạc Việt thì nhất định phải ở Lạc Việt chứ? Nếu như bọn họ muốn hành động ở Lạc Việt, nhất định phải chuẩn bị, mà chuẩn bị thì sẽ có dấu vết, nhưng lực lượng mà tôi phải ra ngoài đều điều tra ba lượt rồi, không hề có dấu vết nào. 50% là bọn họ sẽ không hành động ở Lạc Việt. Nói đến đây, Diệp Lâm Quân đã khẳng định được. Hành động ở nước ngoài, tôi không tưởng tượng được là dùng cách nào. Bắc Thiên Vương nói. Tây Thiên Vương nhíu đôi mày thanh tú, chẳng lẽ liên minh báo thủ muốn công khai phản bội Lạc Việt? Không, bọn họ sao dám công khai thân phận, đoán chừng ngay cả người hợp tác với bọn họ cũng không biết thân phận thật của bọn họ. Diệp Lâm Quân phản bác. Vậy sẽ làm gì, làm thế nào ở nước ngoài mà có thể làm ra chuyện đả kích đến Lạc Việt? Tôi đây nghĩ mãi không ra được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật sự bó tay. Diệp Lâm Quân gãi mũi, hình như tôi biết bọn họ muốn làm gì. Cái gì? Mọi người đồng loạt nhìn sang. Đúng lúc này, Diệp Lâm Quân nhận được cuộc gọi mật từ vệ binh Viêm Long. Lúc nghe, sắc mặt của Diệp Lâm Quân dần trở nên nghiêm túc. Mấy người bên cạnh cũng thấp thỏm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau khi cúp máy, Diệp Lâm Quân hít sâu một hơi. Quả nhiên như tôi dự liệu, đúng là như thế. Diệp Lâm Quân cười thần bí. Mọi người nhao nhao dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Lâm Quân, đều muốn biết vệ binh Viêm Long mật báo cái gì. Sốt cuộc là Diệp Lâm Quân dự đoán ra cái gì? Xin hỏi điện chủ, vệ binh Viêm Long rốt cuộc nói gì với ngài? Bắc Thiên Vương không kìm được lòng tò mò. Mật báo của Viêm Long rất đơn giản. Đảo Đông Ca và tỉnh quốc muốn tổ chức diễn đàn châu Đông Phương 28 nước, mời từng quốc gia của châu Đông Phương tham gia. Người được mời ở Lạc Việt cũng chính là tôi, với thân phận nhất Phú Kiên Vương. Diệp Lâm Quân nói. Nghe vậy, Bắc Thiên Vương và những người khác đều biến sắc, hành động lớn của liên minh báo thù là muốn giết ngài. Đám người nhao nhao hít vào một hơi lạnh. Diệp Lâm Quân gật đầu, đúng, không siêu tôi đoán được, biện pháp trước mắt bọn họ dùng để đả kích Lạc Việt chính là giết chết tôi. Trước đó anh có suy đoán, nếu như không hành động ở Lạc Việt. Đó là do liên minh báo thù sợ Lạc Việt, biết hành động ở Lạc Việt sẽ không thuận lợi, không thể nào hoàn thành được. Về phần làm thế nào đả kích nghiêm trọng được Lạc Việt? Biện pháp tốt nhất trước mắt chính là giết chết người quyền cao chức trọng của Lạc Việt. Trần Hữu Đạo và Phàn Thắng Nam không được cân nhắc tới. Chỉ là cấp chiến thần thôi thì không đủ tư cách. Muốn giết thì phải giết nhất Phú Kiên Vương. Bản thân anh được phong vương, gánh trên vai vận mệnh của Lạc Việt. Nếu như liên minh báo thù có thể giết được nhất Phú Kiên Vương, đây tuyệt đối sẽ tạo thành đả kích nặng nề cho Lạc Việt. Đủ làm tổn thương mấy chục năm nguyên khí của Lạc Việt. Thậm chí có thể ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia. Nhưng nếu ở trong Lạc Việt, muốn giết nhất Phú Kiên Vương đâu có dễ dàng. Huống chỉ liên minh báo thù cũng biết nhất Phú Kiên Vương mạnh cỡ nào. Nhưng nếu có thể dẫn nhất Phú Kiên Vương tới nước ngoài, kết quả sẽ khác. Dù sao xác suất thành công cũng cao hơn. Vậy nhất định ở hải ngoại đã bày ra thiên la địa võng chờ ngài đến. Nhìn điệu bộ lần này của bọn họ. Chắc chắn là không tiếc bất cứ giá nào muốn giết ngài. Không được, quá nguy hiểm. Tôi thấy điện chủ không thể đi được. Hội giao lưu cái gì chứ? Thật ra chính là cái bẫy mà liên minh báo thù hợp tác với địch ngoài giết chết ngài. Ai ai cũng thấy rõ ràng. Ngài tuyệt đối không thể đi. Bắc Thiên Vương và những người khác nóng nảy nói. Diệp Lâm Quân cười, có thể không đi sao? Lạc Việt ta là siêu cường quốc, phải có phong độ của nước lớn. Nếu ngay cả cái này cũng e ngại thì uy nghiêm của Lạc Việt ta ở đâu? Chẳng những tôi muốn đi, tôi còn muốn đi một mình. Như vậy mới là Lạc Việt ta. Chiến sĩ của Lạc Việt không e ngại bất cứ gian nan hiểm trở gì. Diệp Lâm Quân hùng hồn nói. Khí thế quần lâm thiên hạ, tung hoành vô địch lan tràn ra. Vậy phải đi thì người khác sẽ thay ngài. Dù sao không ai biết dáng vẻ của nhất Phú Kiên Vương trông như thế nào. Bắc Thiên Vương nói. Liếc mắt nhìn về phía Hoàng Hải Bắc.
Ý tứ rất đơn giản, để Hoàng Hải Bắc đóng vai nhất phú kiên vương. Diệp Lâm Quân lắc đầu, không, loại chuyện chịu chết này vẫn nên để tự tôi đi, sao tôi có thể để đồng bào mình đi chứ? Diệp Lâm Quân, tôi sợ người ta chọc xương sống chắc. Lạc Việt ta chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, Diệp Lâm Quân tôi cũng không phải dạng người đói. Nghe xong, Hoàng Hải Bắc và những người khác đều dấy lên lòng tôn kính với Diệp Lâm Quân. Đám người nhao nhao cúi đầu trước anh. Chỉ có anh mới xứng với danh nhất phú kiên vương. Chỉ có anh mới gánh vác được vận mệnh của Lạc Việt. Đương nhiên đây là phẩm đức của người Lạc Việt. Các nhân vật lớn xung phong đi đầu, các chiến sĩ không sợ cái chết. Thật sự không ngờ tới liên minh báo thù sẽ ra chiêu như vậy. Bọn họ không âm thầm tới mà công khai tới. Bọn họ hiểu rất rõ Lạc Việt, biết khí phách của Lạc Việt, muốn đưa đến làm gương ở châu Đông Phương. Tôi cần phải tới tham gia. Diệp Lâm Quân cười. Liên minh báo thù quả nhiên đáng sợ, biết tôi nhất định sẽ đi tham gia, hơn nữa là còn đi một mình. Kẻ hiểu anh nhất luôn luôn là kẻ thù và đối thủ, bởi vì chúng ngày nào cũng đều suy ngẫm về anh. Diệp Lâm Quân lắc đầu bất lực. Liên minh báo thù đúng là quá đáng sợ, đặc biệt là hành động lần này. Bọn chúng quang minh chính đại, trực tiếp để lộ ra âm mưu. Rõ ràng biết là có nguy hiểm như thế nào, nhưng vẫn phải tham gia. Nếu anh rút lui, thì chính là Lạc Việt rút lui. Đó là điều hoàn toàn không thể. Liên minh báo thù cũng đoán trước được điều này, nên mới quang minh chính đại sắp đặt kế hoạch này. Chủ yếu là quy định của diễn đàn lần này, mỗi nước đều phải cử ra một người tham gia. Rõ ràng là muốn nhắm vào nhất phú kiên vương. Nhận hay không, nhận rồi, nguy hiểm trùng trùng. Nếu không nhận, Lạc Việt sẽ như con rùa rụt cổ. Điện chủ hay là suy nghĩ lại đi, chúng ta cố gắng suy nghĩ kỹ kế sách và đường lui, để đảm bảo không có sơ hở gì. Chẳng hạn như Trấn Thiên Điện lẻn vào theo dõi, môn phiệt Tây Đường cũng phái cao thủ lẻn vào. Mấy người Tây Thiên Vương khuyên giải. Diệp Lâm Quân lắc đầu, không, lần này là diễn đàn châu Đông Phương, mỗi nước chỉ có thể đi một người. Tôi sao có thể cho người đi theo được, như thế sẽ khiến Lạc Việt bị nói này nói nọt. Càng huống hồ, tạm thời tôi không muốn để lộ Trấn Thiên Điện, càng không thể khiến người ta biết được môn phiệt Tây Đường cũng là do tôi khống chết, cho nên, điện chủ, ngài cố chấp muốn đi một mình sao? Mọi người đều sợ hãi nuốt nước bọt. Tôi đã quyết định rồi, đã báo lên vệ binh Viêm Long, với lại, các người không tin tưởng vào khả năng của tôi sao? Diệp Lâm Quân trông có vẻ bình tĩnh. Chúng tôi tin tưởng năng lực của ngài. Nhưng, trong lòng mọi người như bị đồn nén. Không nhưng nhị gì cả. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Nhưng thực sự anh cũng không cảm thấy tự tin. Lần này liên minh báo thù và kẻ địch đang nhắm vào anh. Chúng sẽ sử dụng tất cả sức mạnh và tài nguyên để giết anh. Một mình anh ở hải ngoại bị cô lập không viện trợ, chỉ dựa vào đôi tay mình để giết địch. Nhưng dù thế nào cũng không bao giờ lùi nửa bước. Anh có thể sẽ không trở về được nữa, anh thật sự không nắm chắc chuyện lần này dù chỉ một chút. Đây là khó khăn lớn nhất mà anh đối diện từ trước đến nay. Trước đây độ khó khi bị Điện Thái Hòa và Đỗ Thiên Nhất nhắm vào còn cao hơn gấp trăm lần. Các người cứ yên tâm, tôi sẽ trở về. Diệp Lâm Quân sẵn sàng. Nhưng trước khi đi, anh phải nói lời từ biệt với Lý Tử Nhiệm, bé Quân và mẹ của bọn họ. Lỡ như không thể quay lại thì... Trong tổ trạch nhà họ Lý, nhìn thấy Diệp Lâm Quân đến, mọi người đều rất ngạc nhiên. Diệp Lâm Quân, mày thành tâm đến đây chịu chết à? Lần trước ông Hùng tha cho mày một lần, vậy mà mày còn dám đến đây? Mấy người Lý Hồng Thắng lập tức ngăn anh lại. Tôi chỉ muốn gặp Lê Nguyên và bé Quân, biết điều thì tránh ra, không thì đừng trách tôi giết người. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Mày còn muốn giết bọn tao? Muốn chết sao? Tao xem thử mày giết kiểu gì. Mấy người Lý Hồng Thắng muốn động thủ với Diệp Lâm Quân. Đợi đã, lúc này Lý Tử Nhiệm ôm bé Quân chạy ra. Phong Quân, nào, ôm bai. Sau này, những ngày tháng không có ba con nhớ phải nghe lời mẹ và bà nội đấy. Lê Nguyên, chăm sóc tốt bé Quân và mẹ. Diệp Lâm Quân ôm bé Quân và Lý Tử Nhiệm, còn có Chí Oánh. Hở, mấy người hoàn toàn sững sờ. Diệp Lâm Quân đây là đang làm gì vậy? Nghe cách nói chuyện như vậy, giống như là sắp sinh ly tử biệt vậy. Anh chấm ANS muốn làm gì vậy? Lý Tử Nhiệm cố kìm nước mắt hỏi.
tạm thời anh phải rời khỏi Giang Bắc, có điều em yên tâm, trong 3 tháng anh nhất định sẽ đón các người về nhà. Diệp Lâm Quân nói, ha ha ha, kẻ bán nước sắp bỏ chạy rồi sao? Có phải là muốn trốn khỏi Lạc Việt không? Bị tôi nói trúng rồi chứ gì, sắp đào tẩu ra hải ngoại rồi. Thấy Diệp Lâm Quân im lặng. Mọi người lần lượt nói, mọi người nói khó, nghe bao nhiêu, thì khó nghe bấy nhiêu. Dầu sao thì bây giờ tin đồn Diệp Lâm Quân là kẻ bán nước cũng đang sôi sục không ngớt. Nói em biết, có phải anh sắp đi nước ngoài không? Lý Tử Nhiệm nói, có hơi kìm nén nhìn Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân gật đầu, đúng vậy. Ha ha ha, rõ ràng là muốn chạy trốn, vậy mà còn nói mấy lời thanh tân thoát tục như thế. Kẻ bán nước, phản đồ của Lạc Việt, mày sẽ không chết yên. Nghe thấy Diệp Lâm Quân đích thân thừa nhận, mọi người càng điên tiết hơn. Chửi chữ, sổ nho. Tin anh không thể phản bội Lạc Việt. Diệp Lâm Quân nắm tay Lý Tử Nhiệm nói. Phì, ai mà tin lời nói dối của mày, chẳng qua mày muốn lừa Lê Nguyên mà thôi. Thật sự hận không thể giết được mày. Lý Tử Nhiệm mặc kệ những người đó, gật đầu với Diệp Lâm Quân, em tin anh. Bé Quân và mẹ có em bên cạnh, anh cứ yên tâm. Được, vậy anh đi đây. Thật ra, Diệp Lâm Quân rất không nỡ, đặc biệt là khi nhìn thấy mẹ và vợ của anh. Nhưng vì Lạc Việt, anh nhất định phải đi. Nghĩ cho đại cục trước mắt, nghĩ cho bản thân mình sau. Lạc Việt nước lớn thế mạnh, sao có thể sợ hãi mà không dám đi chứ? Khoan đã, kẻ bán nước mày muốn chạy sao? Bọn tao đâu dễ để cho mày chạy thoát. Bọn tao phải bắt cái tên bán nước như mày giao cho những người có thẩm quyền giải quyết. Mấy người Lý Hồng Thắng ngay lập tức ngăn Diệp Lâm Quân lại. Làm cái gì đấy? Lúc này, mấy người của Hoàng Mạnh Hùng đi tới. Ông Hùng, tên bán nước này muốn trốn ra nước ngoài, hắn chính miệng thừa nhận, chúng ta bắt hắn lại đi. Lý Hồng Thắng chờ chỉ đạo. Cút, Hoàng Mạnh Hùng đẩy Lý Hồng Thắng sang một bên. Diệp Lâm Quân nhìn mấy người Hoàng Mạnh Hùng và Hoàng An Nhiên nói, cứ đợi đi, trong 3 tháng, tôi nhất định sẽ đến đón vợ con tôi về. Được. Tôi muốn xem thử cậu làm sao dẫn vợ con cậu đi được. Hoàng Mạnh Hùng toát mồ hôi lạnh khi nói ra câu này. Sau đó, Diệp Lâm Quân rời đi. Hai nhà Lý, Trịnh cảm thấy có chút không hiểu cách làm của Hoàng Mạnh Hùng. Tại sao lại khoan dung với Diệp Lâm Quân như thế, tùy ý để anh rời đi? Mà không phải là bắt lại sao? Sau khi Diệp Lâm Quân rời đi, anh không hề quay đầu nhìn lại. Anh sợ rằng một khi quay đầu lại, thì sẽ không đi được nữa. Sau đó, anh đi một mạch đến Kinh Thành. Trong một trang viên nào đó ở Kinh Thành, mấy người Hắc Phụng Hoàng và Hắc Hổ cùng tụ hội. Ha ha ha, vừa rồi thủ lĩnh có gửi tin tức tới, ngài ấy đã chuẩn bị chu toàn cả rồi. Chỉ cần Nhất Phú Kiên Vương tới, tuyệt đối sẽ không có cơ hội sống sót trở về. Lần này các thế lực lớn bằng giá nào cũng muốn đến giết Nhất Phú Kiên Vương. Cho nên cho, dù có trả giá tất cả, cũng phải giết chết hắn khi hắn ở nước ngoài. Hắc Phụng Hoàng mỉm cười. Mấy người Hắc Hổ vô cùng phấn khích, thế thì tốt quá, bây giờ vì chuyện Diệp Lâm Quân bị định tội danh là kẻ bán nước, đã gây ra ảnh hưởng rất lớn cho Lạc Việt. Nếu giết Nhất Phú Kiên Vương, sẽ là đả kích rất lớn đối với Lạc Việt. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy hưng phấn. Không sai. Thứ đang đợi Nhất Phú Kiên Vương lần này chính là Thiên La Địa Võng và vô vàn cao thủ ẩn sĩ khác. Một mình hắn mạnh tới cỡ nào? Thủ lĩnh đích thân lên kế hoạch mọi chuyện, Nhất Phú Kiên Vương không còn khả năng sống sót trở về rồi. Sau khi Diệp Lâm Quân đến Kinh Thành, Tinh Quốc nơi tổ chức ra diễn đàn Châu Đông Phương đã đặc biệt phái người đến đón anh. Dẫu sao theo quy tắc, mỗi nước chỉ có một người được tham dự. Diệp Lâm Quân đeo mặt nạ Viêm Long, vác theo Viêm Long kiếm và đeo một chiếc nhẫn Viêm Long giơ cao long kỳ của Lạc Việt. Một người, một kiếm, một cờ. Lạc Việt là anh cũng chính là Lạc Việt. Cờ không gãy, Lạc Việt vẫn còn. Nhất Phú Kiên Vương, lần này Lạc Việt không thể cung cấp cho ngài thêm sự trợ giúp nào nữa. Tất cả mọi thứ đều phải dựa vào bản thân ngài thôi. Đối phương cũng biết được phong thái của nước Lạc Việt, thà chết trên chiến trận, cũng không thể đánh mất tôn nghiêm của Lạc Việt. Cho dù là thời khắc nào, cỏ của Lạc Việt cũng không được đổ xuống. Nếu như ngài không thể quay lại, hãy yên tâm, người thân của ngài sẽ có Lạc Việt chăm lo trước khi rời đi, vệ binh Viêm Long đã căn dặn Diệp Lâm Quân mấy câu. Nghiêm chào,
Mọi người đứng nghiêm, mắt tiễn Diệp Lâm Quân lên máy bay. Sau khi nghe những lời căn dặn của vệ binh Viêm Long, trong lòng Diệp Lâm Quân cảm thấy rất yên tâm. Ít nhất cũng không cần phải lo lắng cho mấy người Lý Tử Nhiệm. Trên máy bay, mấy người của tỉnh quốc nhìn thấy Diệp Lâm Quân đều lộ ra nụ cười đắc ý. Lạc Việt quả nhiên là nước lớn, tấm gương tốt của châu Đông Phương. Chúng ta bái phục, hy vọng ngài có thể giữ vững cỏ của Lạc Việt không bị đổ. Hửm, mọi người sửng sốt trong giây lát, rồi phá lên cười. Ngay cả người còn đi không nổi, còn muốn cắm cờ ở nơi cao nhất à? Các sứ giả tỉnh quốc rời đi trước. Bọn họ còn thông báo với Tiền Phương, người Lạc Việt không giống chúng ta, bọn họ xem lá cờ rách nát đó còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình. Đợi khi giết được Nhất Phú Kiên Vương, thì sẽ hủy hoại Long Kỳ của Lạc Việt không siêu người Lạc Việt còn xem mấy thứ đó quan trọng hơn cả sinh mạng của mình, ví dụ như lá cờ trong tay Diệp Lâm Quân. Hơn nữa núi Cửu Long còn được tiếp tục triển khai củng cố, những gì họ làm chính là để tăng tỷ lệ tiêu diệt thành công. Mà nơi này lại chính là diễn đàn của 28 nước châu Đông Phương, không ai biết nội dung cụ thể của diễn đàn này là gì. Nhưng đại diện của 27 nước đã đến đây từ sớm, chỉ còn lại Nhất Phú Kiên Vương của Lạc Việt. Nhưng mọi người đều biết nội dung của diễn đàn này là gì. Đó chính là giết Nhất Phú Kiên Vương. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn nữa, đó rõ ràng là diễn đàn châu Đông Phương, nhưng nước đại chiến ưng của châu Tây Phương lại phái một đại nhân vật phong tước vị đến, còn tính toán mọi mặt, khiến người người ở châu Đông Phương đều nghe theo bọn họ. Mặc dù trong lòng mọi người đều không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Những cao thủ của nước chiến ưng bí mật đến Tinh Quốc lần này hơn chục ngàn người, bao gồm cao thủ của mỗi khu vực. Đây chính là lời hứa mà Hoàng tử Vincent dành cho liên minh báo thù. Mọi người càng không ngờ là kẻ đứng đằng sau tổ chức mọi thứ lại chính là thủ lĩnh của liên minh báo thù. Thậm chí hắn ta còn không lộ mặt. 8 giờ sáng theo giờ Tinh Quốc. Liên minh báo thù liên hợp với đảo Đông Ca, Tinh Quốc và nước chiến ưng cùng các thế lực khác đã bố trí hoàn tất mọi thứ. Tiếp theo đây chỉ chờ Diệp Lâm Quân đến. Không lâu sau, tin tức quốc tế truyền ra, diễn đàn 28 nước, 27 đại biểu đã đến đầy đủ, chỉ thiếu mỗi nước Lạc Việt. Rất lâu cũng không thấy đại biểu của Lạc Việt đến, trừ phi là Lạc Việt sợ nên rút lui rồi. Tinh Quốc lại đưa ra một tin tức khác, nếu Nhất Phú Kiên Vương trong vòng 6 giờ đồng hồ phải xuất hiện ở diễn đàn. Nếu không thì sẽ coi Lạc Việt rút lui tước bỏ quyền. Từ nay về sau, Lạc Việt chính là nỗi sỉ nhục của châu Đông Phương. Lúc này, người dân Lạc Việt cực kỳ đoàn kết, ai ai cũng đều quan tâm đến chuyện này. Mọi người đều muốn Nhất Phú Kiên Vương đến sớm, dương oai phong của nước Lạc Việt. Diệp Lâm Quân có lý nào lại không hiểu bọn họ đang muốn làm gì. Cho nên cô tình làm chậm trễ thời gian của bản thân, để anh có thể đến muộn hoặc không thể đến diễn đàn. Khó khăn lớn nhất mà anh gặp phải lúc này không phải là sống sót thoát khỏi Tinh Quốc, mà là làm sao hạn chế thời gian đến diễn đàn. Trễ một giây, Lạc Việt sẽ bị sỉ nhục một giây. Máy bay trực thăng của tỉnh quốc đậu ở chân núi cách xa núi Cửu Long. Thoạt nhìn, đỉnh chính của núi Cửu Long cao vút tầng mây. Nếu đi bình thường dự tính cũng phải mất thời gian một ngày. Chưa kể bây giờ Diệp Lâm Quân đến đó trong tình trạng này. Chỉ trong 6 tiếng. Nhất Phú Kiên Vương chúng tôi chỉ cho cậu thời gian 6 tiếng thôi. Nếu cậu không đến được đỉnh chính, chúng tôi sẽ trực tiếp tước quyền của Lạc Việt. Đúng đấy, 28 nước châu Đông Phương thiếu mất một Lạc Việt. Uy phong của nước lớn đâu? Không thể đến sớm chút được sao? Chúng tôi đang trò câu ở đỉnh chính, hy vọng có thể nhìn thấy cậu. Các sứ giả của tỉnh quốc chế nhạo đè bưu, còn lộ ra sát ý. Theo như bọn họ thấy, Diệp Lâm Quân cho dù không chết, cũng sẽ không đến diễn đàn trên đỉnh chính này. Tuyệt đối không có khả năng đó. Diệp Lâm Quân do Long Kỳ của Lạc Việt, nhìn về phía xa, mỉm cười nói, không lâu sau, các người sẽ nhìn thấy lá cỏ của Lạc Việt phất ở nơi cao nhất. Hửm! Mọi người sửng sốt trong giây lát, rồi phá lên cười. Ngay cả người còn đi không nổi, còn muốn cắm cỏ ở nơi cao nhất à? Các sứ giả tỉnh quốc rời đi trước. Bọn họ còn thông báo với Tiền Phương. Người Lạc Việt không giống chúng ta, bọn họ xem lá cờ rách nát đó còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình. Đợi khi giết được Nhất Phú Kiên Vương, thì sẽ hủy hoại Long Kỳ của Lạc Việt không siêu người Lạc Việt còn xem mấy thứ đó quan trọng hơn cả sinh mạng của mình, ví dụ như lá cờ trong tay Diệp Lâm Quân.
Đây là vinh quang của Lạc Việt và cũng là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Bất luận thể nào, lá cờ cũng phải được dương cao. Diệp Lâm Quân giơ cao long kỳ của Lạc Việt, hít một hơi thật sâu, đi thẳng về phía núi Cửu Long. Một mình xông vào Long Đàm huyệt hổ, nhưng sau lưng anh có Lạc Việt. Có niềm tin của dân tộc. Có sự mong đợi của ba mẹ, vợ và con gái. Những thứ này sẽ bảo vệ anh. Khi Diệp Lâm Quân đến tỉnh quốc, ánh mắt của cả thế giới đều tập trung tại chỗ này. Đặc biệt phía Lạc Việt càng lo lắng. Mọi người đều quan tâm đến chuyện này. Người dân Lạc Việt thậm chí còn gác lại mọi thứ trong tay, chờ đợi kết quả. Lạc Việt nhất định phải thắng. Long Kỳ nhất định phải tung bay trên đỉnh núi Cửu Long. Nhất định đừng để chúng ta thất vọng. Đây chính là sự đoàn kết của một nước lớn. Hai nhà Lý, Trịnh hôm nay không có nhiệm vụ gì để làm, chỉ lặng lẽ chờ đợi tin tức. Đó chính là mệnh lệnh của Hoàng Mạnh Hùng. Sử dụng toàn bộ tài nguyên, thăm dò tin tức từ tỉnh quốc truyền đến. Bọn họ phải cầu nguyện cho Nhất Tự Kiên Vương phải chiến thắng. Ông Hùng, yên tâm đi, hôm nay chúng ta nhất định sẽ thắng. Mấy người Lý Hồng Thắng siết chặt tay hô lên. Những người này tuy rằng không ra gì, nhưng vào lúc này, tự nhiên hy vọng Lạc Việt sẽ thắng. Hơn nữa, Nhất Phú Kiên Vương còn là chỗ dựa của môn phiệt Tây, Đường, cũng giống như chỗ dựa của bọn họ. Nhìn thử đi, đây chính là khác biệt. Nhất Phú Kiên Vương vì vinh quang của Lạc Việt mà một thân một mình tiến thẳng đến Tinh Quốc. Đúng, nghe nói núi Cửu Long mai phục hơn 100.000 cao thủ, đợi giết Nhất Phú Kiên Vương, nhưng ngài ấy vẫn không sợ. Nhìn xem Diệp Lâm Quân, hay là chiến thần Côn Luân. Vì bảo vệ cái mạng chó của hắn mà quyết tâm bán đứng Lạc Việt, giao ra tế dược. Khoảng cách quá lớn, Nhất Phú Kiên Vương mới là trọng thần của đất nước, còn tên kia chẳng là cái thá gì. Mọi người bắt đầu so sánh Diệp Lâm Quân và Nhất Phú Kiên Vương, đúng đấy, đều là đi ra hải ngoại, rời khỏi Lạc Việt, sao lại có khác biệt lớn thế nhỉ? Ngô Thị Lan phàn nàn. Hửm, Lý Tử Nhiệm sửng sốt. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Hai người này đi ra nước ngoài cùng một lúc sao? Lễ nào? Một suy nghĩ hoang đường nhưng có phần đáng sợ xuất hiện trong đầu Lý Tử Nhiệm khiến cô bất giác run lên. Lễ nào Diệp Lâm Quân chính là Nhất Phú Kiên Vương? Không, điều này là không thể. Cho dù thân thể Diệp Lâm Quân đã hồi phục lại đỉnh phong trước đây, cho dù anh là chiến thần Côn Luân. Nhưng cũng có khác biệt quá lớn với Nhất Phú Kiên Vương. Nói thế nào đi nữa, Diệp Lâm Quân là người phàm, nhưng Nhất Phú Kiên Vương lại tồn tại như một vị thần. Hừ, ba chính là Nhất Phú Kiên Vương, ba nhất định sẽ trở về, vòng quân đợi ba. Bé Quân hung hăng trừng mắt nhìn mọi người. Hai tay chắp lại giống như đang cầu nguyện. Bây giờ bé Quân nói Diệp Lâm Quân là Nhất Phú Kiên Vương, Lý Tử Nhiệm không nói gì nữa. Có lẽ, trong lòng mỗi đứa trẻ đều mong ba nó chính là Nhất Phú Kiên Vương. Phong Quân, đừng lo, ba sẽ trở về mà, Lý Tử Nhiệm an ủi. Con tin ba sẽ về. Ha ha, ba của mày mà còn muốn so sánh với Nhất Phú Kiên Vương sao? Hắn ta chỉ là phản đồ, chính là tên bán nước. Đúng, không sai. Đem hắn đi so với Nhất Phú Kiên Vương, chính là nỗi nhục của ngài ấy. Lý Hồng Thắng và Trương Phúc Long vô cùng kích động, hét vào mặt Phong Quân. Bốp, bốp, đột nhiên Hoàng An Nhiên đi đến, tát vào mặt bọn họ hai cái. Sau này tôi không muốn nghe mấy người nói những lời như thế với con nít nước. Đối mặt với Hoàng An Nhiên đầy sát khí, hai người lập tức gật đầu xin lỗi. Cho dù như thế, nhưng trong lòng mọi người đều đem hai người này ra so sánh. Đây chính là hai thái cực, Diệp Lâm Quân chính là ở dưới đáy. Hoàng An Nhiên đã hoàn thành xong mọi chuyện đến trước mặt Hoàng đế Tây Đường. Ông nội, bây giờ cháu cảm thấy không có người con gái nào xứng với ngài ấy. Trong lúc ngài ấy đang gặp khó khăn nguy hiểm nhất, không giúp đỡ được cho ngài ấy, đều không xứng với ngài ấy. Hoàng An Nhiên rõ ràng là đang nói Lý Tử Nhiệm. Cô ta thậm chí còn có chút khen tị, cho rằng Lý Tử Nhiệm có tài đức gì mà khiến Diệp Lâm Quân như thế. Hoàng Mạnh Hùng thân sắc có chút phức tạp nhìn cô ta, kẻ bất lực nhất chính là tôi đã không thể giúp gì được cho ngài ấy, cho dù là một hai loại vũ khí cũng được, nhưng đáng tiếc lại không có. Nhìn thấy Hoàng Mạnh Hùng ưu sầu như vậy, mọi người cũng đều cảm thấy phiền muộn theo. Mọi người muốn giúp Diệp Lâm Quân một tay, cho dù là chỉ góp một chút sức thôi cũng được. Nhưng không có cơ hội. Một mình anh bị cô lập không có viện trợ. Lúc này,
Diệp Lâm Quân ở Tinh Quốc giơ cao ngọn cờ của Lạc Việt từng bước đi vào vòng mai phục mà ai ai cũng đều biết, tuy có trăm ngàn người, nhưng ta sợ gì chứ? Diệp Lâm Quân chế nhạo. Sau khi đi được hơn nghìn mét, Diệp Lâm Quân chính thức tiến vào vòng vây. Hàng nghìn đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Thủ lĩnh của Liên minh báo thù và Hoàng tử Vincent nước Chiến Ưng đích thân giám sát trận chiến. Hai người cũng đang âm thầm quan sát. Hoàng tử Vincent vừa rồi đã thống kê được nhân số, cao thủ được sắp xếp tới đây giết nhất Phú Kiên Vương tổng cộng có 117 vạn người. Lần này, cho dù hắn ta có thông thiên đi nữa cũng không thể tránh khỏi cái chết. Tôi tin rằng, hắn ta còn có thể đánh bại hàng vạn cao thủ không chừng. Truyền lệnh của ta, các bộ đều hành động. Tốt nhất là giết được nhất Phú Kiên Vương ngay tại đây. Không giết được, cũng phải khiến hắn không thể tiến lên một bước. Long Kỳ Lạc Việt hắn đang cầm cũng phải phá hủy. Ta muốn giết hắn chết ở ngay trước mặt Lạc Việt, đả kích nguyên khí của Lạc Việt. Diệp Lâm Quân đương nhiên cũng cảm thấy đối phương sắp hành động. Khi anh bước vào vòng vây, có nghĩa là anh không thể rút lui được nữa. Trừ khi phải giết một phen. Giết! Đột nhiên âm thanh giết chóc rung chuyển cả bầu trời, vô số cao thủ xuất hiện. Nhìn thấy các cao thủ xuất hiện, khóe miệng Diệp Lâm Quân nhếch lên một đường cong. Thật ra thì sau khi biến hình ta cũng không biết mình mạnh đến mức nào. Đúng lúc lấy các người ra chứng minh thử, hy vọng ta sẽ không chết, hy vọng ta đủ mạnh đến nổi khiến các người khiếp sọt nhìn về phía sân đã bạt ngàn, kẻ địch xuất hiện như sóng trào. Diệp Lâm Quân không chút do dự vác theo đại kỳ giết tới. Hoàng tử Vincent của nước Chiến Ứng đứng ở ngọn núi phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, lắc đầu nói, ta không hiểu sao hắn ta lại đến. Cho dù ta đã nghĩ đến Lạc Việt chắc chắn sẽ cho người đến, nhưng ta không hiểu điểm này. Câu nói xem. Anh ta nhìn Hắc Long cười nói, đây chính là tẩy não. Từ nhỏ đã bị thấm nhuần một số tư tưởng, cái gì mà phấn đấu vì Lạc Việt, cái gì mà hy sinh vì Lạc Việt. Kỳ thực, đám người này cuối cùng cũng chẳng khác gì một cỗ máy mà thôi. Mặc dù Hắc Long đến từ Lạc Việt, nhưng ông ta mãi mãi cũng không hiểu được sứ mệnh và niềm vinh quang của dân tộc. Đó cũng chính là lý do tại sao ông ta lại phản bội Lạc Việt. Ha ha, một lũ ngốc. Hoàng tử Vincent bật cười. Theo bọn họ thấy, Lạc Việt có thể không phái người ra, chẳng phải là danh dự sao? Nó đáng giá bao nhiêu chứ? Đây là điểm khác biệt giữa người Lạc Việt và bọn họ. Mọi thứ liên quan đến danh tiếng của Lạc Việt. Tin rằng mỗi con dân Lạc Việt yêu nước đều nguyện sẵn sàng lấy tính mạng ra để bảo vệ. Lạc Việt trước giờ không có lúc nào cảm thấy sợ hãi, càng không có kẻ lâm trận rút lui. Chiêu này chỉ có thể sử dụng được cho Lạc Việt, với thế lực các nước khác thì đều vô dụng. Hắc Long quan sát những biến đổi trên trận chiến. Tôi là muốn xem nhất Phú Kiên Vương rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng bị tiêu diệt. Hắc Long rất tự tin trong trận chiến này. Trò chơi do chính tay ông ta bố trí. Hơn trăm vạn cao thủ đã tụ tập đầy đủ. Hơn trăm vạn. Đúng là con số không thể nào tưởng tượng được. Cho dù những người này là người bình thường tay không tấc sắt, bảo anh giết, dự chắc rằng cũng vì giết mà mệt chết. Thời gian nói không chừng phải tới mấy chục ngày. Đao kiếm gãy cũng khá nhiều. Nhưng họ đâu thể nào đứng yên để cho anh giết. Thay vào đó, họ đến để giết anh. Chưa kể những người này không thiếu cao thủ, còn có rất nhiều chiến sĩ siêu cấp. Cho dù anh có mạnh đến cỡ nào, hơn trăm vạn người sẽ khiến tinh thần và thể lực của anh cạn kiệt. Nhưng Hắc Long không muốn anh vì cạn sức mà chết, mà muốn trực tiếp giết chết anh. Cho, nên trong trận chiến này, ông ta đã tụ tập tất cả các cường giả cấp chiến thần và cấp tông sư của các tổ chức có thế lực lớn. Ông ta liên hợp với đảo Đông Ca và Tinh Quốc mời hết toàn bộ các cường giả cấp tông sư đang ẩn thế xuống núi. Trước đây, cường giả cấp tông sư đều là những ẩn giả, căn bản không thể nhìn thấy họ được. Nhưng lần này để giết Diệp Lâm Quân, mà phải tốn một cái ra không thể nào tưởng tượng được, mời hết tất cả cao thủ xuống núi. Trước mắt cường giả cấp tông sư có khoảng 538 người. Cường giả cấp thần có hơn 1 vạn người. Cường giả cấp vương có hơn 10 vạn người. Những người khác cũng đều là cao thủ nhất đẳng, vì để đánh cho Lạc Việt một cú đau đớn, các thế lực này đã rút ra hết toàn bộ tài nguyên và nguồn lực. Nhất định phải thành công. Không thể có bất cứ thất bại nào. Mọi người cũng đều hiểu, với thế trận này, sao có thể thất bại được.
Diệp Lâm Quân đã bước vào một trò chơi sinh tử không lối thoát. Trong vòng 6 tiếng, bị hơn trăm vạn cao thủ truy sát, không chết thì thôi, còn muốn lên tới đỉnh chính, cắm đại kỳ của Lạc Việt ở nơi cao nhất, là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Vệ binh Viêm Long của Lạc Việt và những người khác cũng hiểu rõ điều này. Vừa mới phong vương tuyệt đỉnh, lại sắp vẫn lạc rồi. Mưu kế này của liên minh báo thù đúng là hoàn mỹ, trực tiếp chiếu tướng Lạc Việt. Một người chống lại 1 triệu quân, không ai có thể chịu đựng được. Nhưng mọi người vẫn ôm hy vọng, vì vậy, mọi người luôn chú ý đến mọi diễn biến phía trước. Dưới chân núi Cửu Long, Diệp Lâm Quân bị bao quanh bởi vô số cao thủ. 3 tầng bên trong và 3 tầng bên ngoài. Số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chiến thuật biển người. Giết mấy người bọn họ ai nấy cũng giống như kẻ điên, vừa nhìn thấy Diệp Lâm Quân hai mắt lập tức đỏ ngầu. Dường như tất cả đều có một mối hận thù không đội trời chung với anh. Không tiếc trả giá bằng mạng sống của bản thân chỉ vì muốn giết được Diệp Lâm Quân. Cảnh tượng trước mắt cũng kích thích Diệp Lâm Quân vô cùng. Tinh thần chiến đấu của anh đang hừng hực. Cả người hưng phấn, thoáng cái. Giết Diệp Lâm Quân dương cao long kỳ Lạc Việt lao vào trận chiến. Xoẹt, 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 nắm đấm sắt của Diệp Lâm Quân đã biến thành vũ khí bất khả chiến bại. Bất cứ nơi nào anh đi qua, đều có máu đổ, đều có người ngã xuống. Chỉ cần còn một hơi thở, thì dưới chân của Diệp Lâm Quân đã chất đầy người, ai nấy cũng kêu gào thảm thiết. Ít nhất cũng đã lên đến 100 người rồi. Thế nhưng Diệp Lâm Quân lại không tiến thêm một bước nào. Bởi vì lực lượng của đối phương quá đông. Có một người ngã xuống, thì sẽ nhào tới 3-4 người ngay lập tức. Họ kiên quyết ngăn Diệp Lâm Quân lại, không cho anh tiến về phía trước. Nếu muốn tiến về phía trước, thì phải bước qua xác những người ở đây. Ha ha ha, đây chính là chỗ có lợi khi sử dụng nhiều người. Chiến lực của hắn có nghịch thiên thì thế nào? Chẳng phải vẫn bị tiêu hao sức lực cho đến chết sao? Những người đứng xem từ xa mỉm cười. Chiến trường đần đần nóng lên, hàng ngàn người đã ngã xuống. Nhưng Diệp Lâm Quân vẫn không tiến thêm một bước. Anh tức giận rồi, khai, anh hô lên một tiếng. Am, đột nhiên có một sức mạnh khủng khiếp bùng nổ giống như đang phá núi ngăn sông. A, à, âm, với sức mạnh kinh khủng này, hàng trăm người trước mặt đều bị nổ tung. Diệp Lâm Quân đã mở ra một lỗ hổng. Cộp cộp cộp. Anh bước nhanh như bay, sải chân hàng trăm mét chỉ trong tích tắc. Hửm. Mấy người hoàng tử Vincent và Hắc Long đều kinh ngạc. Tất cả đều đứng dậy. Theo ước tính của họ, Diệp Lâm Quân sẽ không bao giờ tiến thêm nửa phân. Lúc này, tất cả cao thủ cũng đều sững sờ. Bất thình lình lại để cho Diệp Lâm Quân tiến xa đến vậy. Mau ngăn hắn lại, ngăn hắn. Từng người một. Như những con dã thú điên cuồng, tất cả đều lao về phía Diệp Lâm Quân. Khêu! Nắm đấm của Diệp Lâm Quân tràn đầy năng lượng. Một cú đấm tung ra, có sức mạnh như ma thần. Những người xung quanh đều bị sức mạnh này đánh bay. Diệp Lâm Quân tiếp tục đi về phía trước, bước chân chưa từng dừng lại. Phàm có người nào tiến đến, toàn bộ đều bị đánh bay ra. Lại thêm 100 mét. Mạnh lắm! Lạc Việt sẽ thắng. Những thám tử theo dõi chiến trận đã gửi hình ảnh thời gian thực về cho Lạc Việt. Sau khi người dân Lạc Việt nhìn thấy nó, tất cả mọi người đều hoan hô. Cho dù số lượng kẻ địch rất nhiều, nhưng lại không thể tiếp cận anh, ngay cả một góc áo của Diệp Lâm Quân chúng cũng không chạm vào. Được. Sức mạnh của Diệp Lâm Quân tỏa ra bao. Quanh bảo vệ cơ thể, giúp anh tạo thành một không gian nhỏ, để anh tiếp tục tiến về phía trước. Đại quân liên hợp căn bản không ngăn cản được anh. Sắc cờ đỏ chói của Lạc Việt tung bay phấp phới. Giống như đang kiêu hãnh mà đứng thẳng, không bao giờ chịu luồn cúi. Lại thêm 100 mét nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lâm Quân vậy mà đã tiến xa hàng nghìn mét. Đây là điều mà bọn người hoàng tử Vincent hoàn toàn không ngờ được. Nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhất Phú Kiên Vương còn mạnh hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Hắc Long đưa ra kết luận. Ánh mắt hoàng tử Vincent tỏ vẻ tức giận, nếu đúng như vậy, thì phá hủy Long Kỳ của Lạc Việt, ta xem hắn còn bảo vệ được không? Theo lệnh của hoàng tử Vincent, mọi người bắt đầu nhắm mục tiêu đến Long Kỳ của Lạc Việt. Lúc này, những tay súng bắn tỉa và cung thủ mai phục trong bóng tối bắt đầu hành động. Trên mũi tên còn bọc một chất dễ cháy.
chỉ cần chạm vào long kỳ, nó sẽ lập tức bốc cháy. Tay súng bắn tỉa thì không cần nói, mỗi súng một lỗ. Từng chút một muốn hủy hoại long kỳ. Diệp Lâm Quân đang tiến lên đột nhiên có thứ gì vang động bên tai, anh đột nhiên dừng lại. Vù vùi, vù vùi. Lúc này, vô số viên đạn và mũi tên từ tứ phía lao tới. Bắn xuyên từng kẻ thù trước mặt Diệp Lâm Quân. Máu bắn tung tóe, từng người lần lượt ngã xuống. Hóa ra cách bắn của họ chỉ là dự đoán. Tính theo tốc độ thẳng tiến của Diệp Lâm Quân. Do đó, Diệp Lâm Quân đột ngột dừng lại, phá vỡ dự đoán của họ. Dẫn đến những viên đạn này toàn bộ đều bắn trúng người của bọn họ. Trò vặt vãnh, Diệp Lâm Quân chế nhạo. Sau đó, tay súng bắn tỉa và cung thủ còn muốn nhắm vào Diệp Lâm Quân hay Long Kỳ của Lạc Việt là điều không thể nào nữa rồi. Một là, Diệp Lâm Quân bị bao vây bởi quá nhiều người, bọn chúng không có cơ hội. Hai là, Diệp Lâm Quân có thể né tránh. Muốn nhắm vào Long Kỳ Lạc Việt, không thể nào, Diệp Lâm Quân chế nhạo. Anh tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tiến lên phía trước. Đừng tấn công hắn, nghe theo lệnh tôi, dồn hết sức phá hoại Long Kỳ Lạc Việt. Khiến hắn chỉ lo ứng phó. Hậu phương truyền đến mệnh lệnh. Những người này như phát điên nhắm vào Long Kỳ Lạc Việt. Long Kỳ Lạc Việt lúc này giống như một gánh nặng, trói chặt lấy Diệp Lâm Quân. Người người đều muốn phá hủy Long Kỳ, điều này quả thực đã gây ra cho Diệp Lâm Quân rất nhiều rắc rối. Trong một khoảng thời gian, Diệp Lâm Quân không thể tiếp tục tiến lên nhìn thấy tác dụng thần kỳ của thủ thuật này, mọi người lại bắt đầu phì cười. Còn bên phía Lạc Việt thì như chết lặng. Ai, cho dù Nhất Phũ Kiên Vương có mạnh, tình hình này cũng sẽ bị tiêu hao sức lực mà chết. Phải chống cự, nhất định phải chống cự. Trận chiến này, Diệp Lâm Quân quả thật đang trong tình trạng giật gấu vá vai. Anh vẫn luôn bảo vệ Long Kỳ không hư hại, những dường như không thể nào tiến thêm được. Chỉ 6 tiến, thời gian quá ngắn. Không kịp rồi. Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Diệp Lâm Quân, vác trên lưng Long Kỳ cửa Lạc Việt. Anh muốn thay đổi chiến lược của mình, không thể cứ phòng thủ như thế này được nữa. Phòng thủ cuối cùng, chính là tiến công. Anh muốn tấn công. Ngay lập tức, một cú đấm sắt đánh tới. Anh vốn không sử dụng bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào. Chỉ dựa vào cú đấm sắt khiêm tốn này thôi. Cú đấm sắt giáng xuống, thần ma cũng phải khiếp sợ. Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Dưới sự tấn công kinh hoàng của Diệp Lâm Quân, không ai có thể đến gần Long Kỳ chứ đừng nói là hủy hoại nó. Sau khi Diệp Lâm Quân phản công, anh lại một lần nữa tiến xa thêm rất nhiều. Số người nằm dưới chân ít nhất cũng trên 1 vạn. Không gì sánh bằng, đúng là bất khả chiến bại. Nhưng điều quan trọng là không nhìn thấy Diệp Lâm Quân có biểu hiện mệt mỏi. Khêu! Diệp Lâm Quân vác trên lưng Long Kỳ của Lạc Việt, một đường đánh tới. Với tốc độ này, anh có cơ hội lên đến đỉnh núi Cửu Long trong 6 tiếng. Sắc mặt hoàng tử Vincent như phủ đầy sương lạnh. Chuyện gì thế này, nhiều người như thế mà cũng không cản được hắn. Anh ta hỏi Hắc Long. Không thể nào, chúng ta có nhiều người lắm mài. Hắc Long đột nhiên mỉm cười. Sức mạnh của chiến thuật biển người vẫn chưa được phát huy hết. Sau đây mới là chính thức bắt đầu. Không lâu sau Diệp Lâm Quân đã vượt qua quãng đường khoảng 2 cây số, đến được một nơi mà hai bên chỉ có vách núi treo leo, chỉ có một lối vào. Nhưng lối vào quá hẹp. Ở đây cũng được bố trí rất nhiều người, Diệp Lâm Quân không thể tiến sâu hơn. Không cần biết một cú đấm của Diệp Lâm Quân có uy lực mạnh đến mức nào. Cho dù là ngay cả một tòa nhà cũng có thể sụp đổ. Nhưng cú đấm này đánh vào đám người trước mặt anh, dù số lượng thương vong rất lớn, cơ mà đám người này không hề di chuyển. Con đường phía trước căn bản là không thể mở ra. Lối vào quá hẹp, đám đông chất đống ở đây, không có lối đi nào cả. Phía trước không có lối đi, phía sau càng lúc càng nhiều cao thủ đánh tới, muốn bao vây Diệp Lâm Quân ở đây. Hậu phương đã có hơn 10 vạn người vây tới, Nhất Phũ Kiên Vương cho dù không sợ chết, nhưng ít ra cũng không thể đến được núi Cửu Long, đối với Lạc Việt mà nói cũng là một thất bại. Hắc Long mỉm cười. Hoàng tử Vincent nâng ly rượu vang đỏ lên, nói, tiếp theo đây xem hắn từ từ mà hao cạn sức lực đến chết. Vào lúc này, 10 vạn cao thủ đã tập trung lại phía sau Diệp Lâm Quân. Tiền phương và hậu phương đều không lối thoát. Nếu muốn đến được núi Cửu Long,
trừ khi phải từ phía sau giết sạch 10 vạn người mở ra một huyết lộ, rồi tìm một con đường khác đi đến đỉnh núi Cửu Long. Nhưng như thế bất kể là thời gian hay là thứ khác đều cần phải tốn thêm rất nhiều. Và lối vào cực kỳ hẹp này là lối đi gần nhất. Á hai! Dầm! Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong đám người. Chỉ thấy Diệp Lâm Quân đột nhiên trèo lên vách đá bên phải, trèo lên rất nhanh. Đây là điều mà không ai nghĩ đến. Phía trước phía sau đều không có đường. Nhưng trên đầu thì có. Mau, ngăn cản hắn lại. Mọi người hô lên. Vô số cao thủ leo lên truy đuổi. Păng, păng, păng. Những tay súng bắn tỉa ở đằng xa bắt đầu kích sát Diệp Lâm Quân đang trèo trên vách đá. Hàng trăm tay súng bắn tỉa được bố trí cùng nhau nổ súng, đạn bay đan xen vào nhau tạo. Thành một màng lưới hỏa lực. Đây là điều không thể nào tưởng tượng được trên chiến trường. Nhưng tốc độ của Diệp Lâm Quân quá nhanh, đạn luôn đi sau anh một bước. Anh luôn có thể né tránh được. Vách đá hai bên không cao lắm, độ cao chỉ có 2.000 mét. Đối với Diệp Lâm Quân mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Không được, tuyệt đối không thể để hắn trèo lên. Người đâu, tiến hành hỏa lực phong tỏa ở phía trên, ép hắn xuống. Hắc Long vội vàng căn dặn, ngay sau đó, từng khẩu đại bác xuất hiện ở phía trên. Trực tiếp bắn phá về phía Diệp Lâm Quân. Chẳng bao lâu nữa, vách đá này sẽ bị nổ tan tành, cắt đứt đường tiến của Diệp Lâm Quân. Nhưng mắt Diệp Lâm Quân đột nhiên lóe sáng. Anh bỗng dưng không trèo lên trên nữa, mà nhảy về phía trước. Âm! Đột nhiên anh từ vách đá nhảy về phía trước. Những người bảo vệ lối vào ngẩng đầu lên và nhìn Diệp Lâm Quân nhảy qua đầu họ. Bịch! Cuối cùng, Diệp Lâm Quân rơi xuống đất. Một làn sóng xung kích được hình thành tràn ra tứ phía. Mấy trăm người xung quanh đều bị nổ bay đi. Cái gì, hắn ta vào rồi. Từ đỉnh đầu đi vào sao? Nhìn thấy Diệp Lâm Quân từ trên đỉnh đầu bay tới, ánh mắt của mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Giết, giết hắn cho ta. Bằng mọi giá cũng phải giết hắn cho ta. Hoàng tử Vincent như phát điên. Diệp Lâm Quân hết lần này đến lần khác phá được kế hoạch của anh ta, khiến An Ly ta vô cùng tức giận. Cộp cộp cộp. Dù Diệp Lâm Quân đã vào lối vào, nhưng rắc rối vẫn còn, đội quân hàng triệu người vẫn ở đó. Nhìn thời gian đã nửa giờ trôi qua. Vẫn còn một chặng đường dài để đi đến đỉnh núi Cửu Long. Nếu tiếp tục như vậy, căn bản không thể đến được nó chỉ trong 6 tiếng. Phù, Diệp Lâm Quân hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc tăng tốc, anh tự lẩm bẩm. Xoẹt, anh nhẹ nhàng rút Viêm Long kiếm ra. Vùi, đột nhiên. Ánh sáng vàng chói trên thân kiếm khiến tất cả mọi người không thể mở mắt. Các người không cản ta được đâu, Diệp Lâm Quân phớt lờ mọi người. Không biết thanh kiếm này dùng chất liệu gì rèn thành, vừa rút ra, hơi lạnh lan tỏa khắp bầu trời. Mọi người đều cảm thấy như có một luồng sát khí xâm nhập vào cơ thể, khiến da đầu tê dại. Trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt, Diệp Lâm Quân nhẹ nhàng vuốt ve Viêm Long kiếm. Mình nghĩ thông rồi, biện pháp tốt nhất chính là đánh bại tất cả những người này. Diệp Lâm Quân chỉ kiếm lên trời, nói. Những cách khác đều vô dụng, đối phương sớm đã thiết kế xong mọi thứ. Vấn đề là có quá nhiều người. Cậu thật không sợ chết sao? Mau đầu hàng, ra Long Kỳ ra đây, thì cậu không cần chết. Vì người khác có đáng không? Vì những thứ vô nghĩa mà hy sinh sao? Cậu cũng biết bản thân không thể sống sót mài hà tất gì chứ? Mau đầu hàng đi, ngay cả chiến thần Côn Luân Diệp Lâm Quân trước đây của các người cũng phản bội lại Lạc Việt, cậu cũng có thể mà. Mọi người trước mặt đều cố gắng thuyết phục Diệp Lâm Quân khiến anh đầu hàng. Diệp Lâm Quân mỉm cười, hai chữ đầu hàng không có trong từ điển của tôi, cũng sẽ không xuất hiện trong từ điển của Diệp Lâm Quân. Thế cậu chính là muốn tìm cái chết, nhìn thấy cảnh này, hầu như tất cả mọi người ở Lạc Việt đều rơi lệ. Thân ảnh cô độc đó đang chống đỡ cho cả một dân tộc. Anh là con trai của ai chứ? Là chồng của ai? Hay là nói là cha của ai? Anh không phải là thân thánh gì đó. Anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Giết, Diệp Lâm Quân nén bình tĩnh, không chút do dự xông giết kẻ địch. Lần này Diệp Lâm Quân là muốn đại khai sát giới. Trước đây anh có quá nhiều điều suy nghĩ, đồng thời lúc chiến đấu cũng luôn nghĩ làm sao thoát khỏi đám người này đến được đỉnh núi Cửu Long. Bây giờ phát hiện ra cách tốt nhất để thoát khỏi chính là đánh bại đám người này.
có sức mạnh của Viêm Long kiếm trợ giúp, thì không còn sợ gì nữa. Anh lao vào đám đông, đánh phải giết trái. Giống như một hung thần đến từ địa ngục. Anh đại diện cho thần chết đến đòi mạng. Dưới uy lực của Viêm Long kiếm, không ai có thể đứng vững. Một kiếm vang dội khắp 14 châu. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Dưới sự xung phong liều chết của Diệp Lâm Quân. Chẳng bao lâu cả dãy núi này đều máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đâu đâu cũng là xác người nằm. Ngoài bầu trời xanh ngắt, thì đâu đâu cũng là một màu máu đỏ. Diệp Lâm Quân càng chiến càng hăng, giết đến hai mắt đỏ ngầu. Giết đến mức cả kẻ điên cũng sợ. Anh quá mạnh. Nhìn Diệp Lâm Quân giống như một hung thần, không ít người sợ hãi lùi lại. Họ không dám tiến tới. Biết điều thì tránh ra, ta sẽ không làm hại các người. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Lúc những kẻ thù còn lại trong dãy núi đều lần lượt rút lui cái gì? Dám rút lui, dám chạy trốn, giết, đều giết hết cho ta. Hoàng tử Vincent thấy thế liền tức giận quát lên. Phụt, phụt, nhóm người này vừa chạy thoát được nửa đường thì đều bị các cao thủ xông lên phía sau bắn chết. Cảnh cáo mọi người, ai muốn chạy trốn thì đều có kết cục như vậy. Cũng muốn nói cho mọi người biết, hắn không phải là bất khả chiến bại. Hắn cũng có điểm yếu, hắn cũng là người bình thường. Hoàng tử Vincent hét lên, Diệp Lâm Quân một hơi đánh gục hàng vạn người. Trong sơn cốc đều là tiếng la hét thảm thiết. Đi đến mức này, đúng là vượt quá dự đoán của nhiều người. Vừa nấy địa thế vẫn chưa mở ra, nhưng ít nhất cũng có hơn 20 vạn người thảm chiến, vậy mà vẫn không ngăn cản được Diệp Lâm Quân. Tiếp tục đi. Diệp Lâm Quân bước ra khỏi sơn cốc và từng bước tiến về phía trước. Tiếp tục chiến thuật biển người. Địa hình có thể triển khai bao nhiêu người thì đưa vào bao nhiêu người. Hắc Long đã ra lệnh. Khu vực này lại đông nghịt người. Tất cả đều lao vào giết Diệp Lâm Quân. Ta đã nói, các người không thể ngăn cản tét. Diệp Lâm Quân dường như không có điều chỉnh gì, lần nữa nhấc kiếm giết chết mấy người đó. Diệp Lâm Quân cùng nhau chiến đấu với hơn 10 vạn người. Giết đến mức cả đất trời nhuốm màu máu đỏ. Bạch Y cũng nhuốm máu. Nhưng long kỳ của Lạc Việt vẫn cứ tung bay Viêm Long kiếm trong tay anh không đọng lại một giọt máu, vẫn cứ tỏa sáng rực rỡ. Nhưng Diệp Lâm Quân đã không còn giống như khi nãy. Anh trong bộ quần áo trắng rách dưới, trông rất thảm hại. Toàn thân đầy máu, không biết là của người khác hay là của chính anh. Keng keng ngồ. Diệp Lâm Quân cắm kiếm xuống đất. Anh không phải thần thánh. Anh cũng là người bình thường ha ha, nhìn thấy chữa, hắn mệt rồi. Nhất Phú Kiên Vương cũng là người, hắn cũng biết mệt, cũng sẽ chết. Nhanh lên, tấn công hắn cho ta, hắn sắp không chống cự nổi rồi. Hoàng tử Vincent hét lên. Dáng vẻ mệt mỏi của Diệp Lâm Quân bị mọi người nhìn thấy. Điều đó mang lại cho bọn chúng một niềm tin rất lớn. Diệp Lâm Quân mà bọn họ đối diện trước đây căn bản là đánh không chết. Trông anh giống như một cỗ máy chiến tranh vậy. Nhưng bây giờ anh biết mệt rồi, chính là một nguồn tin tuyệt vời nhất. Giết! Hơn 10 vạn người lại xông lên giết Diệp Lâm Quân. Không cho anh có bất cứ cơ hội nghỉ ngơi nào một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Với chiến thuật biển người này, Diệp Lâm Quân đã chống cự một được một thời gian khá lâu. Khắp nơi trên núi Cửu Long đều là xác chết, đâu đâu cũng đều nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết. Máu nhuộm đỏ cả núi Cửu Long. Đúng lúc này, Diệp Lâm Quân đã đến được trước núi Cửu Long. Xem ra đã hoàn thành được nửa hành trình rồi. Đỉnh núi Cửu Long đang gần trong tầm tay. Diệp Lâm Quân nửa quỳ trên mặt đất, một tay cầm Viêm Long kiếm, trên lưng mang theo Long Kỳ Lạc Việt khóe miệng không ngừng chảy máu. Đó chính là máu của anh. Đối phương còn rất nhiều người, tiêu hao quá nhiều sức lực của anh. Ba tiếng trôi qua. Anh ít nhất cũng đã tiêu diệt được 5-10 vạn cao thủ. Đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. Không thể tin được. Đúng là không thể tin được. 60 vạn cao thủ cũng không thể ngăn chặn một mình anh. Nước chiến ưng ta mà có những kẻ ăn hại như thế này, ta nằm mơ chắc cũng cười chết mất. Hoàng tử Vincent nhìn cảnh tượng trước mắt, anh ta hoàn toàn kinh ngạc. Trận chiến này là trận chiến thành danh của Nhất Phú Kiên Vương, cũng chính là trận chiến phong thần của anh. Vốn dĩ trong Lạc Việt có người không phục đột nhiên từ đâu chui ra một Nhất Phú Kiên Vương. Nhưng trong trận chiến hôm nay, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Mấy người Trần Hữu Đạo càng biết bản thân khác biệt quá lớn với anh.
Lúc này, Diệp Lâm Quân đã tiêu hao quá nhiều sức lực, bị thương cũng không ít. Mọi thứ đang tiến đến giới hạn của anh. Nếu là anh của trước đây, sớm đã chết từ lâu rồi, không thể sống được đến bây giờ. Sau một hồi thở dốc, Diệp Lâm Quân ngẩng cao đầu hét lên, như vậy sao? Vẫn còn sao? Ngay lập tức, anh tiếp tục lên đường. Hắc Long ở phía xa chợt nở nụ cười, bây giờ 60 vạn người đang lần lượt tiêu hao sức lực của hắn, hắn đã đến cực hạn rồi. Bây giờ ta sẽ phái sát thủ thật sự ra chiến đấu rồi. Hoàng tử Vincent nhìn ông và hỏi, đó có phải là cường giả cấp tông sư và cường giả cấp thần không? Đúng vậy, bọn họ vẫn còn chưa ra tay mà, chính là đang đợi thời khắc này. Hắc Long mỉm cười. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Trước tiên tiến hành chiến thuật biển người, khiến Diệp Lâm Quân tiêu hao một lượng lớn sức lực. Cuối cùng để cao thủ đẳng cấp nhất ra trận, thu gọn một mẻ. Trước mắt xem ra đã đạt được hiệu quả rồi. Chiến thuật biển người đã phát huy tác dụng. Diệp Lâm Quân đi mãi cảm thấy rất kỳ lạ. Phía trước không có một ai. Chuyện gì thế này? Một lát sau, một luồng khí tức cuồng bạo dâng lên. Hàng trăm người nhảy ra trước mặt anh, phía sau cũng có hàng vạn người đuổi tới. Dựa vào luồng khí tức này phán đoán mấy trăm người, phía trước này đều là cường giả cấp tông sư, phía sau còn là cường giả cấp thần. Đây mới là đội hình, Chu Vương, mạnh nhất. Diệp Lâm Quân cũng rất kinh ngạc. Sao lại có nhiều cường gia cấp tông sư và thân cấp đến đây cùng một lúc như thế? Trận chiến này chẳng phải quá nghịch thiên sao? Đây mới chính là cấp tông sư và cấp thần. Vì muốn giết chúng tôi mà các người phải phí nhiều tâm sức thế sao? Diệp Lâm Quân mỉm cười. Những thứ khác thì anh không biết, nhưng dự chắc đây chính là những cường giả cấp thần và cấp tông sư của Châu Đông Phương do Liên Quân báo thù mời đến. Quan trọng là các cao thủ này đều xuất hiện trong lúc sức lực anh bị tiêu hao rất nghiêm trọng. Chính là muốn giết chết anh một cách nhanh gọn, Liên Minh báo thù quả nhiên rất giỏi mấy kế hoạch thâm độc này. Người dân Lạc Việt nhìn thấy cảnh này đều rất lo lắng, đây chính là thời khắc gian nan nhất của Nhất Vũ Kiên Vương. Hàng trăm cao thủ cấp tông sư cùng nhau ra tay ngay trong lúc Diệp Lâm Quân bị thương nghiêm trọng là điều không thể tưởng tượng được. Chống cự, nhất định phải chống cự, Lạc Việt không thể ngã xuống, ngài cũng không thể ngã xuống. Nhất định phải luôn giữ vững Long Kỳ được tung bay. Mọi người nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe. Mấy trăm cao thủ tông sư đều nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân, giống như nhìn thấy một con thú săn đang chờ chết. Cậu đã thành ra thế này rồi, còn muốn tiếp tục sao? Đầu hàng đi, chúng tôi sẽ tha chết cho cậu. Không chỉ như thế, với sức mạnh của cậu, không chừng sẽ có bao nhiêu quốc gia chiêu mộ. Những gì cậu có được biết đâu sẽ vượt xa hơn cả thứ mà Lạc Việt cho cậu. Hãy nghe chúng tôi đầu hàng đi. Giao Long Kỳ ra đây. Một nhóm cường giả cấp tông sư khuyên nhủ. Sức mạnh của người dẫn đầu đám người cấp tông sư đó còn cao hơn cả Hoàng Hải Bắc. Hắn ta cười nhạo, bây giờ cậu đã chứng minh được sức mạnh của mình với toàn thế giới rồi, dừng lại đi. Hơn nữa, Lạc Việt thì có gì mà tốt chứ? Chỉ cần cậu muốn, Hoàng tử Vincent có thể cho cậu cả lãnh thổ đảo Đông Ca, thậm chí cho cậu cả một quốc gia để quản lý. Không tốt sao? Cậu mạnh như thế hà tất phải quỳ gối trước người khác? Đám người Lạc Việt đó đáng để cho cậu bảo vệ sao? Diệp Lâm Quân mỉm cười, nói, bảo ta quỳ là chuyện không thể nào. Cùng lên hết đi. Cho ta xem thử bản lĩnh của các người. Phụt. Nói rồi, Diệp Lâm Quân đột nhiên phập ra máu tươi. Anh đã bị thương nặng lắm rồi. Ha ha ha, chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Mọi người đều cười nhạo, nói. Cùng lên hết đi. Đừng làm trễ nãi thời gian của ta. Vậy là do cậu tự tìm đường chết. Tên thủ lĩnh cấp tông sư một mình xông lên. Kỹ năng chiến đấu bá đạo giống như một ngọn núi đang đè xuống. Bịch. Diệp Lâm Quân một kiếm chặn đứng. Ầm ầm. Hai chân anh không ngừng tách ra, lún sâu vào trong đất. Giết. Một cường giả tông sư khác lao tới. Chỉ với một cú đấm cũng đủ khiến đất núi rung chuyển. Hai chân của Diệp Lâm Quân lại lún sâu thêm mấy phần. Lại có thêm một cường giả tông sư mấy trăm tuổi xông tới giết Diệp Lâm Quân. Một người rồi lại một người. Hàng trăm cao thủ tông sư cùng nhau ra tay. Một cảnh tượng khó mà tả nổi. Đây chắc chắn là ẩn đầu tiên trong vòng trăm năm nay. Bọn họ ra tay làm chấn động khắp nơi, đúng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
hàng vạn cường giả cấp thần phía sau cũng không cần ra tay nữa. Xem mấy trăm tông sư biểu diễn là được rồi. Đến đây, Diệp Lâm Quân gầm lên. Hàng trăm tông sư cùng đánh ra kỹ năng chiến đấu vô cùng mạnh, uy lực không gì sánh nổi. Giống như có một ngọn núi Thái Sơn đang muốn đè bẹp Diệp Lâm Quân vậy. Cuối cùng, hai chân của Diệp Lâm Quân không thể chống đỡ nổi sức mạnh khủng khiếp như vậy, rốt cuộc cũng bỏ cuộc. Cảnh tượng giống như san bằng cả một ngọn núi. Diệp Lâm Quân bị gió cắt cuồn cuộn vùi ở phía bên dưới. Sức mạnh làm nổ ra một cái hố sâu không thấy đáy, Diệp Lâm Quân rơi vào trong đó, sống chết chưa rõ. Đừng, đừng chết, nhất định phải sống đấy. Lo lắng, vô cùng to lắng. Trái tim của những người dân Lạc Việt như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Còn kẻ địch thì hoan hô ăn mừng. Đây chính là lần thiệt hại nghiêm trọng nhất của Diệp Lâm Quân. Xóa sổ một cường giả như thế, trong lòng tôi cũng thấy đáng tiếc. Vị tông sư nào đó cảm thán. Ông ta vẫn luôn muốn Diệp Lâm Quân đầu hàng. Dẫu sao, cường giả cũng thương tiếc cho cường giả. Diệp Lâm Quân là một sự tồn tại rất đáng sợ, nếu như đi theo nước chiến ưng, chắc chắn là như hổ mọc thêm cánh. Nhưng chỉ một lát sau, nụ cười trên gương mặt ông ta cũng biến mất. Bởi vì giống như có một cổ khí lạnh lẽo đang len lỏi vào cơ thể ông ta. Ông ta cảm thấy sống lưng lạnh toát, giống như có thứ gì đó đâm vào cơ thể. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, thì nhìn thấy một thanh kiếm đâm xuyên qua người mình. Thân kiếm vàng óng, không nhuốm máu tươi, mà thuận theo kiếm rơi xuống đất. Ông ta bị giết rồi. Nhất Phú Kiên Vương từ khi nào mà đã xuất hiện phía sau ông ta? Anh không phải đã bị nổ chết trong cái hố lớn đó rồi sao? Vừa nãy mọi người đều nhìn thấy mà. Bịch! Ông ta ngã xuống đất một cách yếu ớt. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đó đều cảm thấy kinh ngạc. Thế mà đã chết rồi sao? Nhìn thấy cảnh này, người dân Lạc Việt lại bắt đầu sôi sục. Ngài ấy vẫn còn sống, Lạc Việt vẫn còn hy vọng. Núi Cửu Long vẫn cuồn cuộn gió cát, dường như không thể thấy rõ mọi thứ. Diệp Lâm Quân đã bắt đầu. Phụt, phụt, anh cầm Viêm Long kiếm lao vào đám cao thủ tông sư. Đi đến đâu, thanh kiếm tỏa ra hào quang đến đó, máu cũng chảy không ngừng. Chỉ trong chốc lát, từng vị cường giả cấp tông sư đều bỏ mạng dưới kiếm của anh. Bỗng chốc đã gục ngã hơn trăm vị tông sư, khiến mọi người đều sững sờ. Những tông sư còn lại cũng bắt đầu phản ứng lại. Diệp Lâm Quân đã thành ra như thế này rồi mà vẫn còn sức chiến đấu mạnh như vậy sao? Giết! Không thể để hắn sống. Mấy đại tông sư không ngừng tiến công, không để Diệp Lâm Quân có cơ hội chạy thoát. Thế nhưng Diệp Lâm Quân hoàn toàn không chọn cách chạy thoát mà trực tiếp xông thẳng về phía lấy cứng trọi cứng. Trận chiến này đánh tới trời đất tối mù. Những âm thanh kinh thiên động địa vang lên không dứt. Toàn bộ cả núi Cửu Long như đang rung chuyển. Diệp Lâm Quân muốn lấy cứng trọi cứng với mấy trăm tông sư chỉ sợ là không thể chống cự nổi. Trên người bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết thương. Anh không phải thần, anh cũng là người. Tuy nhiên lần này đối đầu, đối phương cũng đã ngã xuống hơn trăm người. Những tôn sư còn lại cũng bị thương ít nhiều, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân. Anh được làm bằng sắt sao? Tiếp tục. Diệp Lâm Quân vuốt ve lá cờ của Lạc Việt, tiếp tục chiến đấu. Nhất định phải giết hắn, nếu không sau này không ai cản được Lạc Việt. Mọi người đều hô lên. Hơn 300 cường giả cấp tông sư giống như phát điên lao vào giết Diệp Lâm Quân. Hai bên chiến đấu đã vượt khỏi phạm vi tưởng tượng của người bình thường. Mức độ hủy hoại mà trận chiến này tạo thành không kém gì sự công phá của máy bay ném bom trong chiến tranh hiện đại. Đó chính là sức mạnh khi chiến đấu của mấy trăm cao thủ cấp tông sư. Nhưng từ một phía mà nói sức mạnh của Diệp Lâm Quân đúng là đáng sợ. Mạnh đến mức khiến người ta căm phẫn. Một mình đối mặt với hàng trăm cao thủ cấp tông sư, vậy mà lại có thể đánh được tới mức này. Hoàng tử Vincent và Hắc Long đều cảm thấy khiếp sợ. Hai người cũng không còn bình tĩnh như trước, nhìn chiến trường mà run lên từng đợt. Họ không nói chuyện với nhau nữa. Nhất Phú Kiên Vương hết lần này đến lần khác vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Trước trận chiến khốc liệt, khu rừng ở sườn bắc của núi Cửu Long đều đã bị san bằng. Khắp nơi đều là khói lửa của chiến tranh và khung cảnh điêu tàn. Phập, phập, cường giả cấp tông sư lần lượt ngã xuống. Cuối cùng, 20 phút trôi qua,
trận trận chiến không còn một ai đứng vững. Những cường giả hoặc là chết hoặc là bị thương, toàn bộ đều la liệt trên mặt đất. Còn Diệp Lâm Quân vậy mà cũng, anh vậy mà cũng không chống cự nổi, cùng ngã khuỵu xuống đất giống như các cường giả tông sư khác. Tuy anh đã chém giết được hơn 100 cường giả tông sư, nhưng anh cũng bị thương rất nặng, đổ máu không ít. Khụ khụ khụ, anh ho liên tục. Mỗi lần ho, khóe miệng không ngừng trào ra máu. Càng đáng sợ hơn là Viêm Long kiếm có sức mạnh vô địch cũng bị gấy làm đôi. Có thể thấy cuộc chiến này khốc liệt biết bao nhiêu. Cái này. Hơn 500 cường giả cấp tông sư đều bị đánh bại. Hơn nữa là bị một người đánh bại. Làm sao có thể, hắn là thần sao? Ánh mắt hoàng tử Vincent tỏ vẻ khó tin. Anh sắp cục ngã rồi, nhưng anh không phải thần, anh chỉ là một người dân lạc Việt bình thường. Không có anh, vẫn sẽ có một Diệp Lâm Quân khác xuất hiện, kế thừa tinh thần của lạc Việt. Ha ha ha. Nhưng Hắc Long đột nhiên lại bật cười rất lớn. Phương pháp của hắn ta có hiệu quả rồi. Mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng cuối cùng cũng ép Diệp Lâm Quân đến chết. Hắn cuối cùng cũng gục ngã. Cho dù chúng ta có tổn thất nặng nề thế nào, hắn cuối cùng cũng ngã xuống. Người đâu, nghe mệnh lệnh của ta, giết chết hắn. Tuyệt đối không được để hắn sống. Hắc Long ra lệnh. Một khắc hắn cũng không thể đợi được, hắn rất muốn giết Diệp Lâm Quân ngay lập tức. Hàng vạn cường giả cấp thần ở phía sau lần lượt động thủ. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi. Nhất Phú Kiên Vương có sức mạnh vô địch không sai, nhưng ngài ấy cũng đã tới giới hạn rồi. Đây là thời khắc đáng lo ngại nhất của Lạc Việt. Mọi người đều biết Diệp Lâm Quân đã đến cực hạn của mình rồi. Anh không thể chống cự nổi nữa. Cộp cộp cộp. Hàng vạn cường giả chiến thần lao tới giết Diệp Lâm Quân. Bọn họ dừng lại trước mặt Diệp Lâm Quân. Nhất Phú Kiên Vương cậu hãy mau sớm đầu hàng. Hà tất gì phải chống cự chứ? Cuối cùng chẳng phải cũng thất bại sao? Đúng vậy, chống cự đến bây giờ hay là để chúng tôi giết cậu? Long Kỳ Lạc Việt mà cậu bảo vệ há chẳng phải cũng sắp bị chúng tôi hủy hoại sao? Không phải cậu rất mạnh à? Đến đây, tiếp tục đi. Xem cậu có bảo vệ được nữa không? Mọi người đều cười nhạo Diệp Lâm Quân. Cậu nhìn lại mình đi bây giờ còn đứng lên nổi không? Tôi sắp đem Long Kỳ Lạc Việt nghiền nát rồi này. Một cường giả thần cấp bước tới trước mặt Diệp Lâm Quân nói. Tiêu rồi, đối với các chiến sĩ Lạc Việt mà nói, Long Kỳ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Đúng là cách giết người tàn nhẫn nhất. Nếu đứng trước mặt chiến sĩ này mà phá hủy Long Kỳ, đó chính là sự sỉ nhục nặng nề nhất. Đừng mà. Người dân Lạc Việt đang theo dõi cảnh này đều bật khóc hừm. Khi tay anh vừa chạm vào Long Kỳ Lạc Việt, đột nhiên có một bàn tay lớn giữ lấy cổ tay của anh. Am! Cùng lúc đó, một cỗ lực xuyên qua cánh tay truyền đến toàn thân. Kinh mạch toàn thân bị đứt, máu phun ra như tên bản. Cảnh tượng này khiến cả thế giới phải sửng sốt. Lúc này, Lạc Việt đang gieo hò khắp nơi. Anh vẫn chưa hoàn toàn gục ngã. Long Kỳ Lạc Việt không thể bị sỉ nhục. Bất cứ ai cũng không được. Sẵn sàng lấy tính mạng ra để bảo vệ. Đặc biệt là hàng vạn cường giả thần cấp trước mặt đều tỏ vẻ kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh vẫn còn sức lực, anh vẫn còn chiến đấu được. Sắc mặt hoàng tử Vincent và Hắc Long cũng cứng đờ. Đúng là khó tin phải không? Lúc này, Diệp Lâm Quân mới từ từ đứng dậy. Khóe miệng anh nhếch lên một vòng cung tuyệt mỹ, để cho các người phải thất vọng rồi, ta còn chưa gục ngã đâu. Tiếp tục đánh đi. Xoẹt. Đừng đợt hơi thở lạnh lùng không ngừng vang lên bên tai. Người đàn ông đó lại đứng lên. Anh vẫn chưa ngã xuống. Anh vẫn có thể chiến đấu. Lá cỏ của Lạc Việt vẫn sẽ tung bay. Giết, các cường giả thần cấp toàn bộ đều muốn xông lên giết Diệp Lâm Quân. Giết Diệp Lâm Quân cũng vùng kiếm lao tới. Keng keng ken đê dê. Âm âm âm. Diệp Lâm Quân lao vào đoàn chiến giống như một con hung thú thượng cổ vừa bị đánh thức, đi đến đâu tàn sát đến đó. Giống như mấy cao thủ thần cấp này chẳng khác gì người bình thường vậy. Chẳng bao lâu, phía cao thủ thần cấp cũng bị thương vong vô số. Xém chút bị Diệp Lâm Quân làm rối cả đội hình. Nhưng bọn họ có lợi về mặt dân số, rất nhanh đã ổn định lại. Suy cho cùng Diệp Lâm Quân cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực, bị thương cũng không nhẹ. Cứ chiến đấu liên phiên khiến anh sẽ có lúc không chống cự nổi. Phập, Diệp Lâm Quân bị đánh ngã xuống đất, phun ra máu. Am, nhưng anh lại đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.
phập, rồi lại bị đánh cục lần nữa. Anh lại đứng lên. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Diệp Lâm Quân đã ngã xuống hơn 100 lần. Nhưng cho dù có bị thương nặng hay tiêu hao bao nhiêu sức lực anh cũng phải đứng dậy. Lúc này, mặt nạ Viêm Long đã hoàn toàn bị nhuộm màu máu đỏ, quần áo của Diệp Lâm Quân đã bị xé toạc đến gần như không mảnh vải che thân. Thậm chí trên cơ thể còn xuất hiện rất nhiều vết sẹo gớm ghiếc. Anh sử dụng toàn bộ ý chí bất khuất kiên trì, 100 lần ngã xuống rồi lại đứng lên. Lần nào cũng đều khiến mọi người thót tim. Mọi người cùng nhau lau nước mắt. Anh cũng là người, là một con người bình thường, vì Lạc Việt, anh sẵn sàng làm như thế. Kết quả sau hàng 100 lần Diệp Lâm Quân ngã xuống rồi đứng dậy chính là hàng vạn cao thủ thần cấp đều ngã xuống, nhưng không một ai đứng dậy. Khi Diệp Lâm Quân đứng dậy lần nữa, cả bầu trời đều thay đổi. Một trận mưa lớn đột nhiên kéo đến, cuộn sạch cả núi Cửu Long này. Hoàng tử Vincent và Hắc Long như sắp sụp đổ. Những cao thủ cấp thần này vẫn không ngăn cản được anh. Anh tuyệt đối chẳng phải người. Có khi nào là thần tiên hạ phàm không? Ngoại trừ đó ra, bọn họ không còn cách giải thích nào nữa. Nhưng Nhất Phú Kiên Vương càng mạnh như thế, anh càng không thể sống. Tôi còn có chuẩn bị khác. Sườn núi và đỉnh núi Cửu Long còn có hơn 10 vạn người. Hắc Long mỉm cười. Mấy mươi vạn người này vẫn chưa có động thủ, đó chính là át chủ bài của ông ta. Nhất Phú Kiên Vương đều đã thành ra như thế này rồi, chúng ta còn chiếm được ưu thế về địa lý. Cho dù hắn không sợ chết, cũng sẽ không đến được đúng thời gian đã định hoàng tử Vincent chế nhạo. Diệp Lâm Quân tiếp tục đi về phía đỉnh núi. Trước mặt, bóng người chẳng chịt phủ kín cả sườn núi, không trở lại một khoảng trống nào. Những bóng người dày đặc trên đỉnh núi. Nhìn thấy nhiều người như thế, Diệp Lâm Quân bất lực lắc đầu, đó chính là cửa ải cuối cùng, không biết bản thân anh có xông qua được hay không. Ý thức của anh cũng bắt đầu dã dần. Quá nhiều người. Chiến thuật biển người này thật sự có thể khiến người ta tiêu hao sức lực đến chết. Lê Nguyên, Phong Quân, mẹ, các anh em. Hình ảnh từng người anh yêu thương đều xuất hiện trong đầu anh. Không, mình không thể chết được. Mình phải sống trở về. Mình muốn gặp lại mẹ và vợ con, còn các anh em bạn bè nữa. Nhất định phải cắm được long kỳ trên đỉnh núi. Diệp Lâm Quân chỉnh lại long kỳ cho ngay ngắn, một tay cầm kiếm gãy. Anh gầm lên một cách điên cuồng, xông lên. Lạc Việt bất bại. Đến bước này, Diệp Lâm Quân vẫn kiên quyết xông lên. Cơn mưa xối xả, nhưng không thể nào dập tắt được nhiệt huyết đang sôi sục trong anh. Cho dù 10 năm ẩm băng, cũng khó lòng tắt được nhiệt huyết. Huống hồ đây chỉ là một cơn mưa. Trời ạ, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đây chắc chắn là kỳ tích, cực hạn của anh ta rốt cuộc là tới mức nào. Vì Lạc Việt mà liều như thế có đáng hay không? Cả thế giới đều đang thắc mắc. Nhưng những câu hỏi này đừng nói là người khác, mà ngay cả Diệp Lâm Quân cũng khó mà trả lời rõ được. Anh cũng không biết, nhưng anh cảm thấy đó chính là sứ mạng của mình, là ý nghĩa sống của bản thân. Lần này, Diệp Lâm Quân cùng giao chiến với một đại quân đông đúc như vậy không biết có được thuận lợi hay không. Ngay cả muốn đối phó cũng phải mất rất nhiều sức lực. Cho dù có thể tiến về phía trước, nhưng cũng đã quá muộn. Bây giờ không phải cường giả cấp tông sư cấp thần nào cũng có thể chống lại anh nữa. Đừng hòng cản được ta, Diệp Lâm Quân cười lớn. Mặc cho bọn họ tấn công, anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Những chỗ anh đi qua, đều trở thành huyết lộ. Máu tươi tưới ra không ngừng. Máu vương trên người anh cũng ngày càng nhiều hao sức, bị thương, nhưng đều không ảnh hưởng gì đến Diệp Lâm Quân. Anh vẫn tiến về phía trước. Mau ngăn cản hắn, đúng là một đám vô dụng. Hoàng tử Vincent nổi trận lôi đình. Hắc Long chỉ cảm thấy vô cùng áp lực. Bảo Tiên Phương lưu hết mọi sức lực ngăn cản Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân vẫn bất khả chiến bại, bất chấp những vết thương bầm tím, cũng không thể ngăn cản được bước chân của anh. Phập, cuối cùng, dưới làn sóng tấn công, Diệp Lâm Quân đã ngã xuống. Đại quân bắt đầu hoan hô. Ái đột nhiên truyền đến một tiếng la hét. Diệp Lâm Quân phi thẳng lên trời. Xung quanh thương vong vô số. Diệp Lâm Quân sau khi đứng dậy lại càng hung mãnh hơn trước, hung hăng tàn sát đến mức xung quanh không ai dám tới gần. Một đường đánh tới. Phập, anh lại ngã xuống. Rồi lại đứng lên lần nữa. Giống như khi nãy, chu kỳ này lại bắt đầu.
Dần dần mọi người thấy rằng Diệp Lâm Quân dường như mỗi lúc một đứng dậy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Càng bị đánh bại, thì càng dũng cảm. Họ không biết rằng công pháp cổ xưa của Diệp Lâm Quân chỉ là như vậy. Càng chiến càng hăng. Đương nhiên điều đó cũng khiến Diệp Lâm Quân càng tiêu tốn sức lực nhiều hơn. Anh thật sự sắp không thể chịu đựng nổi nữa tôi. Phó mặc mọi thứ cho số mệnh. Chỉ có như thế, Diệp Lâm Quân phải trả giá bằng sinh mạng của mình, từ giữa sườn núi giết lên đến đỉnh núi. Khi khoảng cách đến đỉnh núi chỉ còn rất ngắn, Diệp Lâm Quân mỉm cười. Nhưng vẫn còn khá nhiều người ở trên đỉnh. Bọn họ lợi dụng địa hình, tiếp tục ngăn cản Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân vẫn dũng cảm. Anh đang muốn chứng minh cho cả thế giới biết đâu mới chính là giới hạn của một người. Càng muốn giải thích với thế giới ý chí của người Lạc Việt mạnh mẽ đến dường nào. Lấy cơ thể của phàm nhân, để sánh ngang với thần minh. Đó chính là Diệp Lâm Quân. Cờ của Lạc Việt đã tung bay trên đỉnh núi Cửu Long rồi. Có hy vọng chiến thắng rồi. Nhất Phú Kiên Vương cố lên, hãy mau lên đỉnh núi, cố gắng kiên trì. Khi người dân Lạc Việt nhìn thấy một mảng đỏ xuất hiện trên đỉnh núi Cửu Long, bọn họ bắt đầu xôn xao. Đồng thời cũng hy vọng Diệp Lâm Quân có thể cầm cự được. Đã đi được 99 bước rồi, đến thắng lợi chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng bước cuối cùng này lại vô cùng gian nan, nếu để xảy ra một chút sai sót, thì công sức trước đây coi như uổng phí. Nhất định phải cản hắn lại. Đại quân Liên Hợp bắt đầu công bạo, nếu bọn chúng không ngăn cản được anh, thì không còn tôn nghiêm gì cả. Hàng trăm vạn người cứ như thế mà dồn đánh một người, nếu tin này truyền ra ngoài thì đúng là nhục nhất. Chuyện này tuyệt đối không được. Âm mưu của Hắc Long cực kỳ u ám. Vốn dĩ đây là tử cục, không có chút sơ hở nào, vậy mà lại thành ra thế này. Hắn ta sắp phát điên lên rồi. Người này rốt cuộc là quái thai hay gì? Rốt cuộc hắn chui từ đâu ra? Ngay khi Hắc Long đang vô cùng lo lắng, Hoàng tử Vincent mỉm cười. Đừng lo, ta còn có chiêu cuối. Trên chiến trận, Diệp Lâm Quân càng chiến càng hăng. Hết lần này đến lần khác ngã xuống rồi vẫn tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Dường như anh có một thế lực không bao giờ cản. Căn bản không thể đánh bại. Nhưng bây giờ người trước mặt thật sự quá nhiều. Cho dù Diệp Lâm Quân có dũng cảm vô địch cỡ nào, cũng sẽ không kịp thời gian. Phá, Diệp Lâm Quân điên cuồng hô lên, cơ thể bùng nổ sức mạnh vô song. Đây chính là một kỹ năng chiến đấu trong công pháp cổ xưa của anh, quét sạch vạn quân. Một khi triển khai kỹ năng chiến đấu này, sát lực vô cùng đáng sợ ầm. Ầm, giống như một cơn cuồng phong đang nạo vét mọi thứ xung quanh nó. Ơ áp ơ a, tiếng la hét vang bên tai không dứt. Hàng vạn người bị đánh bay ra, hoàn toàn mở đường cho Diệp Lâm Quân. Phập, nhưng sau khi Diệp Lâm Quân sử dụng kỹ năng chiến đấu này, bởi vì tiêu hao một lượng lớn sức lực, nên đã thổ huyết. Nhưng ánh mắt của anh đây kiên định. Lau vết máu trên khóe miệng và tiếp tục chiến đấu. Kỹ năng chiến đấu này được anh sử dụng nhiều lần, lực sát thương phải nói là nghịch thiên. Kẻ địch từng người bại dưới chân anh. Diệp Lâm Quân giống như đã biến thành một ác thân, giết ra một đường máu. Sau khi Diệp Lâm Quân sử dụng kỹ năng chiến đấu này của mình, cả thế giới đã phải sửng sốt. Hóa ra khi nãy anh vẫn chưa dùng hết sức mình, sức mạnh thật sự của anh bây giờ chỉ mới bộc lộ ra một chút xíu. Nhưng sau khi sử dụng kỹ năng chiến đấu, anh cũng tổn hao không ít sức. Diệp Lâm Quân không ngừng ho ra máu. Việc sử dụng kỹ năng chiến đấu càng lúc càng khó khăn. Cực hạn, đã đến cực hạn thật sự rồi. Nhưng nhìn đám người giải rác trước mặt, Diệp Lâm Quân mỉm cười. Anh sắp thành công rồi. Điểm cao nhất của núi Cửu Long nằm gần trong tầm tay. Giết! Diệp Lâm Quân dốc hết toàn lực, sử dụng kỹ năng chiến đấu 3 lần liên tiếp. Phập! Phập! Tất cả kẻ địch trước mặt đều ngã xuống, không một ai đứng vững. Cuồng bạo! Đúng là cuồng bạo đến cực điểm. Hàng trăm vạn người sống sờ sờ vậy mà lại bị một người đánh bại. Kỳ tích khó mà tưởng tượng nổi. Tiền vô cổ nhân! Hậu vô lai giải tương lai chắc chắn không có ai làm được điều như thế. Một người địch lại trăm vạn đại quân, quả là đã trở thành sự thật. Nhưng Diệp Lâm Quân cũng phải trả một cái giá vô cùng đau đớn. Anh ngã xuống, không đứng dậy được nữa. Khi nấy luân phiên tác chiến tổn hao quá nhiều sức lực, lại sử dụng thêm 48 lần kỹ năng chiến đấu, cơ thể anh thật sự đã đạt đến cực hạn rồi. Nếu không phải có ý chí kiên cường,
e rằng anh đã chết từ lâu. Hoàng tử Vincent và Hắc Long như sắp phát điên. Phải trả giá bằng tính mạng hàng trăm vạn cường giả tông sư nhưng cũng không ngăn cản được anh. Nhưng kết quả bọn họ cũng coi như là tạm chấp nhận được. Diệp Lâm Quân đã ngã xuống, anh không thể đứng dậy được nữa. Diệp Lâm Quân đã cố gắng nhiều lần, nhưng lần nào cũng là kết quả như vậy. Điểm cao nhất của núi Cửu Long cách anh không còn xa. Chẳng lẽ mọi cố gắng trước đây đều đã mất hết sao? Đứng dậy đi, Nhất Phú Kiên Vương, tiếp tục đi. Chiến thắng đang ở phía trước, tiếp tục đi. Đã đến lúc này rồi, đừng ngã xuống. Người dân Lạc Việt tâm như rỉ máu, không ngừng cổ vũ cho anh. Lúc này, đột nhiên Diệp Lâm Quân lại cử động. Anh không chọn cách đứng lên, mà giơ cao long kỳ của Lạc Việt, lê từng bước dưới đất mỗi một đoạn anh di chuyển đều để lại một vết máu rất rõ. Anh đang sử dụng một cơ thể yếu ớt để bảo vệ niềm tự hào của Lạc Việt. Ngay cả khi anh không thể đứng lên, dù có bò cũng phải cắm được lá cờ của Lạc Việt lên đỉnh núi. Lúc này người dân Lạc Việt như bật khóc. Đây mới xứng đáng là Nhất Phú Kiên Vương thật sự. Chờ đã. Hoàng tử Vincent khi nhìn thấy cảnh tượng này liền mỉm cười nói, thật sự rất cảm động, nhưng đáng tiếc là sát chiêu của ta vẫn chưa xuất hiện. Lời nói của Hoàng tử Vincent vừa dứt, thì đã nhìn thấy những cao thủ mạnh nhất của nước Chiến Ưng xuất hiện. Họ được mặc áo giáp công nghệ cao đặc biệt. Tác dụng lớn nhất của loại áo giáp này là biến những người bình thường thành một chiến thần bất khả chiến bại. Loại áo giáp này hoàn toàn không thể đâm xuyên của đặc biệt là Diệp Lâm Quân đang trong tình trạng này trước đó đã có tin tình báo rằng nước Chiến Ưng sẽ phái cao thủ đến trước, nhưng đến cuối mới xuất hiện. Thứ nhất, Hoàng tử Vincent không muốn người của mình phải chịu thương vong. Thứ hai, sẽ hữu ích khi dùng vào những thời điểm quan trọng. Quả nhiên, bây giờ mới chính là thời khắc quan trọng nhất. Những cao thủ này xuất hiện, trên tay mang theo vũ khí hạng nặng, tất cả đều nhằm vào Diệp Lâm Quân. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới được. Quyết định cuối cùng vậy mà lại là một bộ phận người nhỏ. Sắp thua rồi, thiếu chút nữa không thành công. Hoàng tử Vincent đúng là kẻ bị ổi vô sỉ độc ác. Người dân Lạc Việt đã thực sự tuyệt vọng. Các cao thủ nước Chiến Ưng từng bước tiến lại gần Diệp Lâm Quân, thế nào? Cuối cùng không phải chết trong tay bọn ta sao? Tuyệt vọng không? Vô sỉ, bị ổi. Diệp Lâm Quân trừng mắt nhìn họ. Nếu như anh chết, nước Chiến Ưng sẽ lấy đi hết tất cả công lao, sẽ tuyên bố với bên ngoài, là bọn chúng đã giết được Nhất Phú Kiên Vương của Lạc Việt. Công lao này đối với người khác mà nói thì không sao. Suy cho cùng tác phong của bọn họ trước giờ đều như vậy. Vậy thì sao, cuối cùng vẫn phải chết trong tay bọn ta thôi. Tạm biệt. Các cao thủ của nước Chiến Ưng lần lượt khai hỏa, bắn Diệp Lâm Quân. Pằng pằng pằng. Mạng lưới hỏa lực khổng lồ ngay lập tức bao trùm lấy Diệp Lâm Quân. Nhưng chỉ trong chốc lát, Diệp Lâm Quân đã đột ngột trượt xuống đất tránh khỏi đòn tấn công. Băng! Anh thuận thế kéo người ra. Bịch! Chỉ bằng một cú đấm, làm vỡ mũ giáp. Anh vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Lạc Việt lại tìm được hy vọng. Đôi mắt của mấy người hoàng tử Vincent như sắp bay ra ngoài. Đây là người sao? Tình trạng thế nào rồi mà còn chiến đấu được? Họ đâu biết đây chính là sự kiên trì của Diệp Lâm Quân. Hơi thở đứt quãng, anh cũng sắp không xong tồi. Diệp Lâm Quân cùng nhau giao chiến với các cao thủ nước Chiến Ưng. Bây giờ anh chỉ liều mạng mà đánh, cho dù không đứng dậy nổi, nhưng cứ bám trụ vào mặt đất mà quật ngã kẻ thù. Trong vòng chiến khốc liệt này, cơ thể Diệp Lâm Quân sớm đã thương tật khắp nơi. Chúng không biết bao nhiêu đạn, nhưng không lấy được mạng của anh. Anh vẫn có thể chiến đấu một lần nữa. Mục tiêu của anh vẫn chưa được hoàn thành. Trận chiến này kéo dài nửa giờ mới kết thúc. Phập, người cuối cùng cũng đã ngã xuống. Còn Diệp Lâm Quân, từ đầu đến giờ không hề đứng dậy. Nhưng sau khi giải quyết những kẻ địch này, Diệp Lâm Quân cũng không thể cử động được nữa. Khói súng bốc lên nghi ngút. Anh ngã xuống giữa đống xác chết, hoàn toàn bất động. Toàn thân anh nhuốm đầy máu, không nhìn thấy rõ gì cả. Ngay cả long kỳ Lạc Việt trong tay anh cũng bị che lại, không thể tung bay. Kết thúc rồi chăng? Hoàng tử Vincent và những người khác mỉm cười. Cuối cùng anh cũng không cử động nữa. Tốn biết bao nhiêu lực lượng mới có thể giết được anh. Bọn họ đã thành công rồi. Hừ, kết thúc rồi. Hắc Long cười thành tiếng. Thời gian sắp tới,
chỉ còn một phút cuối cùng. Khi ống kính quét qua khung cảnh trên chiến trường, người dân Lạc Việt nhìn thấy đều tuyệt vọng. Thân ảnh người đó không còn cử động nữa. Lá cờ của Lạc Việt cũng không bay nổi nữa. Vẫn là thua ở bước cuối cùng. Đây là một đòn đánh đau đớn đối với Lạc Việt. 50. 49. Mọi người bắt đầu đếm ngược. Người dân Lạc Việt lòng như chết lặng. Tất cả đã kết thúc rồi. 10. 9. 8. 0. 6 tiếng đã trôi qua như thỏa thuận. Diệp Lâm Quân đã không đến địa điểm đã định. Long kỳ của Lạc Việt cũng không được cắm trên đỉnh núi. Diệp Lâm Quân cũng không tỉnh lại. Lạc Việt thất bại rồi. Đối với Lạc Việt mà nói đây chính là một ngày ảm đạm nhất đả kích lần này, Lạc Việt khó mà an yên. Cả nước như bao trùm một bầu không khí chết chóc, dường như thế giới trước mắt họ đều biến thành một màu trắng xóa. Tôi tuyên bố Lạc Việt không đến được địa điểm trong thời gian quy định, xem như xóa bỏ Lạc. Ngay lúc tuyên bố Lạc Việt thất bại, một tiếng động lớn vang lên, cắt ngang lời tuyên bố này. Mau nhìn kìa ồ, ánh mắt trên khắp thế giới đều đang hướng về nơi đó. Vào lúc thời gian đếm ngược về không, nơi cao nhất trên núi Cửu Long xuất hiện một vệt màu đỏ. Nhìn kỹ hơn, đó là long kỳ của Lạc Việt. Thấy Diệp Lâm Quân trông bộ dạng yếu ớt từ từ đứng dậy, cầm trên tay long kỳ Lạc Việt nhuốm đầy máu. Ngay lập tức, cắm vào nơi cao nhất. Long kỳ Lạc Việt tung bay. Lạc Việt đã thắng. Thắng rồi. Lạc Việt đã thắng. Tôi cảm thấy rất tự hào vì mình là người Lạc Việt. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Việt lại bắt đầu hoan hô. Đây là một ngày đáng tự hào. Đây là một ngày xứng đáng biên vào lịch sử. Cho dù không làm gì, nhưng Lạc Việt đã thắng. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu điều đó. Bất luận diễn đàn lần này muốn cái gì. Nhưng Lạc Việt đã thắng thật rồi. Lạc Việt là một nước lớn. Châu Đông Phương có nước nào không phục. Trong tổ trạch nhà họ Lý ở Giang Bắn xa xôi, mọi người cũng đều gieo hò. Ngoài tình cảm với Lạc Việt, bọn họ vẫn là vì Nhất Phú Kiện Vương là chỗ dựa của mình, anh càng giành được nhiều vinh quang, đối với tương lai của bọn họ cũng đều có lợi. Còn gương mặt của Hoàng tử Vincent và Hắc Long thì tối sầm lại như tuyệt vọng. Bọn họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Vậy mà lại thất bại. Cái này, tôi không thể chấp nhận được. Chúng ta đã tổn hại nhiều như thế, vậy mà lại thất bại. Còn để hắn thành công. Hắc Long giống như phát điên. Sắc mặt của Hoàng tử Vincent cũng không tốt hơn là bao. Không, ta chưa từng thất bại, đặc biệt là loại thất bại này, ta không thể chấp nhận được. Hoàng tử Vincent điên cuồng hét lên. Ăn hại, một lũ ăn hại, trăm vạn người mà không cản nổi một người, là chuyện thế nào? Một cỗ sát khí khát máu lóe lên trong mắt Hắc Long. Tuyệt đối không thể để hắn sống. Tôi nuốt không trôi cục tức này. Ta cũng vậy. Lần này để cho Lạc Việt thắng, thậm chí giành được lòng dân, củng cố địa vị nước lớn, nhưng ta muốn diệt trừ Nhất Phú Kiên Vương. Hắn không thể rời khỏi nơi này. Hoàng tử Vincent kiên quyết nói, người đâu, truyền lệnh của ta, ném bom san bằng núi Cửu Long. Ta không muốn nhìn thấy núi Cửu Long còn có bất kỳ sinh vật sống nào. Một con cũng không được trừ lại. Thuộc hạ do dự nói, nhưng mà hoàng tử, núi Cửu Long còn có người của chúng ta. Có cần bọn họ rút lui không? Không kịp đâu, mau cho nổ nhanh đi. Hoàng tử Vincent ra lệnh. Ngay lúc Lạc Việt đang mơ tưởng đến cảnh tượng Diệp Lâm Quân toàn thây, trở về Lạc Việt tận hưởng vinh quang, thì đột nhiên. Rầm, rầm, núi Cửu Long bị bom đạn oanh tạc. Mục đích chính là không để bất cứ sinh vật nào có thể sống sót. Cả núi Cửu Long biến thành biển lửa. Cả ngọn núi như bị san thành bình địa. Long kỳ tung bay sớm đã không còn tìm thấy nữa. Cơ thể những người kia dường như đều bị nghiền nát thành bột. Đừng nói là sinh vật, ngay cả khối đã cũng chưa chắc gì giữ được nguyên vẹn, vỡ vụn thành từng mảnh. Còn Diệp Lâm Quân, chắc là không xong rồi. Anh ở vị trí trung tâm của vụ ném bom. Đánh bom liên tiếp mười mấy lần, sao mà còn sống được chứ? Núi Cửu Long bị san bằng, bao trùm trong biển lửa. Khói bốc lên nghỉ ngút, một thời gian dài vẫn chưa tan hết. Theo tin tức tiên phương truyền tới, các sinh vật sống trên núi Cửu Long đều bị xóa sổ. Ngay cả xác chết cũng không còn toàn thây. Ngay cả khi nó không bị thổi bay thành từng mảnh, thì cũng bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro. Đây là một ngày đáng tự hào với Lạc Việt, cũng là một ngày đau buồn nhất.
anh hùng của Lạc Việt cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. Nếu với tinh thần sung mãn của anh trước đây, mọi người vẫn còn ôm hy vọng anh có thể trốn thoát. Nhưng bây giờ anh đã thật sự đến cực hạn, ngay cả đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn. Đặt Long Kỳ Lạc Việt ở nơi cao nhất, chút cạn hơi thở cuối cùng. Anh như thế làm sao có thể tránh được mười mấy lần ném bom san bằng đó chứ? Nhất Phú Kiên Vương qua đời ở núi Cửu Long đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Mọi người không muốn chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi. Hoàng tử Vincent còn cố tình phái đi một toán người tìm kiếm cả 10 lần cũng không tìm được bóng dáng của Nhất Phú Kiên Vương. Chỉ tìm thấy ở hiện trường một chiếc mặt nạ viêm long cùng một thanh viêm long kiếm bị gãy. Còn nhẫn viêm long thì sớm đã nổ bay đến nơi nào rồi không biết. Đồ vật quá nhỏ, khó mà tìm được. Nhưng nếu như tìm được mặt nạ và kiếm, thế chứng minh Nhất Phú Kiên Vương đã bị nổ banh rồi. Anh đã chết, Nhất Phú Kiên Vương chết rồi. Sau Hoàng tử Vincent truyền tin ra, cả thế giới đều sôi sục. Một người đàn ông mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể nào ngờ được cuối cùng vẫn phải ngã xuống. Đặc biệt Lạc Việt còn buồn hơn. Đả kích này thật sự quá lớn. Trên dưới vệ binh Viêm Long đều im lặng như tờ. Lần này không còn là kế hoạch Diệp Lâm Quân và bọn họ liên hợp lại giả chết nữa. Chuyến đi đến núi Cửu Long này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Tôi hối hận rồi, không nên để cậu ấy đi. Thôi, chấp nhận sự thật đi. Quốc sĩ Vô Song, thật may khi có cậu ấy. Cả nhà họ Lý cũng bao trùm một mảng u ám. Đây chính là lần đả kích thứ hai đối với bọn họ. Một hậu thuẫn, chỗ dựa lớn như vậy sụp đổ, ai cũng đều cảm thấy chán nản. Lý Tử Nhiệm không biết tại sao, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Trái tim dường như bị một thứ gì đó bóp nghẹt. Không biết tại sao, khi nghe tin xấu của Nhất Phú Kiên Vương truyền đến, cô lại nghĩ ngay đến Diệp Lâm Quân. Hai người đều ra nước ngoài cùng một thời điểm. Còn có một chút giống. Khiến người ta không thể không nghi ngờ. Còn Vong Quân như không hề báo trước đột nhiên bật khóc thành tiếng, ba chết rồi, ba chết rồi. Ba đã đồng ý với Vong Quân nhất định sẽ quay về đón con và mẹ đi. Nhìn Vong Quân gào khóc, trong lòng mọi người đều cảm thấy khó chịu. Vong Quân vấn luận cho rằng ba mình chính là Nhất Phú Kiên Vương. Bây giờ Nhất Phú Kiên Vương đã chết, cũng đồng nghĩa với ba cô bé đã chết. Nhưng mọi người lại cho rằng đây là chuyện hoang đường. Diệp Lâm Quân là một kẻ phản bội, làm sao có thể so sánh với vị đại anh hùng là Quốc sĩ Vô Song. Nhưng không ai muốn phá hỏng sự ngây thơ của đứa trẻ này. Bé Quân, đừng lo, ba của con vẫn còn sống, không lâu sau sẽ quay về thăm con. Đúng vậy, ba của con sẽ trở lại. Sau khi nghe mọi người thuyết phục, Vong Quân đã ngừng khóc, mọi người nói là thật sao? Ba vẫn còn sống. Vong Quân chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi. Đúng, ba con vẫn còn sống, rất nhanh sẽ về thăm con. Lý Tử Nhiệm ôm Vong Quân vào lòng, giúp cô bé lau nước mắt. Hoàng Mạnh Hùng và Hoàng An Nhiên ở phía xa cố kìm lại nước mắt. Họ rất muốn nói cho mọi người biết sự thật. Nhất Phú Kiên Vương và Diệp Lâm Quân là cùng một người. Ba của Vong Quân cũng sẽ không trở về nữa. Nhưng, anh chính là người anh hùng của Lạc Việt. Sau này tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng bảo vệ an toàn cho cả nhà Vương gia. Cam đoan bọn họ một đời không lo, tuyệt đối không chịu bất cứ tổn thương gì. Với cả lời Vương gia nhắn nhủ tôi cũng sẽ một mực đi làm. Bên trong ánh mắt của Hoàng đế Tây Đường lóe ra vẻ kiên định. Trước đó có lẽ ông ta sợ Diệp Lâm Quân, cũng có lẽ là muốn dựa dẫm vào anh.